chương 1051, là cô à. Không ngờ, hóa ra Lý Hùng Cường lại là con trai của tập đoàn Đại Hùng nhà họ Lý. Là một siêu công ty đã thống trị hoạt động kinh doanh của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ, tập đoàn Đại Hùng là một trong số 500 công ty hàng đầu thế giới. Nguồn tài chính của Hưng Thịnh nhà họ Lý thuộc hàng bậc nhất thế giới. Lý Hùng Cường không thể so với Phạm Trung, nhưng đôi cánh của người đàn ông này đã cứng cáp và gần như đã được xác định là người cầm quyền tiếp theo của dòng họ Lý, nếu hoàng phủ Ngọc kết hôn với anh ta cũng rất thích hợp. Lý Ngọc Mai nhấp một ngụm rượu vang rồi nói, "Không được." Đường Tuấn hạ giọng nói. Lý Ngọc Mai nhẹ nhàng lắc ly rượu rồi cất bước uyển chuyển gợi cảm đến chỗ Đường Tuấn, dùng những ngón tay ngọc ngà vuốt ve khuôn mặt Đường Tuấn, thở dài nói, "Không được cũng không phải anh nói là xong." Tài chính và ảnh hưởng của tập đoàn Đại hùng nhà họ Lý mạnh hơn tập đoàn Yên Hòa gấp mấy lần chỉ sợ lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Thiên Thanh và Hiệp hội Y học cổ truyền còn không so sánh được với công ty con của người ta. Anh đừng vọng tưởng sẽ dùng vũ lực để bước ép người, nhà họ Lý có thể đứng sừng sững được nhiều năm như vậy thì chắc chắn sau lưng có cao thủ võ đạo ẩn núp. Đường Tuấn nắm lấy cổ tay Lý Ngọc Mai, một tiếng xoảng vang lên, ly rượu trong tay Lý Ngọc Mai rơi xuống đất. Anh ôm lấy vòng eo thon thả của Lý Ngọc Mai bằng một tay, tay kia đỡ lấy mông cô ta. Lý Ngọc Mai ngồi trên chiếc bàn lớn, dáng người đầy đặn tạo thành một đường cong quyến rũ. Lý Ngọc Mai không hề sợ hãi, thay vào đó cô ta nhẹ nhàng ôm lấy đùi đường Tuấn bằng mũi giày cao gót của mình. Audio điện tử võ tấn bền Những chuyện này khó mà tránh khỏi. Lý Ngọc Mai tiếp tục vuốt ve khuôn mặt đường Tuấn, nói, không chỉ cô ta, mà ngay cả tôi cũng sẽ có ngày phải lấy chồng. Không được, đường Tuấn hạ giọng nói. Không để cho Lý Ngọc Mai nói tiếp, anh đã cúi đầu cắn chặt đôi môi đỏ mọng gợi cảm của cô ta. Lý Hùng Cường là cậu cả nhà họ Lý, sinh ra trong một gia đình giàu nứt đố đổ vách. Lần này đến Lai Châu, đương nhiên sẽ được tiếp đón long trọng. Buổi tiệc rượu tối nay có quy mô khổng lồ, chính là trên sân thượng ngoài trời ở tầng 33 của khách sạn 5 sao ở Lai Châu. Đường Tuấn ngồi trên chiếc xe đặc biệt của Hoàng phủ Ngọc đến đập vào mắt chính là ánh đèn rực rỡ và vẻ lấp lánh của các loại trang sức ngọc trai trên ngón tay với trên cổ của các quý bà quý cô. Điều khiến mọi người hoa cả mắt chính là ở đây toàn trai xinh gái đẹp, trong đó có các nữ diễn viên nổi tiếng hạng nhất hạng nhì. Bình thường họ đều là những nữ thần tượng ngồi tiết trên cao của vô số các chàng trai, nhưng ở loại tiệc rượu cao cấp này họ chỉ có thể cung kính ngồi ở vị trí hạng bét, chỉ để có thể có được một chút quan hệ với Lý Hùng Cường. Tiệc rượu không có thư mời, cũng không cần thiết. Những người dám tham gia buổi tiệc, đương nhiên là những người có cùng đẳng cấp cao quý. Nếu những người có đẳng cấp thấp tự ý đi vào thì chỉ sợ họ sẽ bị đối xử lạnh nhạt và bỏ chạy một cách thảm hại. Đường Tuấn bước vào bữa tiệc nhưng không thu hút được nhiều sự chú ý của mọi người. Ngược lại, Hàn Bảo Long đi sau anh lại thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Hàn Bảo Long đeo một thanh kiếm sắt trên lưng, khuôn mặt thuần khiết và lạnh lùng, khi cậu ta bước vào hội trường thì trông giống như một kẻ khác loài. Hiện giờ Hàn Bảo Long đã luyện kiếm thành công, trong khí tức trầm ổn lại hiện ra vẻ sắc bén, giống như một thanh kiếm thần đã rút khỏi vỏ, khiến nhiều cô gái mới biết yêu không ngừng nháy mắt với cậu ta. Đường Tuấn cũng không nhắc nhở thêm, kiếm tâm của Hàn Bảo Long đã luyện thành, nhưng vẫn cần phải tôi luyện thêm mới thể hiện được tài năng thực sự. Muốn đạt đến cảnh giới trời sinh như vị kiếm đài của kiếm môn thì vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Đường Tuấn, là anh khi đường Tuấn bước vào hội trường một lúc thì một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên sau lưng anh. Trường 1052, con người vốn là như vậy, đều có xu hướng trục lợi. Thẩm Linh Linh khẽ gật đầu nói, không ngờ lại gặp được anh ở đây. Khi cô ta nói chuyện thì trong lòng không khỏi ngạc nhiên và nghi ngờ. Khi đường Tuấn làm Vương Niên Khải bị thương nặng, cô ta vốn tưởng rằng sư phụ của Vương Niên Khải là hư cửu huyền sẽ tìm cách trả thù anh, thế nhưng cô ta không ngờ rằng sau đó lại im hơi lặng tiếng ngược lại cha của thẩm linh linh còn cảnh cáo cô không được trêu chọc đến đường tuấn nữa về phần nguyên nhân đến nay cha cô ta vẫn chưa tiết lộ có lẽ thật sự có kẻ tai to mặt lớn chống lưng cho anh ta cuối cùng thẩm linh linh chỉ có thể tìm ra một lý do như vậy hai người cũng coi như quen biết nếu đã gặp mặt thì sẽ nói chuyện với nhau vài câu sau khi trò chuyện Đường Tuấn mới biết được Thẩm Linh Linh đi theo mấy chị em tốt trong giới đến tham gia tiệc rượu với ý định muốn gặp mặt Lý Hùng Cường đó một lần. Dưới lá cờ của nhà họ Lý còn có mấy công ty giải trí, nếu họ có thể được Lý Hùng Cường yêu ái thì tương lai của họ sẽ nói là vô hạn. Còn anh thì sao? Anh cũng tới đây để chào Lý Hùng Cường. Khóe miệng Thẩm Linh Linh hơi cong lên, nghe nói Lý Hùng Cường kiểm soát ngành kinh doanh dược liệu ở Hàn Quốc, hai ngày nữa sẽ là đại hội giao lưu y thuật của vài quốc gia không phải anh tới đây để thăm dò tình hình quân địch đó chứ? Đường Tuấn nói, tôi đang đợi một người bạn. Anh và Thẩm Linh Linh cũng không qua lại thân thiết nên đương nhiên sẽ không nói sự thật. Thẩm Linh Linh cũng không có ý định nói chuyện thêm, mặc dù Lý Hùng Cường có rất nhiều tiền nhưng cô ta không phải là người thiếu tiền. Linh Linh, người này là ai? Đúng lúc này, mấy chị em trong giới của Thẩm Linh Linh thấy cô ta dừng lại bên cạnh đường Tuấn thì không khỏi bước tới, vừa hỏi vừa đánh giá Đường Tuấn và Hàn Bảo Long đứng cách đó không xa. Anh ta là Đường Tuấn, chủ tịch hiệp hội y học cổ truyền. Thẩm Linh Linh giới thiệu, hai người này là Vương Ngọc Hà và Đồng Hạ Thảo. Vương Ngọc Hà và Đồng Hạ Thảo cũng là những nữ diễn viên hạng nhất của làng giải trí nước Việt Nam, họ đeo trang sức đắt tiền và ăn mặc cực kỳ diễm lệ. Sau khi Thẩm Linh Linh giới thiệu Đường Tuấn, Vương Ngọc Hà chỉ ôm một tiếng rồi thở ơ ngó ra lối vào của hội trường, dáng vẻ như lười nói chuyện với anh. Đôi mắt quyến rũ của đồng hạ thảo liếc nhìn đường Tuấn rồi nở nụ cười khinh thường, thì ra chỉ là một hội trưởng hội trung y nhỏ nhoi mà thôi. Nếu bình thường, khi hai người biết thân phận của đường Tuấn, tuy rằng không nhiệt tình cho lắm nhưng ít nhất cũng sẽ không tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Nhưng đêm nay thì khác, nhân vật chính mà họ chờ đợi là cậu cả của Hưng Thịnh nhà họ Lý, trị giá mấy trăm nghìn tỷ. Đừng nói đường Tuấn chỉ là hội trưởng của một hiệp hội y học cổ truyền mới thành lập chưa được bao lâu, cho dù là con trai của người giàu nhất một tỉnh thì bọn họ cũng lười nói vài câu. Thẩm Linh Linh hơi xấu hổ nhưng không nói gì, dù sao thì hiện giờ thân phận và thành tựu của Đường Tuấn cũng chưa được nhiều người khen ngợi. Nếu cô ta tiết lộ danh tính mình là con gái của người giàu có nhất một tỉnh thì e rằng còn có ích hơn cái chức danh hội trưởng hiệp hội y học cổ truyền của anh. Con người vốn là như vậy, đều có xu hướng trục lợi. Đừng nói là anh ta có thân phận giống như Lý Hùng Cường, cho dù chỉ bằng một phần mười thì sao đám người Vương Ngọc Hà có thể đối xử với anh như vậy? Thẩm Linh Linh tự nhủ thầm trong lòng. Đường Tuấn không thèm quan tâm đến lời nói và thái độ của mấy người họ mà chỉ nhìn qua lối vào của địa điểm, cảm thấy hơi lo lắng. Vừa rồi Hoàng Phủ Ngọc và Phi Nguyệt không đi cùng anh, chắc là đã đi với Lý Hùng Cường đó rồi. Đám đông đột nhiên im lặng, thang máy ở cổng hội trường từ từ mở ra. Cậu Lý đến rồi, có người hạ giọng kêu lên. Chương 1053 thật không ngờ, tin đồn lại là sự thật. Khi cửa thang máy mở ra, một nhóm người xuất hiện trước mặt mọi người. Người đứng đầu là một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông hào hoa tuấn tú, khóe miệng khẽ nở nụ cười khiến người ta có một cảm giác hơi ngạo nghệ phong túng. Người phụ nữ có vẻ ngoài tuyệt đẹp, phong thái tao nhã điềm đạm. Khi cô ấy xuất hiện thì như hoa mẫu đơn mọc lên trong biển hoa, là một đóa hoa thơm cỏ lạ tươi đẹp những cô gái khác đêm nay cũng cố ý ăn mặc đẹp nhưng trước mặt cô ấy chỉ như ánh sáng đom đóm so với ánh trăng mà thôi, lập tức lu mở trước cô ấy. Lý Hùng Cường người có khả năng nhất trở thành người thừa kế của tập đoàn Đại Hùng nhà họ Lý. Nữ doanh nhân Hoàng Phủ Ngọc của tập đoàn Yên Hòa. Ngay khi cả hai vừa xuất hiện, xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc đã ngay lập tức cướp đi tất cả hào quang của mọi người trong hội trường. Đồng Hạ Thảo và Vương Ngọc Hà nhìn hai người bọn họ, thất thần đứng xứng sờ tại chỗ tuy rằng họ đều là những nữ diễn viên hàng đầu trong nước, có giá trị cao và được nhiều cậu ấm con nhà đại gia vây quanh o bế nhưng trước Hoàng Phủ Ngọc, họ không tìm thấy một chút lợi thế nào mà đã bị đánh bại về mọi mặt. Nhiều phóng viên đứng đợi ở bên cạnh sau một phút sửng sốt đã vội vàng chụp ảnh. Hoàng Phủ Ngọc và Lý Hùng Cường nắm tay nhau cùng xuất hiện trong một buổi tiệc rượu, đây là một tin tức quan trọng, chỉ cần vừa đăng sẽ trở thành tiêu đề. Dù sao thì khoảng thời gian trước đã loáng thoáng có tin đồn là họ đã đính hôn rồi. Dưới ánh sáng của ánh đèn flash, Lý Hùng Cường lặng lẽ tiến lại gần Hoàng Phủ Ngọc, khiến hai người có vẻ thân thiết hơn. Hoàng Phủ Ngọc khẽ cau mày, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét nhưng cũng không rời đi chỗ khác. Thật không ngờ, tin đồn lại là sự thật. Hoàng Phủ Ngọc, bà Hoàng của anh thương sắp gả cho Lý Hùng Cường. Thẩm Linh Linh đứng bên cạnh tấm tắc khen, nhưng cũng chỉ có Lý Hùng Cường mới có thể sánh được với cô ấy. Cô ta vừa nói vừa lơ đã nhìn về phía đường Tuấn. Hơn nửa năm trước, Đường Tuấn đã làm ầm ĩ trong bữa tiệc mừng thọ của ông cụ nhà Hoàng phủ trên núi Thượng Vân ở Hà Nội. Tuy rằng phần lớn tin tức đã bị phong tỏa, nhưng dựa vào thân phận là con gái của thẩm nhất nam mà cô ta vẫn biết được một ít. Mặc dù không đầy đủ nhưng cô ta cũng có thể đoán được chắc chắn Đường Tuấn có quan hệ không bình thường với Hoàng phủ Ngọc. Mập mờ hay là yêu thầm, dù thế nào thì Thẩm Linh Linh cũng không quan tâm, thậm chí còn lười để nghĩ về nó. Cho dù sau lưng anh có nhân vật tầm cỡ chống đỡ, cho dù anh mạnh hơn vương niên khải gấp bội nhưng quyền thế vẫn là quyền thế hiện giờ trong tay lý hùng cường vừa có tiền vừa có quyền đó chính là sự thật còn anh thì có gì chứ một hiệp hội y học cổ truyền sao hay là tập đoàn thiên thanh vừa mới khởi nghiệp chưa được bao lâu kia trong lòng thẩm linh linh nói một cách đầy hùng hồn cô ta nhìn thấy trong mắt đường tuấn có vẻ thất thần thì mềm lòng không chịu được bèn nhắc nhở cô ta là tiên nữ ở trên chín tầng mây không phải người phàm trần như anh có thể với tới được Đừng nên có những suy nghĩ không nên có đó nữa, tránh gây rắc rối cho bản thân. Dường như Đường Tuấn không hề nghe thấy mà chỉ nhìn Hoàng Phủ Ngọc. Chương 1054 họ bắt tay nhau. Lý Hùng cường cười nhạt, nhẹ nhàng tao nhã như một người khiêm tốn nói, y học cổ truyền của Hàn Quốc chính là di sản văn hóa của nước tôi, càng phát triển tốt thì càng có lợi cho đất nước và dân tộc chúng tôi. Nhiều lợi ích như vậy thì tại sao tôi lại không cố gắng lèo lái chứ? ngược lại nghe nói y học cổ truyền của nước Việt Nam sắp biến mất mà thấy xót xa. Có lẽ vài năm nữa thế giới chỉ biết đến y học cổ truyền của Hàn Quốc mà không còn biết đến y học cổ truyền của nước Việt Nam nữa. Anh ta nói thông thạo tiếng nước Việt Nam, trên mặt lộ vẻ xót xa như thể anh ta thực sự cảm thấy tiếc cho tình hình của y học cổ truyền nước Việt Nam vậy. Sắc mặt của những phóng viên đó khẽ thay đổi, nhưng không ai dám phản bác. Người phóng viên đặt câu hỏi kia lại càng tái mặt hơn. Nói trắng ra thì y học cổ truyền của Hàn Quốc vẫn có nguồn gốc từ y học cổ truyền nước Việt Nam, nếu thực sự nói là di sản văn hóa quốc gia thì phải nói là y học của nước Việt Nam mới phải. Những lời của Lý Hùng Cường không khỏi tránh được ý tứ chiếm đoạt thành quả của người khác. Mặc dù buổi tiệc rượu tối nay không phải do Lý Hùng Cường đứng ra tổ chức nhưng ngay khi xuất hiện anh ta đã trở thành nhân vật trung tâm. Sau khi chào nhóm phóng viên và trả lời vài câu hỏi thì anh ta im lặng không nói gì nữa bèn dẫn theo Hoàng Phủ Ngọc và đám người phía sau đi vào hội trường. Linh Linh, Lý Hùng Cường dẫn người đi về phía chúng ta. Lúc này, giọng nói của Vương Ngọc Hà tỏ vẻ kinh ngạc. Vị trí của bọn họ đứng không phải là vị trí trung tâm nhưng lúc này Lý Hùng Cường cứ đi thẳng đến đây. Đồng Hạ Thảo cũng nhìn thấy cảnh này, những tâm tư vốn đã im lặng lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ. Cho dù không thể là bạn đời của Lý Hùng Cường thì có thể được anh ta để mắt đến và trở thành người tình của anh ta cũng không tệ. Họ đã làm trong ngành giải trí nhiều năm và hiểu biết rất rõ về sở thích của những cậu chủ nhà giàu có này. Để leo lên được vị trí này, họ đã nhiều lần nửa đêm vào phòng đạo diễn thảo luận kịch bản. Đôi mắt đẹp của Thẩm Linh Linh cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, nhìn Đường Tuấn bên cạnh mà nhắc nhở, đừng làm chuyện ngu ngốc. Lúc này Đường Tuấn mới cười đáp lại, nhưng trong nụ cười thoáng vẻ lạnh lẽo. Cho dù là vì Hoàng phủ Ngọc hay vì thái độ của Lý Hùng Cường đối với y học cổ truyền nước Việt Nam thì hai người họ đã được định sẵn là đứng ở hai phe đối lập. Khi Lý Hùng Cường đi về phía nơi này, ánh mắt của nhiều người trong hội trường cũng chuyển động theo. Nhưng hầu hết mọi người đều nghĩ rằng Lý Hùng Cường đến với ba vị nữ diễn viên nước Việt Nam Thẩm Linh Linh chứ không liên quan gì đến Đường Tuấn. Xin chào, tuy nhiên, khi Lý Hùng Cường đi tới trước mặt mấy người họ thì anh ta lại chủ động đưa tay về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn anh ta cũng đưa tay ra, họ bắt tay nhau. Anh là bạn của cô Hoàng Phủ, tôi cũng là bạn của cô ấy. Nói như vậy, chắc chắn chúng ta có thể trở thành bạn tốt, phải không, anh Đường? Lý Hùng Cường cười nói ha ha, cố ý gần mạnh hai chữ bạn bè. Đồng Hạ Thảo và Vương Ngọc Hà phải vất vả lắm mới nở được nụ cười mà họ tự cho là đẹp nhất, nhưng lúc này trên mặt họ lại đưa ra, họ không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn thằng cha này gặp may mắn cái chó gì mà Lý Hùng Cường lại chủ động đến đề nghị kết bạn với anh chứ. chương 1055, có gì mà không được. Không chỉ Đồng Hạ Thảo và Vương Ngọc Hà nghĩ vậy, mà ngay cả Thẩm Linh Linh cũng không khỏi cau mày. Từ chối thẳng thường yêu cầu của Lý Hùng Cường, đây đúng là tát vào mặt đối thủ, khiến Lý Hùng Cường không thể rời khỏi sân khấu. Sao anh ta có thể nói như vậy? Thẩm Linh Linh thầm nghĩ, đồng thời, cô ta lặng lẽ tránh xa đường Tuấn một chút, như thể muốn làm giữ khoảng cách mối quan hệ giữa hai người thông qua hành động này nụ cười của lý hùng cường cứng đơ lại nhưng ngay lập tức đã trở lại bình thường có điều trong ánh mắt lại tích tụ một ngọn lửa giận anh ta rút tay về và lắc đầu nói vậy thật là đáng tiếc nhưng trong ngày cưới của tôi với cô hoàng phủ nhất định anh phải tới uống rượu mừng cưới đấy đủ rồi lý hùng cường giọng nói trầm thấp của hoàng phủ ngọc cắt ngang lời nói của lý hùng cường được được tôi sẽ không nói nữa. Lý Hùng Cường nhìn Hoàng Phủ Ngọc cười, trong mắt tràn đầy cương chiều, vẻ mặt bất lực. Hoàng Phủ Ngọc lắc lắc đầu với Đường Tuấn, dường như không muốn để anh nói tiếp nữa. Tôi biết rằng anh Đường là hội trưởng của Hiệp hội Y học Cổ truyền, y thuật cũng rất giỏi. Vừa hay trong số những người bạn phía sau tôi đây có cả những bậc thầy về y học Hàn Quốc và y học nước Yên, họ cũng sẽ tham gia đại hội giao lưu trong hai ngày tới. Chọn ngày không bằng làm liền, không bằng hôm nay chúng ta hãy là một cuộc giao lưu nho nhỏ, anh thấy thế nào hả anh Đường? Lý Hùng Cường nhìn Đường Tuấn cười nói. Đường Tuấn nhìn đám người phía sau Lý Hùng Cường, chỉ thấy sau khi Lý Hùng Cường nói xong thì thấy ánh mắt của một người thanh niên và một nữ anh hùng khí khái có thế bức người lóe lên, nhìn Đường Tuấn bằng ánh mắt đầy vẻ hiếu chiến như thể mong muốn được thử một phen. Hai người này là thần y liễu đàm liên của nước tôi và đệ tử của thánh y nước Yên Ma Sinh Long Nhật chắc hẳn họ cũng có ý giống như tôi muốn so tải y thuật với anh đường lý hùng cường nhiệt tình nói lý hùng cường anh muốn làm gì hoàng phù ngọc khẽ hạ giọng quát lên lý hùng cường cười nhạt xòe hai tay ra nói với vẻ mặt vô tội anh có thể làm gì được chứ anh chỉ muốn xem trình độ y thuật cao thấp của ba hàn quốc yên nước việt nam mà thôi nếu không phải anh đường sợ thất bại và mất mặt trước nền y học cổ truyền nước việt nam thì cứ từ chối hoàng phù ngọc cứ nháy mắt liên tục với đường tuấn ý nói anh hãy lịch sự từ chối đương nhiên cô ấy rất tin tưởng y thuật của đường tuấn nhưng trong số những người tới tham gia buổi tiệc rượu tối nay có những người mà ngay cả cô ấy còn phải kiêng kỵ ai biết được lý hùng cường sẽ lợi dụng chủ đề này mà âm thầm sử dụng một số thủ đoạn chứ đường tuấn khẽ lắc đầu nói có gì mà không được lý hùng cường nghe vậy trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng cười nói anh đường thật có dũng khí hơn người nói xong Lý Hùng Cường gọi một người lại đây, nhỏ giọng dặn dò vài câu. Một lúc sau, anh ta nói với Đường Tuấn, nơi này quá ồn ào, không thích hợp để so tải y thuật. Tôi đã sắp xếp chỗ khác rồi, mời anh đi theo tôi. À đúng rồi, mấy người này là bạn của anh sao? Audio điện tử võ tấn bền chương 1056, để tôi giới thiệu lại với anh. Vào lúc này bọn họ không quan tâm đến thân phận của Đường Tuấn, chỉ cần có thể tiếp cận Lý Hùng Cường một giây phút thì họ cũng sẵn sàng trả giá bằng bất cứ giá nào. "Không phải, Đường Tuấn không hề thay đổi sắc mặt nói." "Ừ, Lý Hùng Cường cũng không nghĩ nhiều, cất bước đi trước." Mặc dù Đồng Hạ Thảo và Vương Ngọc Hà rất đẹp nhưng làm sao họ có thể lọt vào mắt anh ta được. "Tạm biệt, Đường Tuấn chào Thẩm Linh Linh, sau đó dẫn theo Hàn Bảo Long rời đi." Ánh mắt Thẩm Linh Linh lóe lên, đây là lần đầu tiên không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng của Đường Tuấn. Tên này dựa vào cái gì chứ? Cô ta đã đọc nhiều sách tâm lý học, từ vài cử động tinh tế cô có thể cảm thấy Đường Tuấn thực sự không sợ Lý Hùng Cường, thậm chí còn giữ vững vẻ kiêu ngạo trước mặt anh ta. "Cát, có gì hơn người chứ? Nếu không có Hoàng phủ Ngọc thì ai quen anh ta chứ?" "Đúng vậy, còn làm vẻ nghiêm túc lắm vậy, làm như bản thân giỏi lắm ấy. Chúng ta muốn làm quen với Lý Hùng Cường chứ không phải với anh ta." Sau khi Đường Tuấn rời đi, Đồng Hạ Thảo và Vương Ngọc Hà khó chịu nói. Dưới sự dẫn dắt của người phụ trách khách sạn, đám người đến một căn phòng rộng lớn yên tĩnh. Căn phòng có diện tích rất lớn, chiếm gần hết mặt sàn, diện tích mấy trăm mét vuông. Được đấy, đúng là một nơi yên tĩnh, Lý Hùng Cường mỉm cười. Xung quanh phòng được sử dụng kính cường lực, lại có thiết bị cách âm nên âm thanh bên ngoài không thể lọt vào, âm thanh bên trong cũng không thể lọt ra. Sau khi vào phòng, Phi Nguyệt cực kỳ căng thẳng. Cô ta luôn theo sát Hoàng phủ Ngọc từng bước để đề phòng xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Lý Hùng Cường quay đầu lại nói với Đường Tuấn, "Để tôi giới thiệu lại với anh. Cô Liễu Đàm Liên là thiên tài trẻ nhất trong ngành y của nước tôi. Cô ấy đã theo học ngành y học cổ truyền Hàn Quốc trong 20 năm, đã có hàng trăm bệnh nhân được chữa khỏi và được người dân nước tôi gọi là nữ thần y." Lý Hùng Cường chỉ vào Liễu Đàm Liên và nói, "Ngay cả chủ tịch của chúng tôi cũng khen ngợi y thuật của cô ấy." Anh Ma Sinh Long Nhật là đệ tử thân truyền của ông Sơn Hạ Chu Tài, Thánh y nước nước Yên, đã học được tám phần chân truyền của ông Sơn Hạ và đã học ngành y học cổ truyền hơn 20 năm. Anh ấy đã chữa trị cho không biết bao nhiêu bệnh nhân, uy tín vang dội và là niềm hy vọng trở thành đại thánh y tiếp theo của nước Yên. Lý Hùng Cường chỉ vào Ma Sinh Long Nhật nói: "Như vậy có đáng để lọt vào mắt anh Đường chưa?" Lý Hùng Cường cười: "Miễn cưỡng có thể, nếu là đệ tử của Sơn Hạ Chu Tài thì có thể tranh đua cao thấp với tôi." Đường Tuấn thản nhiên nói. Liễu Đàm Liên và Ma Sinh Long Nhật đích thực là y đạo kỳ tài, tu vi võ đạo cũng đã bước vào chân khí cảnh hậu kỳ, khí thức mạnh mẽ, rõ ràng là bước chân vào cảnh giới này đã lâu. Về phần tu vi của y đạo thì tạm thời còn chưa thấy độ nông sâu, nhưng nếu bọn họ có thể đạt được danh tiếng như vậy trên đất nước của mình, cho dù được thế hệ trước bỡ đỡ thì cũng không thể coi thường thực lực của chính họ. Ít nhất bọn họ cũng đã đạt tới khí cảnh, có điều không biết đã đạt tới cấp độ nào mà thôi chương 1057, lát nữa mấy người đừng khóc nhẹ đấy. Có Lý Hùng Cường lên tiếng, ma sinh Long Nhật không dám nói thêm nữa mà chỉ có thể trợn mắt nhìn. So tài như thế nào, Đường Tuấn coi như không nhìn thấy ánh mắt thù địch của ma sinh Long Nhật. Ở đây không có bệnh nhân nên không thể so tài về cách dùng thuốc, hơn nữa cách dùng đơn thuốc ở các nước khác nhau nên so sánh là không công bằng. Từ lâu tôi đã nghe nói châm cứu của nước Việt Nam là giỏi nhất, chỉ bằng hãy so tài về cách nhận biết các huyệt trong châm cứu vậy." Lý Hùng Cường cười nói. Hoàng Phủ Ngọc nghe xong, sắc mặt hơi thay đổi, lại gần Đường Tuấn hơn một chút và thì thầm, "Liễu Đàm Liên ở Hàn Quốc ngoài việc được xưng là nữ thần y thì còn có danh hiệu Thần Tiên Châm Cứu. Nghe nói cô ta có thể châm chính xác các huyệt đạo trong bóng tối." Đề nghị của Lý Hùng Cường có vẻ công bằng, nhưng thật ra anh ta đang âm thầm giúp Liễu Đàm Liên. Thần Tiên Châm Cứu, Đường Tuấn không khỏi mỉm cười khi nghe danh hiệu này trong nụ cười phảng phất vẻ mỉa mai. Mặc dù ở nước nước Việt Nam có rất nhiều y đạo tài ba được gọi với nhiều cái tên khác nhau, chẳng hạn như y thánh, quỷ y, dược phương, nhưng những cái tên này mang tính chất miêu tả nhiều hơn. Phái thần châm đã được truyền lại hàng nghìn năm mà còn không dám tự xưng là thần tiên châm cứu, thế mà người Hàn Quốc lại dám đặt cho liễu đảm liên danh xưng thần tiên châm cứu, này đúng thật là gây thù chuốc oán mà. Khi Lý Hùng Cường nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười thì ánh mắt xa sầm bắt đầu thôi, Lý Hùng Cường vỗ tay, lập tức có người đem một bức tượng người đồng đến. Trên tượng người đồng có những lỗ nhỏ li ti, chi chít trên thân, khoảng mấy trăm lỗ. Mô hình châm cứu, đường Tuấn thất thanh khi nhìn thấy người đồng đó. Không đúng, chắc là hàng giả, nhưng ngay sau đó, đường Tuấn lại nói. Cơ thể con người có tổng cộng 720 huyệt đạo, trong đó có 52 huyệt đơn, 309 huyệt kép và 50 huyệt đặc biệt ở ngoài kinh mạch. Với cách phân loại huyệt đạo phức tạp như vậy, một số huyệt chỉ cách nhau chưa đầy một tấc nên muốn nhận biết toàn bộ lại càng khó. Khi các y sư thời cổ đại hướng dẫn đệ tử, nếu lấy cơ thể con người thật để thực hiện thì chỉ cần chênh lệch nửa tấc là rất dễ gây nguy hiểm đến tính mạng. Để tránh tình trạng này, người xưa đã phát minh ra mô hình châm cứu. Lý Hùng Cường không khỏi liếc nhìn Đường Tuấn và nói: "Hãy dùng mô hình châm cứu này để so tài về thuật châm cứu vậy." Đường Tuấn nhìn mô hình châm cứu trước mặt, tâm tình có hơi phức tạp. Đây là mô hình châm cứu do Vương Vi Y, vị quan y ở Viện Hàn Lâm trong thời Bắc Tống sáng tạo ra, là một trong số những vật quý hiếm của giới y học ở nước Việt Nam. Nhưng ngày nay đã không còn nhiều người có thể nhìn thấy mô hình châm cứu trong nước Việt Nam nữa. Vào lúc này, mô hình châm cứu lại xuất hiện trong tay người ngoại quốc Lý Hùng Cường kia. Tuy chỉ là vật mô phỏng, nhưng đã đủ để có thể thấy được y học của Viện Hàn Lâm trong nước được coi trọng thế nào. Trong số những người có mặt ở đây, y thuật của ba người các người là cao nhất. Muốn phân thắng bại, có lẽ không cần người ngoài đánh giá, đến thời điểm then chốt thì sẽ biết được. Bắt đầu đi, Lý Hùng Cường nói. Đó là đương nhiên, Ma Sinh Long Nhật liếc nhìn Đường Tuấn, cười khẩy, lát nữa mấy người đừng khóc nhẹ đấy. Chương 1058, anh có thể làm tốt hơn cô ấy được không? Cái này có gì khó? Ma Sinh Long Nhật cười châm biếm, mặt lộ vẻ khinh thường. Ma sinh Long Nhật lấy ra miếng vải đen che kín hai mắt, đứng cách mô hình châm cứu 3 mét. Huyệt phong trì, dường như Lý Hùng Cường cảm thấy hứng thú với châm cứu, anh ta đọc các huyệt đạo bằng thân phận người ngoại đạo. Vù, lời nói vừa dứt, ma sinh Long Nhật phung tay, một cây châm bạc đâm đúng chính xác vào huyệt phong trì của mô hình châm cứu. Thiên trụ, thính cung, vù vù, lại có hai cây châm bạc đâm chính xác vào huyệt vị của mô hình châm cứu. Theo từng tên huyệt vị được đọc ra từ miệng của Lý Hùng Cường, ma sinh long nhật cũng liên tục phóng châm ra, mỗi cây châm được phóng ra đều đâm vào vị trí chính xác. Tuy mắt bị che lại, nhưng còn chính xác hơn phần lớn y sư mở mắt châm cứu. Điều khiến Đường Tuấn khá kinh ngạc đó là, không ngờ Lý Hùng Cường lại vô cùng hiểu biết về các huyệt vị trên cơ thể con người. Thuận miệng nói ra như đã thuộc nằm lòng, hơn nữa còn không hề lặp lại. Chỉ với năng lực ghi nhớ này thôi, cũng đã rất giỏi rồi khi cây châm bạc cuối cùng đâm vào huyệt hợp cốc một cách chuẩn xác, ma sinh long nhật cũng kéo miếng vải đen xuống. Trên khuôn mặt trẻ tuổi của anh ta đã lấm tấm mồ hôi, cơn đau nhức xuất hiện ở cổ tay. Hàng trăm lần dùng khí để điều khiển châm, còn phải tập trung tinh thần cao độ, điều này đối với anh ta mà nói là gánh nặng rất lớn. Có điều, trên khuôn mặt ma sinh long nhật lại nở nụ cười tươi giói và tràn đầy sự đắc ý. Trăm lần phóng châm, không có lần nào bị lỗi, đúng là có tư cách để kiêu ngạo xem các người đấy, ma sinh long nhật ngẩng đầu nói với đường tuấn và liễu đàm liên. Liễu đàm liên gật đầu với đường tuấn rồi đứng dậy. Cô ấy đi đến chỗ cách mô hình châm cứu 5 mét, sau đó tiếp tục bước về phía trước, cuối cùng dừng lại ở khoảng cách 7 mét so với mô hình. Nụ cười trên mặt ma sinh long nhật chợt cứng đờ, không thể tin nổi. Với tu vi y đạo và võ đạo của anh ta, đứng cách 5 mét dùng khí điều khiển châm đã là giới hạn của bản thân. Có lẽ ở mức 6 mét miễn cưỡng cũng có thể làm được, nhưng khó tránh sẽ thất bại. Còn về mức 7 mét, anh ta chưa từng nghĩ tới. Trừ khi tinh thần lực cảm ứng dùng khí điều khiển châm của anh ta tăng lên một cấp, hoặc đạt đến cảnh giới nhập thần trong truyền thuyết. Nội Quan, Lương Khâu, Thừa Sơn, sau khi Liễu Đàm liên bịt mắt, Lý Hùng Cường bắt đầu thuận miệng đọc ra từng huyệt vị một. Mà không ngờ, cô ấy liên tục phóng châm lại không sai chút nào. Điều khiến Ma Sinh Long Nhật ngạc nhiên hơn là Tốc độ nói lúc này của Lý Hùng Cường nhanh hơn vài phần so với trước đó. Thần tiên châm cứu, hóa ra đây chính là thần tiên châm cứu. Gương mặt Ma Sinh Long Nhật lộ vẻ kinh hãi, nói với giọng nghẹn ngào. Hoàng Phù Ngọc nhìn Liễu Đàm Liên vung tay như ảo ảnh, trong lòng cô ấy lại có hơi lo lắng. Nếu nói bản lĩnh của Ma Sinh Long Nhật vừa rồi vẫn nằm trong phạm vi cô ấy có thể chấp nhận được, vậy thì bản lĩnh Liễu Đàm Liên thể hiện ra lúc này đã nằm ngoài nhận thức của cô ấy. Anh có thể làm tốt hơn cô ấy được không?" Hoàng Phù Ngọc nhìn về phía Đường Tuấn, trong lòng thầm nghĩ. Không đến 3 phút, Liễu Đàm Liên đã phóng xong 100 cây châm. Khuôn mặt cô ấy chỉ hơi tái nhợt, đổ một chút mồ hôi, trạng thái còn tốt hơn cả Ma Sinh Long Nhật. Chương tám mét sao. Vẻ mặt Ma Sinh Long Nhật lộ vẻ nghiêm túc, trịnh trọng đi đến trước mặt Liễu Đàm Liên chào rồi nói, "Đã được học hỏi rồi." Cô Liễu thật xứng với danh hiệu Thần Tiên Châm Cứu thuật châm cứu kiểu này cách với nhập thần trong truyền thuyết không còn bao xa nữa tuy hai người bằng tuổi nhau nhưng lúc này ma sinh long nhật lại cam tâm chào cô ấy theo kiểu chào người đi trước trong ngành có thể thấy anh ta đã kinh ngạc thế nào với thuật châm cứu do liễu đàm liên thể hiện liễu đàm liên cười nhạt chào lại rồi nói tôi chỉ là dành nhiều thời gian nghiên cứu hơn mà thôi các phương diện khác chưa chắc mạnh hơn anh ma sinh long nhật lắc đầu tài năng thiên bẩm về y thuật của cô liễu thật sự đáng kinh ngạc xứng đáng đứng đầu trong những người đồng trang lứa anh ta nhìn đường tuấn bên cạnh nhận thua đi thuật châm cứu của cô liễu không phải trình độ tôi và anh có thể với tới tuy liễu đàm liên không nói gì nhưng vẻ kiêu hãnh lộ rõ trong ánh mắt kia đã thể hiện tất cả hiển nhiên cô ấy cũng cho rằng thuật châm cứu của đường tuấn không bằng mình hay là đừng đấu nữa nhé hoàng phủ ngọc thấp giọng nói với đường tuấn đường tuấn nói cô ấy không thắng nổi tôi anh vừa dứt lời, Ma Sinh Long Nhật đã nhịn không được cười nhạo thành tiếng, thật buồn cười, thuật châm cứu của cô Liễu đã gần như đạt tới cảnh giới nhập thần, anh dựa vào cái gì so với cô ấy. Lý Hùng Cường nói, anh đừng không cần so đo tính toán như vậy, anh nhìn xem, anh ma cũng tự nhận mình không bằng cô Liễu rồi. Đời người thỉnh thoảng thua một, hai lần, cũng không phải chuyện gì đáng ngại. Cô ấy không bằng tôi." Đường Tuấn nói xong, bèn đứng dậy, anh cầm châm bạc cùng miếng vải đen rồi bước từng bước đi ra, rất nhanh đã đến chỗ cách mô hình châm cứu 5m, 6m, rồi dừng lại ở chỗ cách mô hình 7m. Đúng là học đòi một cách vụng về, tự chuốc lấy nhục. Ma sinh long nhật nói với vẻ mặt châm biếm. Liễu đàm liên cũng không khỏi lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ xem thường. Đường Tuấn làm như không thấy những điều này, tiếp tục bước về phía trước một bước, không nhiều không ít, vừa đúng một mét. Tám mét sao, chắc chắn tên này điên rồi. Ma sinh long nhật trầm giọng nói. Cảnh khí y đạo đấu với với chân khí cảnh võ đạo, dùng khí điều khiển châm chính là phóng chân khí ra ngoài. Nhưng dù sao hai bên cũng có điểm khác nhau. Ví dụ như phóng chân khí có thể đạt đến khoảng 10 mét, nhưng khoảng cách khi dùng khí để điều khiển kim châm lại có phạm vi ngắn hơn. Có lẽ dựa vào tu vi võ đạo, vì vậy ở ngoài 10 mét vẫn có thể nhận rõ từng huyệt vị trên cơ thể người nhưng một khi phải kiểm soát được châm bạc nhỏ như sợi tóc đó, chắc chắn tinh thần lực và chân khí đều phải đạt tới trình độ nhất định. Nếu không chỉ cần có một sơ suất nhỏ cũng sẽ gây ra tác hại rất lớn, không thể lường được. Mà khoảng cách càng xa, độ khó trong đó cũng càng tăng lên gấp bội. Khoảng cách 7 mét đã là giới hạn của giới y thuật cổ hiện giờ. Cho nên khi đường Tuấn bước tới khoảng cách 8 mét so với mô hình, mà sinh long nhật mới thay đổi sắc mặt như vậy chương 1060, anh ta cũng kiệt sức rồi sao? Hừ, nếu anh đã tự muốn làm mất mặt mình, vậy thì tùy anh thôi. Lý Hùng Cường hừ lạnh, đọc lên huyệt vị thứ nhất, quan nguyên. Lời nói vừa dứt, Đường Tuấn đã ra tay. Chỉ nghe thấy tiếng, vù, châm bạc xuyên qua không khí, trong cương có nhu, nhẹ nhàng đâm vào huyệt vị kia trên mô hình. Ma sinh Long Nhật và Liễu Đàm Liên không khỏi ngước nhìn, ánh mắt lập tức lộ vẻ khó tin. Cây châm bạc đâm đúng vào huyệt quan nguyên trên mô hình, đuôi châm rung nhẹ, cắm sâu 3 cm, không lệch một chút. "Đây, đây là giọng Ma Sinh Long Nhật run rẩy." Con người Liếu Đàm Liên co rút, không dám tin, nhưng khóe miệng cô ấy lại chợt nở nụ cười. "Nếu chỉ là ngẫu nhiên vài lần đâm chuẩn, cô ấy cũng có thể làm được. Cái khó là có thể chuẩn cả trăm châm, không mắc sai lầm một lần nào." Nếu Đường Tuấn thật sự có thể làm được một cách hoàn hảo như vậy, Cô ấy không có thêm bất kỳ ý kiến nào nữa. Giọng đọc của Lý Hùng Cường cũng ngừng lại, nhưng sau đó đã lập tức đọc tiếp, "Đại Ninh, Giáp Sa, Dương Bạch." Tốc độ đọc rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn so với Liễu Đàm Liên. Nhưng tốc độ phóng châm của Đường Tuấn cũng nhanh và chính xác không kém. Ba cái tên vừa được đọc lên, ba cây châm cũng đồng thời đâm vào ba huyệt vị tương ứng. Lý Hùng Cường nhếch miệng, vẻ dữ tợn thoáng qua trên khuôn mặt, tiếp tục tăng tốc độ đọc anh ta không tin Đường Tuấn có thể liên tục phóng châm trăm lần mà lại không sai lần nào với tốc độ đọc này. Trong phòng im lặng, chỉ nghe thấy tiếng vù vù không ngừng vang lên. Người ngồi quan sát đã sớm chết lặng. Dù Lý Hùng Cường có đọc nhanh thế nào thì mỗi lần phóng châm của Đường Tuấn đều có thể theo kịp, hơn nữa còn chính xác không có lỗi nào. Lẽ nào tên này đã đạt tới cảnh giới nhập thần rồi sao? Trong lòng Ma Sinh Long Nhật và Liễu Đàm liên cùng nảy ra ý nghĩ này nhưng khí tức hiện ra lúc này trên người anh chỉ là chân khí cảnh hơn nữa nhìn vào cường độ khí tức còn yếu hơn liễu đàm liên còn lâu mới đạt tới nhập thần đường tuấn đúng là chưa thể hiện ra cảnh giới nhập thần của mình nhưng cũng không cần phải làm vậy trước khi nhập thần anh muốn thắng liễu đàm liên có thể phải tốn chút thời gian nhưng bây giờ anh đã nhập thần thế mạnh như thác đổ sự lĩnh ngộ với y thuật sao có thể so với liễu đàm liên và ma sinh long nhật chứ thiên trì lý hùng cường đọc tên đọc nhiều huyệt vị với tốc độ cực nhanh như thế, anh ta cảm thấy miệng đắng, đầu lưỡi khô khốc. Lần này Đường Tuấn không phóng châm. Anh ta cũng kiệt sức rồi sao? Lý Hùng Cường thầm nghĩ. Nhưng Lý Hùng Cường lập tức nhận ra, không phải Đường Tuấn kiệt sức, mà là trong tay anh đã trống không. Châm bạc đã dùng hết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1061 nhưng lần này thì khác. Đường Tuấn tháo miếng vải đen xuống rồi nhìn về phía liễu đàm liên và ma sinh long nhật thế nào. Hai người kia đứng ngây ra tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Vừa rồi cô đàm liên chỉ ở khoảng cách 7 mét, nếu ở 8 mét, không chừng cô ấy vẫn làm được. Lý Hùng Cường không nhịn được, lên tiếng. Tôi không làm được, lời của Lý Hùng Cường vừa dứt liễu đàm liên lập tức tiếp lời. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy nhìn chằm chằm vào đường Tuấn, anh nhập thần rồi sao? Đường Tuấn cười, cô đoán xem. Trong khoảng thời gian ngắn Liễu Đàm Liên không biết phải nói gì, chỉ có thể nói tôi thua rồi. Trận đấu này, anh Đường đã thắng. Đầu Đường Tuấn gật nhẹ, không thể hiện ra vẻ vô cùng vui sướng gì, vẫn như bình thường. Với bản lĩnh của anh, không thắng mới là điều bất ngờ. Sắc mặt Lý Hùng Cường cứng đờ, dường như có một cơn bão đang ẩn sâu trong đôi mắt của anh ta, hơi thở thì u ám. Đột nhiên một người đàn ông vốn luôn âm thầm bảo vệ phía sau Lý Hùng Cường tiến lên trước một bước, một luồng khí tức nghiêm nghị như thủy triều dâng lên, trong nháy mắt nhiệt độ trong phòng đã hạ xuống. Tu vi võ đạo của người này rõ ràng đã đạt tới chân khí cấp cao nhất, thiếu chút nữa đã có thể bước vào cảnh giới thần hải. Hoàng phủ Ngọc giật mình, da gà nổi hết cả lên. Cơ thể Phi Nguyệt ngang ngược, chân khí tỏa ra giống như một khối đá ngầm, vĩnh viễn bất động chắn trước mặt Hoàng phủ Ngọc lúc này mới khiến người phía sau cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút ạc à, ạc à, cơ thể của hàn bảo long cũng chợt lóe lên cậu ta tiến đến chắn trước người đường tuấn cậu ta rút thanh thiết kiếm trong tay ra khỏi vỏ đầu kiếm quét ngang cản lại khí thức lạnh thấu xương kia lý hùng cường anh muốn làm gì hàng chân mày lá liếu của hoàng phủ ngọc nhíu lại cô ấy quát lý hùng cường không trả lời mà chỉ nhìn hàn bảo long và đường tuấn phía sau nếu là bình thường Lý Hùng Cường có thể chịu thua. Nhà họ Lý không phải chỉ có mình anh ta là con trai trưởng. Ngày hôm nay anh ta có thể ngồi ở vị trí này, cũng đã từng có thắng có thua, cho nên anh ta hiểu rõ thắng thua nhất thời không phải điều quan trọng. Nhưng lần này thì khác. Hai ngày nữa sẽ diễn ra đại hội giao lưu y thuật giữa các quốc gia. Đối với anh ta điều này có ý nghĩa rất đặc biệt, thậm chí còn ảnh hưởng tới việc anh ta có thể thuận lợi kế thừa nhà họ Lý hay không. Vì vậy anh ta không thể thua trong trận đấu so tài này. Nhưng bây giờ, anh ta đã nhìn ra đường tuấn chính là biến số. Thấy Lý Hùng Cường không phản ứng, Hoàng Phù Ngọc bèn quát lớn với người đàn ông bên cạnh anh ta, Kim Đông Thành, ở đây là nước Việt Nam, không phải Hàn Quốc của các anh. Các anh muốn làm gì? Sắc mặt Kim Đông Thành không thay đổi, nhưng hơi thở lại trở nên lạnh dần. Chương 1062: Thật vô vị. Tá Đằng quân anh ánh mắt hoàng phủ ngọc cũng lạnh như băng trong lòng không khỏi thốt lên dù là kim đông thành hay tá đằng quân anh thì cũng đều có bối cảnh rất lớn trước đó người mà cô nhắc nhở đường tuấn cần chú ý chính là bọn họ anh lý có cần tôi ra tay không một kiếm khách vừa bước vào chân khí cảnh sẽ không đỡ nổi một kiếm của tôi đâu ánh mắt tá đằng quân anh mang theo vẻ khinh thường nhìn về hướng hàn bảo long sau đó nói với lý hùng cường bên cạnh thanh đao võ sĩ trong tay anh ta rung rung phát ra tiếng leng len lý hùng cường không trả lời anh ta vẫn đang nhìn đường tuấn gần một phút sau đột nhiên trên khuôn mặt u ám của lý hùng cường lộ ra ý cười kim đông thành lui xuống kim đông thành không hề do dự lập tức thu lại khí thức rồi lui về phía sau lý hùng cường tá đằng quân anh nhún vai cũng thu lại chân khí thanh đao võ sĩ đã ngừng dung thật vô vị anh ta nhìn hàn bảo long cười khẩy tạm tha cho cậu một mạng đấy lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu lúc này Lý Hùng Cường mới nở nụ cười tươi, anh Đường, xin lỗi, vừa rồi đã làm anh sợ. Mấy người bạn này của tôi là người tập võ, tính cách khá hung dữ hay bốc đồng. Anh đừng để trong lòng. Đường Tuấn vỗ vai Hàn Bảo Long, khi người phía sau cho thiết kiếm vào vỏ anh mới cười nói, không đâu, tôi thích nhất là kết giao với người tập võ. Vậy thì tốt, Lý Hùng Cường cười rạng rỡ như thể chuyện không vui vừa rồi chưa từng xảy ra. Hoàng Phủ Ngọc vẫn nhíu mày, không biết Lý Hùng Cường đang định làm gì. Hôm nay có thể được y thuật của anh Đường làm mở mang tầm mắt, tôi thật sự rất vui." Lý Hùng Cường nói, mong rằng ở đại hội giao lưu y thuật sắp diễn ra, có thể thấy được y thuật càng cao siêu hơn nữa của anh Đường. Trung y có anh Đường, nhất định tương lai sẽ vươn lên một tầm cao mới. Nhìn hai người Đường Tuấn và Lý Hùng Cường như những người bạn tốt đang nói chuyện hỏi han nhau, trong lòng mấy người ở đây thầm mắng, đúng là hai tên đạo đức giả sau khi bốn người đường tuấn hoàng phù ngọc hàn bảo long và phi nguyệt rời khỏi phòng lý hùng cường mới thu lại nụ cười trên mặt thay vào đó là vẻ lạnh lùng vô tận lạnh tới mức như tuyết động trong mùa đông lạnh giá kim đông thành thông báo cho huyết vệ để họ tìm cơ hội ra tay tôi không muốn nhìn thấy anh ta có mặt ở đại hội trong giọng nói của lý hùng cường mang theo sát ý lạnh như băng dạ kim đông thành nghiêm nghị gật đầu huyết vệ là võ giả được nhà họ Lý huấn luyện đặc biệt để âm thầm bảo vệ bọn họ. Nghe nói những công pháp huyết vệ tu tập, chính là những công pháp bí mật do nhà họ Lý thu thập, vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của mỗi một huyết vệ ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới chuẩn thần cảnh. Vì địa vị trong những năm qua của Lý Hùng Cường đã dần lên cao, nên có năm huyết vệ âm thầm bảo vệ anh ta. Năm tên huyết vệ đạt cấp bậc chuẩn thần cảnh, cộng thêm việc tu luyện thuật hợp kích nhiều năm, đã đủ để giết thần tá đằng quân anh nhướng mày, cậu Lý, đối phó với hai người bọn họ cần điều động năm tên huyết vệ, có làm quá hay không? Vừa rồi nếu không phải cậu ngăn tôi, thì tôi dùng một kiếm đã có thể chém chết hai người họ. chương 1063, năm tên huyết vệ đi giết anh ta đã đủ. Lý Hùng Cường cười nhạt, anh tá đằng là kiếm thánh nước yên, được chân truyền kiếm thuật đoạn thủy lưu. Nếu như anh ra tay, đương nhiên hai người họ sẽ không sống nổi anh ta ngừng lại rồi mới nói tiếp, dù sao ở đây cũng là nước Việt Nam, giết người ngay trước mặt Hoàng Phủ Ngọc. Cho dù chúng ta có thể thoát thân, nhưng sẽ chọc giận những nhân vật cấp cao ở đây. Đây là điều mà tôi và nhà họ Lý không muốn thấy. Mặc dù đa phần người nước Việt Nam hám lợi, nhưng dân số của họ nhiều, tập đoàn của chúng ta có rất nhiều vụ làm ăn phải nhờ vào thị trường lớn này. Tá đằng quân anh cười ngạo nghễ, dễ thấy anh ta đang vô cùng hưởng thụ sự nịnh nọt của Lý Hùng Cường anh ta trầm ngâm trong chốc lát, trước khi tôi tới nước Việt Nam đã nghe người ta nói, vào khoảng thời gian trước ở Đại hội Võ Đạo Hà Nam có thần cảnh trẻ tuổi xuất hiện, quét sạch võ giả thế hệ trước, thậm chí còn có người bảo người kia đã bước vào cảnh giới thiên nhân. Lý Hùng Cường khi nghe thấy bốn chữ cảnh giới thiên nhân, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, nhíu mày, họ đường. Chẳng lẽ có liên quan tới tên họ đường này sao? Tá đằng quân anh ung dung nở nụ cười, lắc đầu, không có khả năng đó vị thiên nhân thần cảnh kia dù cho có trẻ, chắc chắn cũng đã hơn 40 tuổi, phong thái cách biệt, năng lực bao trùm chúng sinh. Còn tên họ đường này, ngay cả khí thế bộc phát của tôi còn đỡ không nổi, còn cần tôi tớ tới thay anh ta cản lại. Không thể đặt hai người này cùng một chỗ để so sánh đâu. Lần này tôi vượt biển đến vì để có thể giao thủ với thiên nhân thần cảnh đó, kiểm chứng sở học, một bước tiến vào cảnh giới thần minh. Lý Hùng Cường nở nụ cười tự diễu, anh ta cho rằng ý nghĩ vừa rồi của bản thân thật sự rất nực cười. Anh ta nói với Tá Đằng Quân Anh bằng giọng khiêm nhường, "Vậy tôi chúc anh tá đằng sớm ngày được như mong muốn, bước vào thần cảnh." Kim Đông thành lên tiếng, "Nếu huyết vệ không thành công thì sao?" Chẳng biết tại sao, anh ta luôn cảm thấy dáng vẻ của Đường Tuấn hơi quen, trong lòng khá bất an. Vẻ mặt của Lý Hùng Cường thay đổi, nhưng Tá Đằng Quân Anh lại cười, "Dù tôi ở biển Đông xa xôi, cũng từng nghe qua danh tiếng của huyết vệ." năm tên huyết vệ liên thủ đủ để đồ sát thần cảnh bình thường anh kim chẳng lẽ anh còn sợ tên nhóc kia có thể lật ngược thế cờ sao kim đông thành còn muốn nói tiếp lý hùng cường lại vỗ vào bả vai anh ta năm tên huyết vệ đi giết anh ta đã đủ kim đông thành chỉ đành phải giữ yên lặng lý hùng cường nói với liễu đàm liên và ma sinh long nhật kết quả tỉ thí buổi tối hai người không cần để ý hai ngày sau anh ta sẽ không thể xuất hiện ở đại hội giao lưu Đến lúc đó tôi còn cần phải dựa vào y thuật của hai người. Nếu có thể đánh bại trung y nước Việt Nam, nhà họ Lý chúng tôi sẽ không bạc đãi hai người. Vẻ mặt Liễu Đàm Liên và Ma Sinh Long Nhật có chút lúng túng, bọn họ cảm thấy kinh ngạc bởi y thuật của Đường Tuấn. Mặc dù lập trường khác nhau, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc giết anh. Trong lòng cảm thấy tiếc thay cho Đường Tuấn, nhưng thân phận của Lý Hùng Cường như thế, đương nhiên bọn họ không dám nói thêm điều gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hoàng Phủ Ngọc, cô trốn không thoát lòng bàn tay của tôi đâu. Lý Hùng Cường thầm nghĩ, nhếch miệng nở nụ cười đắc ý. Đường Tuấn và Hoàng Phủ Ngọc sóng vai đi ra ngoài, Phi Nguyệt và Hàn Bảo Long đi theo phía sau hai người, cách đó không xa. Tá Đằng Quân Anh là đệ tử kiếm nhất sa cai của kiếm thánh nước Yên, được xem là người trẻ tuổi đứng đầu kiếm đạo nước họ. Kiếm thuật đoạn thủy lưu của anh ta xuất quỷ nhập thần, khiến nhiều thế hệ cao thủ kiếm đạo đều mặc cảm. Hộ vệ Kim Đông Thành bên cạnh Lý Hùng Cường là truyền nhân của võ thần thôi phong hách của Hàn Quốc, tu vi võ đạo không thua kém tá đẳng quân anh bao nhiêu. Vẻ mặt Hoàng Phủ Ngọc cứng đờ, lên tiếng giải thích. chương 1064, vẻ đẹp này của cô Á, tôi thấy chướng mắt. Anh rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với Hoàng Phủ Ngọc? Còn có Lý Hùng Cường, sao anh ta lại căm thù anh như vậy? Thẩm Linh Linh vừa lái xe, vừa tuôn một chàng câu hỏi như súng liên thanh. Cô ta xuất thân từ một nhà giàu nhất tỉnh, bản thân còn là minh tinh lớn của ngành giải trí nước Việt Nam. Lúc nào trong giọng nói cũng có sự ra lệnh, giọng điệu chỉ tay năm ngón. Mặc dù biết đường Tuấn khác thường, nhưng cô ta lại không cảm thấy mình hỏi như vậy có gì không phù hợp. Tôi đường đường là cô chủ lớn của nhà họ thẩm, chịu hỏi thăm một hội trưởng nhỏ nhoi của Hiệp hội Y học Cổ truyền, đó là coi trọng anh. Đường Tuấn và Hàn Bảo Long ngồi ở ghế sau, thiết kiếm của Hàn Bảo Long được đặt ngang đùi, cậu ta ngồi nghiêm chỉnh, dáng người thẳng tắp. Đối mặt với lời chất vấn liên tục của Thẩm Linh Linh, Hàn Bảo Long hơi nhíu mày, một luồng khí thức ác liệt chậm rãi phóng ra, tay cầm lái của cô gái kia khẽ run lên. Đường Tuấn làm như không nhìn thấy, anh cười, những chuyện này liên quan gì đến cô Thẩm? Đừng xen vào việc của người khác, cho dù là cha của cô, ông Thẩm Nhất Nam cũng không có tư cách hỏi tôi như vậy. Thẩm Linh Linh nghe được lời này của anh thì tức giận vô cùng, trầm giọng nói anh xem mình là cái thá gì lý hùng cường là ai e là anh còn chưa hiểu rõ đó là con trai trưởng của nhà họ lý nhân vật truyền kỳ có khả năng kế thừa nhà họ lý trong tương lai cha tôi nói chuyện với anh ta cũng phải nhún nhường hôm nay anh đừng nghĩ hỉ vào hoàng phủ ngọc may mắn trốn qua một kiếp nhưng đừng cho rằng mình có thể ngồi ngang hàng phải vế với anh ta anh có phấn đấu người đời cũng không bằng một chút của người ta hừ giọng nói chua ngoa của cô ta vừa dứt Hàn Bảo Long lập tức, hừ, một tiếng, mang theo sát ý lạnh băng. Ra thịt lộ ra ngoài không khí của thẩm linh linh đồng loạt nổi ra gà, cơ thể như rơi vào hầm băng. Cô ta chỉ là một người bình thường, nhiều nhất cũng chỉ luyện qua chút võ thuật để phòng thân, sao có thể chống đỡ được khí thế của kiếm thuật tông sư Hàn Bảo Long này. Đường Tuấn, được rồi. Anh vừa ra lệnh, khí lạnh trong xe nhanh chóng như tuyết tan, sự khó chịu của thẩm linh linh dần biến mất. Cô ta sợ hãi không thôi, trong lúc nhất thời không còn dám mở miệng chửi bới đường Tuấn nữa. Đường Tuấn, rẽ trái. Sắc mặt thẩm linh linh khẽ biến, lúc trước phía bên trái là một mảnh rừng núi hoang vắng, anh muốn làm gì? Thẩm linh linh vô cùng cảnh giác, dù sao cô chỉ là một cô gái yếu ớt, nếu như hai người đường Tuấn và Hàn Bảo Long muốn nhân cơ hội này quấy rối cô ta, sao cô ta có thể phản kháng nổi? Đường Tuấn cười diễu cợt, vẻ đẹp này của cô Á, tôi thấy chướng mắt. Thẩm Linh Linh chán nản, Cô ta tốt xấu gì cũng là nữ minh tinh hàng đầu trong nước, số lượng fan lên đến hàng triệu. Còn có vô số đàn ông xem cô ta là người tình trong mộc, nhưng người trước mắt này lại dám chê vẻ đẹp của cô ta. Trong nháy mắt, những e ngại vừa rồi của cô ta đối với Đường Tuấn lập tức tan thành mây khói. Nhưng không để cho cô ta nói thêm gì, Đường Tuấn đã nói tiếp, chẳng phải cô hỏi tôi dựa vào cách gì để đối địch với Lý Hùng Cường à. Chờ một lát, tôi sẽ nói cho cô biết chương 1065 sông Hoàng Tuyền. Được rồi, dừng lại đi, chờ xe chạy được thêm 10 phút, khi xung quanh đều là bóng tối, đường Tuấn lên tiếng kêu dừng. Thẩm Linh Linh căng thẳng, nhưng vẫn rất nghe lời dừng xe lại. Ngồi ở trong xe, đừng đi ra, đường Tuấn mở cửa xe, ra ngoài cùng Hàn Bảo Long, nói với Thẩm Linh Linh. Anh dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Trong lòng Thẩm Linh Linh đã tích lũy lửa giận tới cực điểm, vô cùng muốn đối nghịch với đường Tuấn. Vì thế cô ta đi xuống xe cùng anh. Đường Tuấn thấy hành động của cô ta, mày nhíu lại nhưng cũng không nhiều lời nữa. Thẩm Linh Linh vừa định tra hỏi, nhưng những lời kia đều nghẹn ở cổ họng, nói không nên lời. Cô ta nhìn phía trước bóng đêm đang bao trùm tất cả, dường như nhìn thấy chuyện quái dị gì đó, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nhìn theo tầm mắt của cô ta, chỉ thấy năm tia sáng đỏ hiện ra trong đêm. Năm tia sáng lúc đầu còn ở chỗ rất xa, nhưng trong chớp mắt đã gần hơn rất nhiều. Rất nhanh Thẩm Linh Linh đã nhìn thấy rõ ràng, năm tia sáng đó là năm người đang chạy đến, tốc độ cực nhanh, toàn thân như được bao phủ bằng máu đỏ. Quần áo của bọn họ giống nhau, khoác áo choàng màu đỏ sẫm, đầu đội chiếc mũ trùm lớn, dáng vẻ giống như ma cà rồng cô ta từng nghe nói trong tiểu thuyết phương Tây. Hô, hô, hô. Năm người vội vàng chạy đến, tiếng động phá vỡ không khí truyền đến từ xa, tựa như tiếng núi kêu biển gầm. Qua mấy nhịp thở, năm người kia đã đứng cách ba người họ khoảng 10 mét. Thân hình của 5 người không giống nhau, nhưng sát khí rét lạnh lại không khác biệt, khiến cho người ta kinh ngạc. Là Lý Hùng Cường bảo mấy người tới à? Đường Tuấn cười, hỏi nhìn 5 người nọ. Hừ, tên cầm đầu năm người kia hừ lạnh một tiếng, như sấm rền. Tiếng gầm cuồn cuộn kéo tới, khói bụi mù mịt. Cơ thể thẩm linh linh suýt nữa đã đứng không vững, sợ hãi vô cùng. Nhưng cô ta vẫn ép bản thân phải dũng cảm, gần giọng quát to, mấy người là ai? Đây là nước Việt Nam, mấy người dám làm loạn ở đây, đừng trách tôi không khách khí. Cha tôi là thẩm nhất nam. Năm người kia cứ như nghe thấy chuyện cười, thi nhau nở nụ cười lạnh. Mạo phạm nhà họ Lý, chỉ có đường chết, có người gần giọng nói. Xoèn xoẹt, Hàn Bảo Long nhanh chóng rút kiếm, thân hình cậu ta như chim nhạn bay qua, mũi kiếm chỉ thẳng vào năm người. Tự tìm đường chết, Người bên phải trong năm người khẽ quát một tiếng, cơ thể người đó cũng đồng thời lướt đi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1066, cùng nhau động thủ, giết ba người này. Hàn Bảo Long lĩnh ngộ được bích lạc kiếm quyết từ trong bảng 99 chữ cổ mà Đường Tuấn thu thập được, huyền diệu vô cùng. Bích lạc kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, có thể khơi dậy sông Hoàng Tuyền trong truyền thuyết, Gia chỉ hoàng Tuyền chi lực lên bản thân, trên chém nhân thần, dưới diệt quỷ tiên. Bây giờ Hàn Bảo Long chỉ mới có tu vi tông sư, nhưng cậu ta thông thạo kiếm tâm lại được đường tuấn chỉ dẫn, đã có thể khơi dậy một chút huy năng của sông Hoàng Tuyền. Cho dù chỉ có một chút, vẫn có thể khiến cho chiến lực của Hàn Bảo Long trong nháy mắt tăng gấp 10 lần, đủ để vượt gấp mà chiến. Huyết vệ xuất thủ chính là người có tu vi thấp nhất trong năm người, cũng có cảnh giới tông sư hậu kỳ, so với Hàn Bảo Long cao hơn khoảng một gấp toàn thân người đó bao phủ trong ánh sáng máu, hai mắt cũng lập lè ánh đỏ. Dường như anh ta nhìn ra một kiếm này của Hàn Bảo Long bất phàm, hừ lạnh một tiếng, một quyền đập ra. Quyền cùng huyết hợp nhất, tựa như một mũi tên nhúm máu, xé rách bầu trời đêm. Keng! Một kiếm của Hàn Bảo Long va chạm với nắm đấm của huyết vệ, giống như hai thần binh đang giao chiến với nhau. Cơ thế Hàn Bảo Long lập tức lùi lại, khóe miệng chảy máu. Cảnh giới của cậu ta dù sao cũng khá thấp, cho dù ỷ vào bích là kiếm quyết phát huy vượt xa bình thường, nhưng vẫn không đủ lực. Mà tên huyết vệ kia cũng bị một kiếm này chém lùi lại mấy bước, hai con người trở nên vô cùng âm trầm. Anh ta đường đường là huyết vệ, thế mà bị một tên có cảnh giới còn thấp hơn mình bước lui, đây là sự nhục nhã vô cùng. Đủ rồi, khi anh ta còn muốn ngang tàng động thủ, giết chết Hàn Bảo Long, thủ lĩnh trong đám huyết vệ quát lên. Cùng nhau động thủ, giết ba người này giọng nói của tên thủ lĩnh vừa vô tình vừa lạnh lùng. Lúc Hàn Bảo Long và huyết vệ đánh nhau, Thẩm Linh Linh đã nhìn tới ngây người. Dù là một chiêu kiếm của Hàn Bảo Long dẫn ra hoàng tuyển chi lực, hay một quyền sát ý ngập trời của huyết vệ, cả hai đều nằm ngoài tầm hiểu biết hơn 20 năm của cô ta. Võ giả mà cô ta biết trước đó mạnh nhất cũng chỉ có cấp bậc như Vương Niên Khải. Thỉnh thoảng cô ta cũng nghe được những từ ngữ như võ đạo tông sư, từ cha mình và hai người anh trai, nhưng chưa bao giờ thật sự để tâm theo cô ta thấy võ giả mạnh nhất thì sức mạnh cũng chỉ lớn mạnh hơn nhanh hơn người bình thường mà thôi còn có thể lớn mạnh đến thế nào nữa chứ nhưng bây giờ tuy hai người chỉ đánh nhau có một lát nhưng tiếng động gây ra không thua gì hai chiếc xe tải đâm vào nhau sau đó đã sinh ra tiếng động lớn làm thức tỉnh người ngu muội khiến vẻ mặt thẩm linh linh thay đổi hai chân mềm nhũn mà vừa rồi đối phương chỉ mới có một người ra tay bây giờ năm người cùng lên mà dáng vẻ của mấy người đó, xem ra không hề thua kém người ra trận đầu tiên. Lẽ nào cô cả thẩm như mình phải chết ở đây thật sao? Thẩm Linh Linh không nhịn được muốn nói, tên kia muốn làm gì? Lẽ nào anh ta muốn một đấu năm, anh ta điên rồi sao? chương 1067, các người đã chết rồi. Đường Tuấn Như không nghe thấy lời cô ta, vẫn bước từng bước đi ra. So với huyết sát chi khí được tạo bởi động tác của năm người huyết vệ, Đường Tuấn giống như con thuyền nhỏ trong mưa to gió lớn, nguy cơ lật thuyền luôn chờ trực bất cứ lúc nào. Lý Hùng Cường phái 5 người các người tới để tìm cái cái chết sao? Đối diện với đòn tấn công của 5 người cùng liên thủ, người ở thần cảnh cũng sẽ thay đổi sắc mặt. Nhưng Đường Tuấn vẫn thản nhiên cười tươi, trong nụ cười mang theo một tia châm biếm lạnh lùng. Hừ, người đứng đầu của nhóm huyết vệ hừ lạnh một tiếng, sát khí càng tăng lên. Đông Xuân, nhìn rõ chiêu kiếm này đi. Đường Tuấn quay người nói với Hàn Bảo Long. Hàn Bảo Long nghe lời anh, đến cả máu ở khóe môi cũng chưa kịp lau, trên khuôn mặt đã lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Kiếm tới. Đường Tuấn xòe bàn tay ra, thấp giọng quát. Thiết kiếm trong tay Hàn Bảo Long, vèo, một tiếng, xuyên qua không trung rồi rơi vào tay Đường Tuấn. Có kiếm trong tay, Đường Tuấn dùng hai ngón tay lau nhẹ thân kiếm, vừa vung nhẹ một cái. Kiếm phát ra âm thanh như tiếng rồng gầm, khiến lòng người chấn động với thanh kiếm này mình sẽ giết thần như giết gà. Đường Tuấn tự lẩm bẩm. đột nhiên khí chất của anh thay đổi, khí tức cao vút cùng với khí thế mạnh mẽ không gì sánh được tỏa ra ngút trời, giống như một tia sáng trong đêm tối. tuy thiết kiếm chưa được mài rũa nhưng vẫn lộ ra vẻ sắc bén. vèo, Đường Tuấn vung kiếm ngang, tư thế tùy ý, giống như những đứa trẻ nhà hàng xóm đang đánh nhau, không hề có trình tự hay quy tắc gì cả. trong mắt thẩm linh linh thanh kiếm này thô vô cùng. E rằng ngay cả bà cụ trong công viên cũng có thể đánh được, không có bất kỳ điểm tuyệt vời nào đáng để nói. Nhưng trong mắt Hàn Bảo Long, thanh kiếm này lại như tiên nhân dùng một ngón tay chém nước sông lớn, như ma tây chia cắt biển hồng với phép màu kỳ lạ. Dù anh ta đã học xong tâm pháp của kiếm, có khả năng thiên bẩm về kiếm đạo, có thể so với kiếm đài thiên sinh của kiếm môn. Nhưng vẫn không thể hiểu được hết toàn bộ, chỉ có thể mơ hồ nắm bắt được đường kiếm do đường Tuấn đánh ra thậm chí anh ta còn nghi ngờ đường Tuấn đang cố ý đánh ra với tốc độ chậm, nếu không ngay cả đường kiếm của thanh kiếm anh ta cũng không nắm bắt nổi. Điếc không sợ súng, huyết vệ quát, trong mắt lộ ra sự tức giận. Chỉ dựa vào kiếm thuật tầm thường này mà cũng dám đánh với bọn họ. Các người đã chết rồi, sau khi đường Tuấn đánh ra một chiêu thì cho thiết kiếm vào lại vỏ. May mất trí, phát điên rồi à, người đứng đầu huyết vệ không nhịn được hét to. À, một tiếng kêu la hoảng sợ khó hiểu truyền tới từ bên cạnh gã. Gã quay sang nhìn, chỉ thấy một nhát kiếm khí có thể thấy được nhưng không thể bắt được phóng ra từ trong người gã huyết vệ kia, như măng mọc từ đất vào mùa xuân. Cả bốn người huyết vệ bên cạnh gã cũng như vậy. Đột nhiên gã cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy trên ngực mình có một nhát kiếm chém ngang. Sau đó là hai nhát, ba nhát, hơn mười nhát. Chương 1068, tìm được rồi. Đây là kiếm thuật gì? lúc sắp chết, gã thủ lĩnh huyết vệ ngẩng đầu lên một cách vô cùng khó khăn. Đến cả gã cũng không nhìn thấu được chiêu kiếm này của Đường Tuấn được chém ra như thế nào, kiếm khí đó đã chui vào trong người bọn họ từ khi nào chứ? Chỉ trong chốc lát, năm gã huyết vệ đã bị hơn 10 luồng kiếm khí phóng ra từ trong cơ thể, cả người trên dưới đầy lỗ thủng, chết đến mức không thể chết hơn được nữa. Máu tươi từ trên người họ chảy xuống nhuộm đỏ mặt đất, biến thành một cảnh tượng đẫm máu. A, à, Thẩm Linh Linh sợ hãi la to rồi bắt đầu nôn mửa như điên. Đưa cô ta về, tôi đi giết người. Đường Tuấn nhìn thoáng qua thẩm linh linh rồi nói với Hàn Bảo Long. Sự cuồng nhiệt trong mắt Hàn Bảo Long đã tan biến, anh ta gật đầu. Tốt hơn hết cô nên quên chuyện tối nay đi. Đường Tuấn nói với thẩm linh linh, thân hình anh sông lên rồi bay giữa trời đêm. Trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm nhìn của hai người. Bay, anh ta là tiên nhân sao? Thẩm linh linh thấy anh bay lên, Cả người cô ta không ngừng run rẩy, giọng nói nghẹn ngào. Hàn Bảo Long bày ra vẻ mặt xem thường, nhưng lại không phản bác. Tuy thần hải cảnh còn được gọi là tiên nhân, nhưng với thực lực của Đường Tuấn thì không gánh nổi cách gọi thế này. Lúc này, trong một tòa biệt thự ở vùng ngoại ô được đứng tên bởi tập đoàn Đại Hùng, Kim Đông Thành đang đăng nhập vào một trang web bí mật, khi Đường Tuấn ra về, trong lòng anh ta càng cảm thấy lo lắng hơn. Thừa dịp Lý Hùng Cường và tá đằng quân anh đang nói chuyện phiếm, anh ta lập tức đi tra cứu. Kim Đông thành thoáng nhớ lại, dường như mình từng nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn ở đâu đó. Sau khi đăng nhập vào trang web, đây là một trang web riêng của những người trong giới võ đạo Hàn Quốc, bên trên ghi lại chi tiết các loại tin tức của giới võ đạo trong thời gian gần đây. Vài phút thì cập nhật một lần, cho nên trang web có lượng tin tức lớn như biển. Tìm được rồi, cũng may Kim Đông Thành là võ giả nên đã lướt qua được rất nhiều tin tức không cần thiết, nhanh chóng tìm được một bài post khi anh ta vừa nhìn tới nội dung của bài post đó, cùng tấm ảnh chiếm hơn nửa màn hình. Cả người anh ta bắt đầu run rẩy, một luồng khí lạnh không thể kiểm soát trào ra từ đáy lòng. Đây là một bài viết tường thuật sơ lược về Đại hội Võ thuật Hà Nam đã diễn ra không lâu trước đó của nước Việt Nam. Tất nhiên trọng điểm là vị thiên nhân thần cảnh, tựa như hắc mã tung hoành ngang trời kia. Trên web còn đặc biệt đăng tải tấm ảnh của vị thiên nhân đó, để nhắc nhở võ giả Hàn Quốc nhớ là đừng chọc vào người này thật sự là anh ta, sao có thể là anh ta chứ? Dù tính tình Kim Đông Thành có cứng cỏi đến mấy, thì lúc này cũng không thể kiềm chế được, giọng nói trở nên run rẩy. Tấm ảnh của thiên nhân kia được chụp từ một góc khá xa, mặc dù có hơi mơ hồ, nhưng anh ta vẫn có thể nhận ra, người đó chính là Đường Tuấn. Không hay rồi, đột nhiên Kim Đông Thành nhớ tới điều gì đó, cả người lao ra khỏi phòng như con báo săn. Trên tầng cao nhất của biệt thự, Lý Hùng Cường với tá đằng quân anh đang chơi cờ vây. chương 1069, tá đằng tiên sinh, anh sao vậy? Tôi không so được với tài chơi cờ của cậu cả, tá đằng quân anh tự ti không bằng. Lý Hùng Cường kẹp quân cơ đen trong tay, mỉm cười, mỗi người đều có sở trường riêng mà. Tá đằng quân anh mỉm cười tự hào, chợt cao mày, tên Kim Đông Thành kia đang làm cái gì vậy chứ? Lý Hùng Cường cười, anh ta có hơi lo lắng về tên họ đường kia. Tá đằng quân anh không khỏi cười khẩy nói, lo lắng. Có gì đáng để lo lắng, giờ phút này có lẽ tên đó đã chết rồi, năm tên huyết vệ ra tay thì có thể có chuyện ngoài ý muốn gì chứ. Ồ, hóa ra họ tên là huyết vệ à, vào đúng lúc này, có một giọng nói lạ vang lên trong phòng. Ai, sắc mặt tá đằng quân anh thay đổi, cơ thể lập tức hụt xuống giống như một con báo săn sợ hãi, anh ta nhấc thanh đao võ sĩ đang đặt bên cạnh lên. Sao lại là anh? dưới ánh mắt của tá đằng quân anh đường tuấn bước từng bước từ trên tầng xuống lý hùng cường cũng đứng lên mặt đầy cảnh giác nhìn đường tuấn lộ ra vẻ khó hiểu tôi không biết làm cách nào mà anh tránh được sự truy sát của huyết vệ nhưng nếu anh đã dám đến đây thì sẽ biết thế nào là chết tá đằng quân anh rút thanh kiếm ni hông tô trong tay ra nói với giọng châm chọc võ đạo không giống y đạo không phải chỉ cần biết cách cầm mấy cây kim ghẻ là được vậy người này nhờ cậy tá đằng tiên sinh vậy. Lý Hùng Cường cúi gập người chào tá đằng quân anh. Cậu cả yên tâm, chỉ cần một chiêu của tôi là đủ. Tá đằng quân anh kiêu ngạo nói. Lý Hùng Cường khẽ gật đầu, lùi sang một bên. Đường Tuấn nhìn hai người, trong lòng ngày càng lạnh lẽo. Đoạn, Thủy, Lưu, tá đằng quân anh gần từng chữ, trong nháy mắt, thanh kiếm ở trong tay bay ra khỏi vỏ, ánh sáng của lưỡi kiếm biến thành một giải trắng bạc, mang theo sự sắc bén mãnh liệt thầy của anh ta là kiếm nhất Sakai của nước Yên, kiếm thuật đoạn thủy lưu đã được truyền lại đến 8 phần. Mềm mại như ánh trăng bạc, nhưng lại có thể chém vàng chảm sắt, cắt đứt mọi thứ. Ôi, đường Tuấn khẽ than thở, trong tay anh xuất hiện một cây ngân châm, chỉ nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, ngân châm bắn ra từ giữa những ngón tay tựa như một tia sáng lé qua. Tá đằng quân anh lộ ra vẻ khinh thường, với thanh kiếm này của anh ta, đừng nói là một cây kim, cho dù có là một cái cột nhà làm bằng bạc, anh ta cũng có thể chém nứt. Tên họ Đường này đến đây để diễn hài hay sao? Nhưng ngay sau đó tá đằng quân anh giống như gặp phải quỷ vậy. Anh ta chỉ thấy cây ngân châm mảnh như sợi tóc kia phá tan lưỡi kiếm của anh ta, không những thế tốc độ còn không hề giảm sút, nhắm thẳng vào nghi tâm anh ta. Trong lòng anh ta dâng lên cảm giác mạng sống đang bị đe dọa. Vào thời khắc sống còn, tá đằng quân anh không kịp nghĩ bất cứ điều gì nữa. Anh ta thu kiếm lại, che trước nghi tâm. Thanh kiếm ni tô này của anh ta được làm từ huyền thiết thâm hải, do đại sư đúc kiếm đệ nhất nước yên rèn nên, cũng được coi là thần binh khó có được ở nước yên. Chỉ là một cái kim nhỏ nhoi, chắc chắn không thể xuyên qua được thanh kiếm của anh ta. Keng! Tá đằng quân anh đã bình tĩnh lại phần nào, nhưng đột nhiên một tiếng va chạm lanh lảnh vang lên. Tá đằng tiên sinh, anh sao vậy? Lý Hùng Cường thấy tá đằng quân anh không nhúc nhích, anh ta sốt sắng hỏi chương 1070, anh nhận ra tôi. Anh ta ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy trên thanh kiếm trơn bóng như gương trong tay tá đằng quân anh xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cùng lúc đó, ở sau kiếm, ngay giữa đôi lông mày của tá đằng quân anh, từ cái lỗ nhỏ chảy ra một giọt máu. Hai cái lỗ nhỏ có kích thước y hệt cây kim mà đường Tuấn bắn ra lúc nãy. Cây ngân châm kia không chỉ xuyên qua kiếm mà còn thuận thế xuyên qua giữa chán tá đằng quân anh, khiến anh ta chết ngay tại chỗ, Trước đó tá đằng quân anh còn cười nhạo cây ngân châm kia mỏng manh yếu ớt, nhưng ngay sau đó lại bị ngân châm bắn chết, đúng là trò cười. Anh, không ngờ anh lại dám giết tá đằng tiên sinh. Anh có biết anh ta là ai không? Anh ta là đệ tử duy nhất của kiếm nhất Sakai của nước yên đấy, là truyền nhân của ông ấy. Anh nhất định phải chết, Lý Hùng Cường điên cuồng hét lên. Sao cơ, đường Tuấn không nhịn được cau mày, một luồng lực mạnh bạo bất chợt dáng xuống người Lý Hùng Cường. Lý Hùng Cường kêu lên rồi lập tức quỳ khuỵu xuống. Choang! Đúng lúc Đường Tuấn chuẩn bị ra tay giết người thì có tiếng đổ vỡ truyền đến từ ngoài hành lang. Kim Đông Thành xuất hiện. Kim Đông Thành, giết anh ta cho tôi. Anh ta đã giết tá đằng quân anh, đáng chết. Lý Hùng Cường vạn phần uất ức nói. Thân là cậu cả của nhà họ Lý, anh ta chưa từng quỳ trước mặt ai. Đây chính là nỗi nhục lớn nhất trong đời anh ta. Nếu chuyện này truyền đến tai nhà họ Lý thì nhà họ Lý sẽ mất hết mặt mũi anh cũng muốn ra tay sao? Đường Tuấn lạnh nhạt lên tiếng. Kim Đông Thành run lên, sau đó quỳ xuống dưới ánh mắt vô cùng khiếp sợ của Lý Hùng Cường, nói bằng giọng rất cung kính, Kim Đông Thành Hàn Quốc bái kiến thiên nhân đường. Kim Đông Thành, ông đang làm gì thế? Thiên nhân đường gì chứ? Ông mau giết anh ta đi, rửa nhục cho nhà họ Lý. Lý Hùng Cường kêu gào điên cuồng, trong hốc mắt hằn lên tiêm máu, giống như thú hoang phát sổ vậy. Kim Đông Thành liếc mắt nhìn Lý Hùng Cường đầy thâm sâu, nói cậu cả, người ở trước mặt này chính là Thiên Nhân Đường. Thiên Nhân Đường của võ đạo Tô Giang, nếu thầy của tôi có ở đây thì cũng phải gọi anh ấy một tiếng tiền bối. Xin cậu cẩn trọng lời nói, thầy của anh ta là Thôi Phong Hách, phó thần Hàn Quốc, nhưng vẫn chưa tiến vào cảnh giới thiên nhân, đúng là vẫn phải gọi Đường Tuấn một tiếng tiền bối. Lý Hùng Cường nghe vậy, đầu óc gần như trống rỗng. Anh ta đứng trước mặt Đường Tuấn, không dám tin tên này thế mà lại là thiên nhân thần cảnh không thể nào lý hùng cường lẩm bẩm nhưng trong lòng cũng đã tin đây là sự thật kim đông thành làm việc rất đáng tin cậy nếu anh ta đã nói đường tuấn là thiên nhân vậy thì chắc chắn không sai đường tuấn nhìn kim đông thành hạ thấp giọng anh nhận ra tôi kim đông thành cúi đầu cung kính nói tôi cũng chỉ mới biết thân phận của thiên nhân lúc trước có mạo phạm đến thiên nhân mong thiên nhân thứ tội từ nhỏ anh ta đã đi theo thầy mình hiểu rất rõ uy phong của thiên nhân thần cảnh đó là sự tồn tại mà ngay cả thầy của anh ta cũng phải tôn trọng Ừ, Đương Tuấn nói nhỏ Trường 1071, chúng tôi nào dám Áp lực vô hình đè nặng lên người Kim Đông Thành xương cốt toàn thân đệ tử của vị võ thần chỉ còn cách thần hải cảnh một bước kêu răng rắc Mồ hôi hột túa ra ào ào trên chán Đón nhận áp lực không gì có thể chống đỡ nổi Không dám ạ, à, khóe môi Kim Đông Thành dỉ máu Trên mặt chỉ toàn vẻ cung kính nói tôi chỉ hy vọng thiên nhân có thể nghĩ cho kỹ người trước mặt cậu không phải người thường mà là con trai trưởng của nhà họ lý là người thừa kế tương lai mặc dù cậu ta đã đắc tội với thiên nhân nhưng người không biết không có tội tôi tình nguyện thay mặt nhà họ lý bồi thường cho thiên nhân mong thiên nhân bất giận anh ta ngừng lại một lát rồi nói tiếp thiên nhân đường cậu thật sự rất mạnh nhưng nhà họ lý cũng có thiên nhân chống lưng hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ càng có thêm một người bạn tốt hơn là có thêm một kẻ địch mạnh, cậu thấy thế nào?" Đường Tuấn nghe Kim Đông Thành nói vậy thì khẽ nhướng mày. "Không phải những gì Kim Đông Thành nói đã làm anh dao động, chẳng qua anh chỉ đang nghĩ đến vài chuyện mà thôi. Bản thân anh không hề sợ nhà họ Lý báo thù, anh lo lắng nhà họ Lý sẽ trả thù nhà Hoàng phủ. Tôi có thể không giết anh ta." Đường Tuấn nói, đồng ý một điều kiện của tôi. "Xin thiên nhân cứ nói." Kim Đông Thành lộ ra vẻ vui mừng hủy bỏ hôn ước với Hoàng Phủ Ngọc, Đường Tuấn nói. Không thể được, Lý Minh Phi nghe vậy thì tỏ ra giận dữ, từ chối ngay lập tức. Vất vả lắm anh ta mới tranh giành được cơ hội kết hôn với nữ vương tập đoàn Yên Hòa, sao có thể từ bỏ dễ dàng được. Ô, sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, Lý Hùng Cường nằm dạp trên mặt đất, cúi rạp xuống. Kim Đông Thành vội vàng nói, thiên nhân, hôn ước hai nhà không phải do chúng tôi quyết định, là đích thân chủ tịch của chúng tôi quyết định. Nếu như biết được nhà hoàng phủ có thiên nhân tọa trấn, nhà họ Lý tuyệt đối không dám nghĩ nhiều. Xin thiên nhân cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ báo lại việc này cho chủ tịch, ông ấy sẽ đồng ý với điều kiện của thiên nhân. Tốt nhất là như vậy, nếu để tôi biết được các anh lừa tôi, vậy thì cứ chuẩn bị mà chịu đựng lửa giận của tôi đi." Đường Tuấn nói. "Chúng tôi nào dám." Kim Đông Thành nói. Một lát sau, Kim Đông Thành mới cảm thấy áp lực trên người mình tản đi một chút anh ta ngẩng đầu lên nhìn trước mặt chỉ có mình lý hùng cường không còn ai khác không biết đường tuấn đã rời đi từ bao giờ phù kim đông thành thở phào anh ta cảm giác mình đã lượn một vòng quỷ môn quan quần áo đã ướt đẫm mồ hôi cậu cả kim đông thành nâng lý hùng cường dậy áy náy nói cơ thể lý hùng cường run rẩy trong đôi mắt vẫn còn nỗi sợ hãi chưa biến mất giọng nói mang theo sự uất ức và phẫn nộ sâu sắc tại sao sao anh ta dám làm vậy với tôi chứ tôi là Lý Hùng Cường, là người nắm quyền tương lai của nhà họ Lý, anh ta thì là cái thá gì chứ? Trường 1072, anh đi gặp anh ta sao? Kim Đông Thành run lên, trần trừ nói, ý của cậu cả là. Lý Hùng Cường dần dần bình tĩnh lại, nhếch miệng cười, tôi sẽ lập tức nói với chủ tịch, báo lại chuyện đã xảy ra ở đây. Tôi nghĩ đại nhân vu huyết cũng không muốn thấy buổi đại hội giao lưu của chúng ta thất bại đâu. Kim Đông Thành thấy Lý Hùng Cường nói thế thì lộ ra vẻ hoảng sợ, đầu hơi cúi xuống, nếu là đại nhân vu huyết đích thân ra tay, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù thầy của anh ta có danh xưng võ thần, nhưng cũng không phải vô địch ở Hàn Quốc. Dù gì thì ở trước mặt địa nhân vu huyết sẽ không có chút phần thắng nào. Bởi vì đại nhân vu huyết cũng là một thiên nhân thần cảnh. Huyết vệ nhà họ Lý là do ông ta đào tạo ra. Lý Hùng Cường nhìn lên bầu trời đêm, nụ cười lạnh lẽo như đau, còn mang theo chút ớn lạnh. Trên đường trở về Hiệp hội Y học cổ truyền, đường Tuấn chắp tay sau lưng bước đi từ từ, gió đêm thổi bay vạt áo của anh, khiến anh lại có tăng thêm vài phần thanh tao. Mỗi bước anh đi đều dài 7-8 mét, trông anh đi có vẻ chậm rãi nhưng thực chất là rất nhanh, trên người không hề có chân khí di chuyển, có chút gì đó rất tự nhiên. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc mà thốt lên rằng, người này đã sắp thần thông đến mức một bước đi dài cả ngàn dặm rồi tập đoàn đại hùng của nhà họ Lý đúng là có gốc gác thâm sâu. Đường Tuấn nhớ tới Kim Đông Thành của trước kia, không nhịn được mà than nhẹ một tiếng. Nhưng anh cũng không bất ngờ lắm, nhà họ Lý đã sắp khống chế mạch kinh tế của cả một đất nước, lại thêm Yến Đình Khôi có tài, có trợ thủ đẳng cấp như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Cứ cho là nhà họ Lý các người có thiên nhân tỏa chấn thật đi, hừ. Giọng nói của Đường Tuấn lộ ra sát ý. Hiệp hội y học cổ truyền ở ngay trước mặt, một bóng người xinh đẹp thướt tha đứng trong gió đêm. Hoàng Phủ Ngọc vẫn mặc chiếc váy lúc tham dự tiệc rượu, bên ngoài khoác thêm một cái áo mỏng manh, phát họa dáng người người uyển chuyển của cô, giống như đóa hoa sen nhẹ lay trong gió, khiến người ta không kìm được mà cảm thấy thương xót. Phi Nguyệt đứng ở dưới một gốc cây cách đó không xa, quan sát động tĩnh xung quanh, thấy đường Tuấn đi tới thì cô mới hơi buông lỏng cảnh giác. Nhưng ngay sau đó cô ta nhìn thấy thân pháp quỷ dị lúc ẩn lúc hiện của đường Tuấn thì ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên rốt cuộc cái tên này tu luyện kiểu gì thế? Phi Nguyệt không nhịn được buông lời thán phục. Lúc trên núi Thượng Vân, Đường Tuấn đã phô bày thực lực khiến cô kinh ngạc, tuy vậy vẫn còn nằm trong phạm vi hiểu biết của cô. Thế nhưng bây giờ, Đường Tuấn lại thi triển thân pháp chỉ như một góc nhỏ của tảng băng chìm, điều đó khiến cô ta khó mà tin nổi, đã vượt qua tầm hiểu biết của cô. Phi Nguyệt khẽ than một tiếng, yên lặng lùi ra xa. Có thiên nhân thần cảnh là Đường Tuấn ở đây, cô không cần lo lắng sẽ có kẻ nào đó làm tổn thương Hoàng Phủ Ngọc. Cô chưa về à, Đường Tuấn đi tới bên cạnh Hoàng Phủ Ngọc, hỏi nhỏ. Hoàng Phủ Ngọc khẽ gật đầu, nói anh đi gặp anh ta sao? Ừ, tôi sẽ không để cô phải gả cho anh ta đâu. Đường Tuấn nói chuyện có chút bá đạo. Trường 1073, sớm biết như thế sao trước đây còn bày đặt. Còn nữa, ông nội tôi từng nhắc đến người sáng lập ra huyết vệ cũng là một võ giả rất mạnh, nếu thực sự dồn ép nhà họ Lý, tôi e là người kia sẽ ra tay. Nếu thực sự đi đến bước đường đó, tôi vẫn hy vọng anh không nhúng tay vào. Dù sao chuyện này nói ra cũng không liên quan gì nhiều đến anh." Hoàng phủ Ngọc hạ giọng, nói. Đường Tuấn không trả lời, nhưng vẻ kiên định trong ánh mắt đã nói rõ đáp án. "Đi ngắm cảnh đêm với tôi đi." Đột nhiên Hoàng phủ Ngọc nói vậy khiến Đường Tuấn ngẩn người. Hoàng phủ Ngọc đã đi đến một đài ngắm cảnh ở trên núi đường Tuấn đành phải đuổi theo. Quần áo của Hoàng Phủ Ngọc có chút mỏng manh, đứng trên đài quan sát, bị gió đêm lạnh lẽo thổi qua, cơ thể run lên nhẹ nhẹ. Tà váy bị thổi bay, tay áo bồng bềnh, dung mạo thanh khiết như tiên nữ dáng trần. Đường Tuấn đi tới, định dùng chân khí ngăn lại gió lạnh giúp Hoàng Phủ Ngọc. Ai ngờ Hoàng Phủ Ngọc dường như đã phát hiện ra ý đồ của Đường Tuấn, cô khẽ nói, không cần đâu. Ngay sau đó, Mùi hương cơ thể đặc trưng của con gái xông vào mũi Đường Tuấn, cơ thể mềm mại như người không xương của Hoàng Phủ Ngọc kề sát vào người anh. Gò má cô thoáng ửng hồng, giống như thiếu nữ đang độ xuân thì tựa vào người ý trung nhân. Trong chốc lát, bàn tay Đường Tuấn cứng đờ, anh cúi đầu nhìn Hoàng Phủ Ngọc, cuối cùng vẫn quyết định ôm lấy cô. Thân thể cô gái này đẹp như ngọc, mềm mại dịu dàng, cảm nhận được sự mềm mại đó, Đường Tuấn cũng không nhịn được, đôi lông mày khẽ run rẩy lúc đường tuấn hạ tay xuống đôi lông mày thanh tú vốn dĩ vẫn nhíu chặt lại của hoàng phủ ngọc đột nhiên thả lỏng vẻ mặt đỏ bừng mang theo chút vui mừng ánh trăng đêm nay thật đẹp hoàng phủ ngọc giống như con mèo nhỏ chui vào lòng đường tuấn sau đó nhìn ngắm cảnh lai châu ở phía dưới chân núi ừ đường tuấn ôm người đẹp như ngọc trái tim khẽ rung động không dám nhìn thẳng vào cô chỉ có thể nhìn ngắm cảnh đêm bao la lúc này đêm đã khuya nhưng đèn đuốc nhà dân trong lai châu vẫn sáng trưng trong không khí còn phảng phất có mùi thơm của thức ăn và âm thanh trò chuyện giống như có người đang nướng đồ ăn dưới chân núi từ trên cao nhìn xuống lai châu giống như bầu trời đêm được tô điểm đầy sao tạo nên một cảnh tượng bao la rực rỡ sau đó hai người đều im lặng không nói gì giống như hai tượng đá khắc hình người màn đêm thăm thẳm trùng xuống trên tóc và quần áo của cả hai dần dần đọng lại sương đêm dưới ánh đèn mờ nhạt ở sơn đạo ánh sáng trắng bạc lập lè, giống như hai người đầu bạc không biết đã qua bao lâu, Hoàng Phủ Ngọc đã ngủ thiếp đi. Đường Tuấn bế cô ấy vào trong xe, dùng chân khí bốc hơi hết toàn bộ xương đêm trên người cô ấy. Phi Nguyệt đứng bên cạnh, khóe miệng nhếch lên, thở ơ đứng nhìn. Đến khi đường Tuấn nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, Phi Nguyệt mới cất tiếng châm chọc, sớm biết như thế sao trước đây còn bày đặt. Trường 1074 không giải thích dư thừa, thua chính là thua. Tiếng khóc thút thít vang lên trong xe, hai tay phi nguyệt nắm chặt vô lăng, viên mắt ửng hồng, cũng không dám quay đầu lại nhìn. Ngày thứ hai, sân bay Lai Châu, một ông lão già nua chống gậy, chậm rãi đi ra lối đi cùng với trợ lý nữ trẻ tuổi. Ngoài ra, bên cạnh lão còn có thêm mười mấy vị vệ sĩ theo chân, lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh bốn phía để phòng ngừa bất cứ điều bất chắc nào. Điều khiến lòng người khác sợ hãi là, mười mấy vị vệ sĩ ấy lại cũng là võ giả, khí tức của bốn vị trong đó càng ngưng trọng sâu lắng, đều đã đạt đến cảnh giới tông sư. Mười mấy vị võ giả nội kinh, bốn vị tông sư của cảnh giới chân khí làm vệ sĩ, dù là vệ sĩ của gia đình giàu có nhất tỉnh cũng không có được đội hình xa xỉ đến vậy. Nếu có người nước yên ở đây có lẽ sẽ nhận ra thân phận của ông lão. Người đứng đầu nghề y của nước yên, có danh xưng là Y Thánh, Sơn Hạ Chu Tài. Kể từ 40 tuổi trở đi, y đạo của Sơn Hạ Chu Tài đã thành có một không hai của nước yên danh xưng y thánh, không ai không nể phục. Nhưng năm gần đây, tuy rằng lão rất ít ra tay chữa bệnh nhưng không ai dám nghi ngờ về y thuật của ông lão này. Danh xưng y thánh của lão cũng không phải đến từ dân gian, mà là do người có quyền hành tối cao nhất nước yên tự mình ban hành. Tượng trưng cho một loại vinh quang tối cao. Thầy, cuối cùng thầy cũng tới rồi. Ma sinh lòng nhật từ ngoài sân bay nhanh chóng đi đến, không người dìu ông lão, vẻ mặt vô cùng cung kính và say mê. Tuy rằng mấy năm nay thanh danh của anh ta đã nổi tiếng, y thuật tựa như đã lấn áp lứa trẻ tuổi của nước yên, danh vọng vào lúc này đã không còn ai sánh bằng. Nhưng ma sinh Long Nhật biết rõ điều này hơn ai hết, tất cả thành tựu của anh ta hôm nay đều là do lão trước mắt ban tặng. Không có hạ sơn chu tài dạy dỗ và che chở thì sẽ không có ma sinh Long Nhật của ngày hôm nay. Vì vậy, dù ở nước Nhật anh ta có hô hào lớn đến nhường nào thì khi ở trước mặt sơn hạ chu tài, anh ta vẫn luôn nghiêm chỉnh tuân thủ lễ nghi thầy trò, giữ vững lòng kính sợ, không dám có bất kỳ ý nghĩ quá chớn nào. Sơn Hạ Chu Tài hơi lia mắt nhìn ma sinh Long Nhật, chậm rãi mở miệng thua rồi. Giọng nói của lão đục ngầu, nếu không nghe kỹ sẽ không hiểu được lão đang nói gì. Từ khi mấy lứa trẻ tuổi như ma sinh Long Nhật xuất hiện, Sơn Hạ Chu Tài đã lùi về sau hậu đài, dần dần người ta quên rằng hiện nay Sơn Hạ Chu Tài đã là một ông lão hơn 90 tuổi rồi. Dạ, ma sinh Long Nhật gật đầu. Không giải thích sư thừa, thua chính là thua. Sơn Hạ Chu Tài thấy vậy, trên khuôn mặt héo ú nặn ra một nụ cười, lộ vẻ tán thưởng, lòng không loạn, không tệ. Thầy, cậu cả lý muốn gặp thầy, ma sinh long nhật thấp giọng nói. Thằng nhãi con đang nổi danh của nhà họ Lý à? Sơn Hạ Chu Tài hỏi. Dạ. Đã như vậy, thế thì gặp một lát vậy. Sơn Hạ Chu Tài nhìn thật sâu vào ma sinh long nhật. Nửa tiếng sau, Ma Sinh Long Nhật dìu Sơn Hạ Chu Tài đi đến một căn biệt thự sang trọng ở ngoài ô, diện tích biệt thự gần 1.000m2, dù là thiết kế hay xây dựng, hễ nhìn vào là biết ngay nó được xây bởi đại gia, là một cơ ngơi trang trọng đích thực. Mười mấy vệ sĩ được Ma Sinh Long Nhật sắp xếp ở bên ngoài biệt thự, chỉ có anh ta và Sơn Hạ Chu Tài tiến vào trong. Y Thánh Sơn Hạ vừa bước vào nhà, giọng nói đượm đầy sự vui vẻ của Lý Hùng Cường vang lên. Lý Hùng Cường mặc âu phục khéo léo, đeo cà vạt, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười ấm áp, không còn dáng vẻ điên cuồng như tối qua. chương 1075, bọn chúng thật sự tồn tại sao? Vẻ mặt Sơn Hạ Chu Tài bình tĩnh, từ tốn nói có chuyện gì, nói đi. Nụ cười Lý Hùng Cường liền cứng đờ, trong con người thoáng qua một chút tức giận, nhưng lập tức bị anh ta che giấu. Tôi muốn mời ngài hãy ra tay vào ngày mai, dùng y thuật đánh bại đường Tuấn, để xứng danh y thuật của hai nước Yên, Triều, Lý Hùng Cường trầm giọng nói, nếu để anh ta đạt được vị trí đứng đầu đại hội giao lưu lần này, thì hai nước chúng ta không chỉ mất hết mặt mũi mà trong một khoảng thời gian đằng đẵng sau này, y thuật và thầy thuốc của hai nước đều bước vào những ngày tháng không có tương lai. Ngày tháng không có tương lai, Sơn Hạ Chu Tài lạnh lùng nói, y thuật không chia biên giới, cứ gì lại nói không có tương lai. Cậu biết thế nào là y thuật không? Lý Hùng Cường nhướng mày một cái, thoáng lộ vẻ không vui. Ma sinh Long Nhật thấy thế, vội vàng ghé vào bên tai sơn hạ chu tài nói vài câu hả lông mày trắng như tuyết của sơn hạ chu tài nhướng lên một cái nói xem ra nước việt nam lại có thêm một vị thần y rồi đáng tiếc lão già tôi tuổi tác quá cao nếu không cũng muốn so tài với người trẻ tuổi đó một chút nghe thấy thế lý hùng cường vội vàng nói ngài sơn hạ còn sợ không có cơ hội sao ngày mốt chính là đại hội giao lưu với y thuật của ngài chỉ cần ngài ra tay là chắc chắn có thể ghi công chỉ trong một phát lòng anh ta hơi kích động, trên mặt hiện lên vẻ tức giận, nói e là ngài vẫn chưa biết. Đường Tuấn là kẻ vô cùng tự cao sắc sược, hôm qua anh ta tới tìm riêng tôi, tá đằng quân anh chỉ nói đôi câu bày tỏ sự bất bình cho tôi mà đã bị anh ta dùng ngân châm đâm chết. Kẻ này đúng thật là hung ác. Khi nói chuyện, khuôn mặt Lý Hùng Cường tràn đầy sự căm phẫn, lời nói dối thốt ra từ miệng anh ta cứ y như là thật. Tá đằng quân anh, đệ tử của kiếm nhất hả, giọng nói của Sơn Hạ Chu Tài mang theo đôi chút tức giận. Đúng vậy, Lý Hùng Cường nói. Lời vừa dứt trong con người của Sơn Hạ Chu Tài hiện ra tia lấp lách, một bầu khí tức ngút trời đang chậm rãi tỉnh giấc, tựa như thú giữ ẩn núp đã lâu nay lộ răng nanh. Lý Hùng Cường bị ép lùi lại hai bước, sau đó lấy ra một cái hộp, trong hộp đựng một quyển sách và một tấm giấy màu vàng làm từ da dê, nói, Ngài Sơn Hạ, đây là quyển sách quý về y đạo và phương thuốc cổ xưa của nhà họ Lý tôi, sẵn đây tôi cầu xin ngài hãy ra tay chừng trị anh ta, chỉ cần ngài đồng ý ra tay, hai món đồ này sẽ thuộc về ngài. Châm hồi hồn, phương thuốc ngộ thần, nhìn thấy hai món đồ, mà sinh lòng nhật không nhịn được thất thanh nói, bọn chúng thật sự tồn tại sao? Đến cả một ông lão đã sống gần trăm tuổi cũng biến sắc. Chủ yếu là vì châm hồi hồn và phương thuốc ngộ thần mang quá nhiều sắc thái thần bí. Không chỉ nước Việt Nam mà cả các quốc gia bên ngoài như nước Yên hay Hàn Quốc, hễ là nơi có tồn tại y thuật cổ xưa đều đã từng tồn tại không ít nhân vật truyền kỳ. Mà nghe nói rằng, châm hồi hồn và phương thuốc ngộ thần là do một vị thầy thuốc người nước ngoài sáng chế ra vào mấy trăm năm trước. Châm hồi hồn, nghĩa như tên gọi, dù anh hồn phi phách tán cũng có cách để hồn anh trở về, bá đạo và thần kỳ hơn cả 13 kim châm quỷ môn. Còn phương thuốc ngộ thần thì vô cùng ghê gớm, có lời đồn rằng, phương thuốc ngộ thần chỉ chép lại một phương thuốc. Nhưng phương thuốc đó không phải để chữa bệnh mà là cơ hội để võ giả học thầy thuốc ở kỳ sau cảnh giới chân khí có một lần tiến vào mức thần, cảm nhận sự huyền diệu của thần cảnh trước thời hạn, gia tăng xác suất bước vào thần cảnh. Tuy rằng xác suất ấy rất nhỏ, nhưng lại nhiều gấp bội con đường thông thường, đủ để khiến cho vô số võ giả đổ xô vào xem nó như báu vật. Mà bây giờ, hai món đồ này đang đặt trước mặt Ma Sinh Long Nhật. Dường như anh ta chẳng thể giấu nổi sự nóng rực trong đôi mắt. Bèn đưa tay muốn nhận lấy cái hộp trong tay Lý Hùng Cường. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1076 Châm thần cứu mạng. Nụ cười của Lý Hùng Cường hơi lúng túng, cuối cùng cười mỉa rút tay về. Sơn Hạ Chu Tài chậm rãi đứng dậy, giọng điệu khinh thường nói với Lý Hùng Cường, thu lại chút lòng dạ đó của cậu đi. Nếu không phải nể mặt cậu họ Lý thì giờ phút này cậu đã nằm ra đất rồi. Lý Hùng Cường vừa định biện bạch sơn hạ chu tài lạnh lùng nói thằng nhãi tá đằng đó theo tôi thấy dù rằng tính tình có hơi ngông cuồng nhưng làm việc luôn biết chừng mực đúng lúc cậu ta không thể nào vô duyên vô cớ ra tay với đường tuấn bây giờ tôi không muốn truy cứu ẩn tình trong đó nhưng cậu cũng đừng hòng cư xử như như tôi là một lão già ngu ngốc ma sinh long nhật thấy thế bèn vội vàng nói thầy cậu cả không có ý này đâu sơn hạ chu tài liếc anh ta một cái nói không có ý này Vậy cậu ta lấy châm pháp hồi hồn với phương thuốc ngộ thần ra là có ý gì? Tôi mệt rồi, nói xong, vẻ lấp lấy trong mắt Sơn Hạ Chu Tài dần thu lại, lại biến thành một ông lão mặt mũi heo úa. Ma sinh Long Nhật không dám nói nữa, ánh mắt không cam lòng nhìn châm pháp hồi hồn và phương thuốc ngộ thần, cuối cùng cố gắng kiềm chế sự không cam lòng và nghi hoặc, dìu Sơn Hạ Chu Tài rời khỏi. Đến khi hai thầy trò rời khỏi phòng, Lý Hùng Cường đã rút cánh tay có hơi cứng đờ về anh ta đập cái hộp gỗ có giá trị ngàn vàng trong tay lên bàn, tức tối nói, một ông già không còn sống được bao nhiêu ngày, gọi ông một tiếng, y thánh, đã là nể ông lắm rồi, thật đúng là càng nhường càng lấn tới. Sắc mặt anh ta u ám, sau một lúc lâu suy tính, cuối cùng cầm điện thoại bấm một dãy số, bảo liễu đàm liên tới đây. Hãy nói với cô ấy, tôi có thể để cho cô ấy chấn hưng lại nhà họ liễu. Bên kia, ma sinh long nhật Dìu sơn hạ chu tài ngồi vào một chiếc xe, đến hiệp hội y học cổ truyền. vào lúc tài xế đường hỏi địa điểm đi đến, lời của sơn hạ chu tài khiến ma sinh long nhật vô cùng hoang mang. đợt đại hội giao lưu sắp tới, quan hệ hai bên là đối địch nhau, bây giờ đến hiệp hội y học cổ truyền làm gì? lẽ nào thầy muốn so tài với gã họ đường đó trước thời gian sao? châm hồi hồn, phương thuốc ngộ thần, thật là khí phách quá. sơn hạ chu tài thở dài nói, có điều trong giọng nói mang theo vẻ díu cợt và khinh bỉ. Ma Sinh Long Nhật đúng lúc hỏi, "Thầy, Châm hồi hồn và phương thuốc Ngộ Thần đều là vật quý của y đạo, cớ sao người lại cự tuyệt ý tốt của cậu cả vậy?" "Ý tốt?" Sơn Hạ Chu Tài lạnh lùng nói, "Con có biết vì sao Châm hồi hồn được gọi là châm thần cứu mạng không?" Ma Sinh Long Nhật lắc đầu, anh ta chỉ nghe nói đến châm hồi hồn chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Sơn Hạ Chu Tài thở dài nói, "Thứ có thể cứu mạng thật sự, đến bây giờ không y thuật, mà là lòng người." Tuy châm hồi hồn có thể có công dụng kỳ diệu như thế, là bởi vì châm pháp làm hao tổn sinh mệnh của cơ thể người. Cứu mạng trong một lúc, nhưng lại lấy trăm ngàn lần tuổi thọ và sức sống để làm cái giá phải trả. Còn phương thuốc ngộ thần, lão nhìn Ma Sinh Long Nhật, nói, đúng là có công dụng giúp người ta tiến vào mức thần thật. Nhưng nếu con phải thông qua phương thuốc ngộ thần mới có thể đạt được bước đó, vậy coi như thầy nhìn lầm người. Ma Sinh Long Nhật nghe đến nỗi lòng gợn sóng nghiêm nghị nói, đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng của thầy. Do dự một lát, anh ta hỏi, thưa thầy, có điều châm hồi hồn không xuất hiện đã lâu rồi, sao thầy lại biết rõ đến vậy? Trường 1077 có điều vẫn còn chuyện đáng để chú ý. Ánh mắt Sơn Hạ Chu Tài trông về phía bầu trời ngoài xe, sâu lắng nói, bởi vì châm hồi hồn xuất phát từ tay sư tổ của chúng ta. Ma sinh Long nhật sửng suốt cả người, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Nửa tiếng sau, xe dừng lại bên ngoài hiệp hội y học cổ truyền thầy chúng ta phải xuống xe sao lúc này thần sắc của ma sinh long nhật hơi bình tĩnh lại hỏi sơn hạ chu tài không đáp có điều chỉ vận cửa kính của xe xuống nhìn cảnh tượng cách đó không xa trước tòa cao ốc của hiệp hội y học cổ truyền có một quảng trường lớn lúc này có một số già trẻ gái trai với khuôn mặt tiều tụy không nằm thì ngồi trên quảng trường thần sắc đầy uể oải rõ là đều đang mang bệnh cả người mà trong đám người đó, đường Tuấn đang chậm rãi qua lại, thi thoảng dừng lại bên cạnh người bệnh, không qua lâu sau lại đổi người bệnh tiếp theo. Qua lại như thế, mỗi lần đều dừng lại với thời gian rất ngắn, nhiều lắm là 5 phút. Trông như ung dung đấy, nhưng trên mặt đường Tuấn đã toát mồ hôi, ống tay áo của anh đã được vén lên, y như một người nông dân. Có thể thấy, trước khi hai người Sơn Hạ Chu Tài đến, anh đã khám được không ít người bệnh thỉnh thoảng Đường Tuấn sẽ nhận lấy nước do người bệnh đưa đến và hấp một miếng, sau đó lại tiếp tục tái diễn cảnh bận rộn kia. Từ đầu đến cuối, trên mặt anh đều tràn đầy vẻ tươi cười, không hề có chút nào là mất kiên nhẫn. Anh ta đang làm gì thế? Ma sinh Long Nhật không rõ hỏi. Khám bệnh, Sơn Hạ Chu Tài không cần hỏi đã nhận ra thân phận của Đường Tuấn, y thuật của người này quả thực cao siêu, con thua cậu ta chẳng hề lạ. Vào lúc nói chuyện, lão đã kéo cửa kính lên, bảo tài xế lái đi, còn mình thì dựa người nhắm mắt dưỡng thần thầy chúng ta cứ vậy mà đi sao không gặp anh ta sao ma sinh long nhật nhíu mày hỏi theo anh ta thấy thầy cố ý đến hiệp hội y học cổ truyền đương nhiên là muốn làm một trận nhỏ để so tài cao thấp về y thuật với đường tuấn một chút sao có thể không thèm xuống xe mà đã đi rồi sơn hạ chu tài không mở mắt ngón tay vuốt ve vào hoa văn trên gậy nói cậu ta đã biết thầy đến xe chuyển đầu rời khỏi hiệp hội y học cổ truyền Phía bên kia, đường Tuấn giao toa thuốc đã viết xong trong tay cho nhân viên làm việc của Hiệp hội Y học cổ truyền. Lúc này, anh mới đứng dậy, lau mồ hôi trên mặt, cuối cùng thì việc khám bệnh từ thiện hôm nay cũng đã kết thúc. Cứ cách một khoảng thời gian, Hiệp hội Y học cổ truyền sẽ mở một đợi khám bệnh từ thiện, hầu như lần nào cũng đầy ắp người bệnh, phòng để tiếp đãi người bệnh trong tòa cao ốc đã không thể chứa nổi, chỉ có thể khám cho người bệnh trên quảng trường. Hôm nay vừa đúng là ngày khám bệnh từ thiện, có điều đường Tuấn ở đây đã giảm bớt gánh nặng rất lớn cho các bác sĩ của Hiệp hội Y học cổ truyền. Anh nhìn về nơi mà Sơn Hạ Chu Tài rời đi, khẽ nhíu mày, lẩm bẩm nói, lại là một vị thần cảnh. Là vị, y thánh, của nước yên đó sao? Hai ngày tiếp theo, Hưng Nguyên lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Hoàng Phủ Ngọc bận rộn xử lý chuyện của tập đoàn Yến Hoa, sau khi gọi điện thoại từ giã đường Tuấn đã vội vã chạy về Hà Nội. Mà Lý Hùng Cường cũng không còn tìm đường Tuấn để gây rối nữa có điều vẫn còn chuyện đáng để chú ý. Chương 1078, bác sĩ Đường đã lâu không gặp. Mà ở trước mặt vị thần y nước Yên, ngay cả đám thế hệ trung y đi trước là Vương Trọng Quang, Thẩm Dũng và lưu Thế Giang cũng phải làm theo nghi lễ hậu bối, đặc biệt là y thuật của Sơn Hạ Chu Tài càng khiến đám người Vương Trọng Quang khen không ngớt lời. Loại khen ngợi này không liên quan đến biên giới, chỉ liên quan đến y thuật cao thấp và y đức. Rất dễ nhận ra sơn hạ chu tài làm rất tốt hai phương diện này mà dưới sự yên tĩnh này đại hội giao lưu y thuật cuối cùng đã mở màn địa điểm ở phòng khám trung y tế thế đường lớn nhất hưng nguyên khi đường tuấn đi đến tế thế đường trông thấy người đang nghênh đón khách khứa trước tế thế đường thì không khỏi nhướng mày bác sĩ đường đã lâu không gặp trông thấy đường tuấn hình công huy chủ động tiến lên đón mỉm cười chào hỏi ừ đường tuấn khẽ gật đầu Hạ Văn Thanh đứng cạnh thấp giọng nói bên tai Đường Tuấn, ông chủ phía sau tế thế đường là hình công huy, sân của đại hội giao lưu lần này là do anh ta cung cấp. Hình công huy cười ha ha nói, lần này tế thế đường có thể trở thành nơi tổ chức đại hội giao lưu, Huỳnh tôi cảm thấy may mắn và vinh hạnh. Xưa kia ở thành phố Vinh, nếu không có bác sĩ đường ra tay, e rằng bây giờ hình tôi không thể đứng được ở đây. Cho nên nếu như bác sĩ đường có gì cần thì cứ việc nói với tôi, tôi tuyệt đối không từ chối lần này đường tuấn chỉ khẽ gật đầu chứ không đáp lại nhiều ban đầu ấn tượng của anh với hình công huy không hề tồi nhưng sau đó hình công huy lại cấu kết thành một ruột với thẩm dũng mưu đồ mượn tay anh để lợi dụng trung y giành được lợi lớn thế là chút ấn tượng ấy đã hoàn toàn tan biến anh không biết ý đồ của hình công huy là gì nhưng đã không còn quan trọng hôm nay thứ mà anh thật sự để ý là vu môn trung y vẫn còn những thế gia ở ẩn sắp xuất hiện ngay cả cậu cả đang nổi là lý hùng cường đó cũng không phải điều anh để ý hành động của hình công huy lại càng khó làm cho anh nổi hứng thú dường như hình công huy chẳng hề nhận ra thái độ hời hợt của đường tuấn anh ta trịnh trọng nói đại hội hôm nay là chuyện liên quan đến vinh nhục của trung y xin bác sĩ đường nhất định phải dốc sức ứng phó đường tuấn cười nhạt xem như là đáp lại chờ sau khi đường tuấn đi vào tế thế đường trên khuôn mặt tròn chính của hình công huy lộ ra một nụ cười mang ý tứ sâu xa tìm ít thời gian để kiểm tra chút chuyện của Tế Thế Đường và hình công huy mấy năm nay. Đường Tuấn ngồi trong phòng khách của Tế Thế Đường, nói với Hạ Văn Thanh. Hạ Văn Thanh đáp lời. Sau khi Đường Tuấn đến Tế Thế Đường không lâu, Sơn Hạ Chu Tài cũng tiến vào phòng khách dưới sự dìu đỡ của Ma Sinh Long Nhật. Có rất nhiều kẻ nhà giàu và quyền quý đi theo sau lão, trên mặt tràn đầy vẻ nịnh hót. Y thuật của Sơn Hạ Chu Tài cao siêu, rất nhiều tài phiệt nước yên đều từng nhận được ân huệ của ông ta. Trong lứa trung y trẻ tuổi, có rất nhiều người từng được ông ta chỉ bảo. Có người từng nói rồi, một câu nói của Sơn Hạ Chu Tài có thể có trọng lượng hơn cả rất nhiều tài phiệt cầm quyền. Những lời này không hề giả, đại hội đợt này vốn là đệ tử của ông ta Ma Sinh Long Nhật tham gia, không ngờ ông ta lại sẽ tham dự. Hạ Văn Thanh nghiêm nghị nói. Chương 1079, kết quả thế nào? Hôm nay anh cảm nhận khí tức của Sơn Hạ Chu Tài ở khoảng cách gần trồng ghép với luồng khí tức đã xuất hiện bên ngoài Hiệp hội Y học cổ truyền vào hai ngày trước, khiến anh xác định được thân phận của đối phương. Tuy rằng Sơn Hạ Chu Tài đã già lụm khụm, lúc nào cũng có thể tắt thở, nhưng khí tức của lão lại vô cùng mạnh mẽ, đã tiến vào cảnh giới thần hải. Còn y thuật, có lẽ đã tiến vào thần cảnh, không hổ là hai chữ y thánh. Sơn Hạ Chu Tài cười nhạt, nói, nước Việt Nam quả nhiên là xuất hiện lớp lớp nhân tài, đệ tử tôi thua cũng không oan. Đột nhiên, lão nhíu mày một cái giữa hai lông mày lộ ra đôi chút sát khí nói đáng tiếc cậu không nên giết tá đẳng quân anh cậu ta là truyền nhân của kiếm thánh nước yên tôi là ngôi sao mới trong giới võ đạo võ đạo của lão già này khó coi hôm nay chỉ có thể dùng y thuật trong tay đến tìm cậu để đòi lại công bằng đường tuấn dí giỏm cười một tiếng nói là không công bằng anh ta muốn giết tôi tôi liền giết anh ta chỉ đơn giản thế thôi cụ cứ việc ra tay hết sức tôi cũng rất muốn biết một chút về thủ đoạn của y thánh thú vị thú vị sơn hạ chu tài cười ngược lại tuổi tác của cậu tuy nhỏ nhưng sự kiêu ngạo cả người chẳng thua gì ông nội của cậu năm đó ông nội của cậu vượt biển đến nước yên cũng từng hẹn đấu một trận y thuật với tôi nghe đến đây tim của đám người vương trọng quang lập tức dâng lên cổ họng không nhịn được hỏi kết quả thế nào đường tuấn cũng hơi biến sắc anh không ngờ ông nội của mình lại từng so tài y thuật với sơn hạ chu tài sơn hạ chu tài ngạo nghế cười nói ông ta thua từ đó về sau cái gọi là thần y trung y của nước việt nam đều không lọt vào mắt tôi ngày nào tôi còn y thuật nước yên sẽ không thua gì nước việt nam sắc mặt đám người vương trọng quang trở nên khó coi những lời này rõ ràng không coi để ý đến bọn họ nhưng bọn họ không thể nào phản bác bởi vì điều đối phương nói quả thực là sự thật phong thái của y thánh sơn hạ quả nhiên không hề thua kém năm đó Chính vào lúc này, một giọng nói đột nhiên chen vào. Lý Hùng Cường mặc trên người bộ Âu phục thường được đặt may riêng, khi phách tiêu sái bước đến đây. Kim Đông Thành và Liễu Đàm Liên đi theo sau anh ta. Nước Việt Nam có câu, thời không có anh hùng thì cả thằng hầu cũng có thể thành danh. Lý Hùng Cường lia mắt nhìn đường Tuấn một cái, dí dỏm nói tuy rằng y thuật cổ xưa bắt nguồn từ nước Việt Nam, nhưng qua nhiều năm như thế, y thuật của hai nước chúng tôi đã không còn thua kém nước Việt Nam từ lâu, thậm chí còn vượt xa nữa là hội trưởng đường trẻ tuổi như vậy có thể gánh nổi y đạo chăng dường như anh ta đã quên mất dáng vẻ nhếch nhác trước mặt đường tuấn mấy ngày trước lại khôi phục thành dáng vẻ kiêu ngạo cao cao tại thượng đó mà sau lưng anh ta cũng có rất nhiều nhà giàu quyền quý của hưng nguyên cũng đều mang vẻ mặt dí dỏm hai đại diện của nước ngoài lại nhận được sự ủng hộ của đám người nước việt nam mà sau lưng đường tuấn ngoài những người bạn cùng chí hướng và trưởng bối ra lại không có bất kỳ người nước Việt Nam nào, trông vô cùng cô đơn. Nghe nói mấy ngày nay ngài đường đến Hưng Nguyên khám bệnh từ thiện mấy lần, chữa trị cho không ít người bệnh. Đáng tiếc là đám người đó lại không có tí can đảm nào đứng ra ủng hộ anh, đến cả tôi cũng cảm thấy không đáng thay anh. Lý Hùng Cường nói với giọng mỉa mai. Mặt mày đám người Hạ Văn Thanh lập tức xanh mét, siết chặt nắm đấm. Trường 1080, đứng càng cao, ngã càng đau trông thấy cảnh tượng bên dưới cửa sổ, nụ cười trên mặt Lý Hùng Cường lập tức cứng đờ, còn trên mặt đám người Hạ Văn Thanh thì lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Ngoài cửa sổ, gầm 100 người tụ tập lại một chỗ, cầm biểu ngữ, hô khẩu hiệu, ngài đường cố lên. Trung y tất thắng. Trong đám người này, có người mặc đồ công nhân công trường, có bà lão chống gậy, có trẻ em mới tập đi, có mấy hộ gia đình nghèo khổ, cũng có phụ nữ nhà quyền quý ăn mặc lộng lẫy trong số bọn họ không chỉ có người địa phương Lai Châu mà còn có người ở những địa phương khác. Nhưng vào lúc này, bọn họ không hẹn mà tập trung lại một chỗ, hô lên khẩu hiệu giống nhau. Nguyên nhân chỉ có một, bọn họ từng nhận ơn của Trung Y, có những người do Đường Tuấn tự tay chữa trị, nhưng có những người là do người khác chữa trị. Nhìn tình hình liên tục còn có thêm người mới gia nhập vào trong đội ngũ. Nếu không phải bọn họ không đủ tư cách tiến vào tế thế đường, e rằng lúc này tế thế đường đã bị chen chúc đến vỡ tung. Đường Tuấn nhìn về phía Hạ Văn Thanh, người ở sau nhún vai một cái, mặt đầy mờ mịt nói cái này tôi không biết thật. Nhìn tình hình này, hẳn là do bọn họ tự tổ chức. Dù nói là như vậy, nhưng Hạ Văn Thanh rõ là kích động đến đắc ý. Có thể bất kỳ một vị giàu có nào ở Lai Châu phía sau Lý Hùng Cường hay Sơn Hạ Chu Tài đều giàu hơn cả đám người đó cộng lại, nhưng vậy thì đã sao? Có những thứ không phải có tiền là mua được, ví như lòng người, ví như lòng thành lý hùng cường hừ lạnh một tiếng chỉ cảm thấy mặt nóng đến phát đau trước đó anh ta còn đang giễu cợt đường tuấn thế cô sức yếu nhưng tình hình hiện tại thật là đánh mạnh vào mặt nhiều người quá thì sao nào y thật cao hay thấp mới là mấu chốt quyết định thắng thua lý hùng cường trầm giọng nói sơn hạ chu tài nhìn thấy cảnh tượng này thì không nén được tiếng thở dài có thể được người bệnh yêu mến như vậy đối với đường tuấn và hiệp hội y học cổ truyền là một lời khẳng định ở nước yên những y sư có thể đạt đến điểm này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, ngay cả đệ tử của lão là ma sinh Long Nhật cũng không làm được. Có lẽ 10 năm sau thì có thể. Tuy nhiên, đợi thêm 10 năm e rằng tên Đường Tuấn đã trở thành số một trong giới y đạo nước Việt Nam rồi. Ma sinh Long Nhật và Liễu Đàm liên nhìn Đường Tuấn với vẻ ganh tị. Đứng càng cao, ngã càng đau. Liễu Đàm liên nghĩ thầm, cứ đợi đến lúc anh thua đến không còn manh giáp rồi biết. Vinh quang hôm nay sẽ trở thành đao kiếm hủy diệt anh. Hừ, cái tên hình công huy làm việc kiểu gì thế? Để bọn họ ngang nhiên làm càn thế mà được à, còn không gọi người đuổi bọn họ đi. Một tay giàu có của Lai Châu đứng sau Lý Hùng Cường bực dọc lên tiếng. Lúc này ở bên ngoài tế thế đường, hình công huy cũng bực dọc không kém. Những bệnh nhân tự động kéo đến ủng hộ cho Đường Tuấn và hiệp hội y học cổ truyền đã bị chặn ở cổng lớn, nhưng anh ta lại không dám đuổi họ đi nguyên nhân là vì ở trước mặt những bệnh nhân này có một chàng trai trẻ lưng đeo thiết kiếm đang đứng sừng sững. Bất kỳ nhân viên bảo vệ nào của tế thế đường muốn ra tay xua đuổi bệnh nhân đều bị cậu ta trưởng nhẹ một phát là bay mất. Audio điện tử võ tấn bền chương 1081, lão già này muốn chết rồi. Thế hệ trẻ của nước yên chẳng có người nào sánh kịp. Sơn hạ chu tài buông ra một câu. Ma sinh long nhật muốn biện minh, nhưng không thể thốt nên lời. Sơn Hạ Chu Tài nhắm mắt lại rồi lại mở trừng mắt ra. Đôi mắt đã mở đục vì tuổi tác dường như lại sáng ngời, hừng hực ý chí chiến đấu. Lúc này, vị y thánh của nước yên trông như trẻ ra hàng chục tuổi, trở lại là một thiếu niên tràn đầy tham vọng, thích thể hiện, thích tranh tài cao thấp với người khác. Đây là lần đầu tiên lão xem đường Tuấn như một đối thủ thật sự. Ma sinh Long nhật hai mắt tròn xoe, há hốc mồm. Anh ta đã phục vụ Sơn Hạ Chu Tài gần 30 năm nên hiểu rất rõ bản tính của lão này. Lão dù rèn luyện nhiều năm nhưng tính kiêu ngạo trong xương tủy chẳng thể giảm đi dù chỉ một chút. Những năm gần đây, thỉnh thoảng cũng có người đến khiêu chiến về y thuật với lão. Lần nào cũng không mấy hứng thú vì hạ gục đối thủ quá dễ dàng, trong số đó không hiếm những danh y hàng đầu nước Yên. "Bắt đầu thôi." Sơn Hạ Chu Tài bình thản nói. Lão nhìn Đường Tuấn nói, "Đại hội hôm nay Tôi sẽ thay mặt cho nước Yên thi đấu, chỉ có cậu xứng làm đối thủ của tôi." Những lời này nghe thì có vẻ ngạo mạn, nhưng hầu như tất cả mọi người có mặt gồm rất nhiều y bác sĩ của nước Việt Nam, nước Yên, Hàn Quốc, thậm chí cả đại diện của các nước lân cận đến xem đều cho là điều đương nhiên. Lý Hùng Cường cau mày rồi bỗng nhiên mỉm cười, "Ông Sơn Hạ, đại hội lần này nước tôi cũng có cử đại diện tham dự. Chúng tôi cũng muốn so tài y thuật với hai vị, nếu có thể so tài với hai vị đây." xem như đã có thu hoạch, dù thua cũng thấy vinh dự. Sơn Hạ Chu Tài khinh khỉnh liếc nhìn Liễu Đàm Liên đứng sau lưng Lý Hùng Cường nói, đại diện của các người là một đứa con gái à. Y thuật của cô ấy quả thật rất tốt, đáng tiếc vẫn còn thua xa chúng tôi. Tôi thấy tốt nhất đừng nên tự bêu xấu ở đây, đứng qua một bên xem là được rồi. Có thể học được bao nhiêu từ trong đó còn phải xem vận may của cô ấy. Ngoặc kép, lão vừa dứt lời, khuôn mặt của đám người Lý Hùng Cường và Liễu Đàm Liên lập tức trở nên khó coi. Sơn Hạ Chu Tài nói vậy là chẳng nể mặt họ chút nào, gần như là sỉ nhục. Đối với chuyện này, Đường Tuấn chỉ khẽ nhíu mày nhưng cũng không phản đối. Y thuật của Liễu Đàm Liên đúng là cao hơn ma sinh long nhật vài phần, nhưng e là vẫn chưa đến được ngạch cửa của y đạo nhập thần. Hai người càng không cùng đẳng cấp, cơ hội chiến thắng là bằng không. Ánh mắt Lý Hùng Cường càng thêm u ám, dường như sắp tức đến trào nước mắt lão già này muốn chết rồi lý hùng cường gào thét trong lòng sát khí tràn ngập xin thưa với ông tổ tiên nhà họ liếu của tôi lấy y đạo làm của gia truyền nhà họ liếu tôi đời đời đều là cao thủ y đạo nếu xét cho kỹ cũng không hẳn là thua kém ông những gì ông vừa nói hơi quá đáng rồi đó xem nhà họ liếu tôi không còn ai sao làn môi mỏng của liếu đàm liên thốt ra giọng nói yêu kiều nhưng đầy giận dữ Ai có ngờ Sơn Hạ Chu Tài chỉ nhướng mày rồi nhìn Liễu Đàm Liên cười cợt, nhà họ Liễu của cô chẳng phải đã hết người rồi sao? Bằng không sao lại để một đứa con gái đứng ra gánh vác. Đàn ông nhà họ Liễu đâu cả rồi. Liễu Đàm Liên nghe vậy thì cả người cứng đờ, không thể nào phản bác. Trường 1082, điều đó có nghĩa là sao? Bị Sơn Hạ Chu Tài nói chúng điểm yếu, thật sự vô cùng đau lòng. Nếu cô muốn vì nhà họ Liễu mà thể hiện thì cứ việc. Cũng lâu rồi tôi không được nhìn thấy y thuật của nhà họ Liễu, không biết cô kế thừa được mấy phần." Sơn Hạ Chu Tài đổi giọng, khẽ cười. Liễu Đàm Liên hít một hơi thật sâu, lồng ngực cô ấy căng phồng tạo thành một đường cong quyến rũ đến động lòng người. Một lúc sau, cô ấy mới bình tĩnh lại, khom người xuống vừa chào vừa nói, "Ông sẽ được thấy thôi." Sơn Hạ Chu Tài bất giác mỉm cười, "Người lão để tâm là Đường Tuấn, không phải Liễu Đàm Liên." lý hùng cường nghe vậy trong mắt lóe lên ý cười thâm sâu không lâu sau đại hội giao lưu y thuật chính thức bắt đầu tế thế đường chủ trì đại hội bệnh nhân đương nhiên cũng do tế thế đường đưa đến nếu là người bệnh thông thường thì không thể nào đánh giá được trình độ hơn kém của ba người nên cả người bệnh cũng phải qua sàng lọc cẩn thận bệnh nhân đầu tiên được đưa vào hình công huy dẫn y sư trợ lý của tế thế đường đến trước mặt Y sư trợ lý của tế thế đường là một ông lão tuổi gần 50. Ông ấy mặc quần áo theo kiểu y sư thời xưa, khí chất nho nhã, rất có phong thái của cổ nhân. Sau khi Hình Công Huy giới thiệu, mọi người mới biết ông lão ấy họ Hàn, Hình Công Huy gọi ông ấy là Cụ Hàn. Đây là bệnh nhân đầu tiên, không biết ai trong các vị sẽ khám đầu tiên. Cụ Hàn đứng sang một bên để những người khác có thể nhìn rõ bệnh nhân nằm trên cáng. Bệnh nhân là một người đàn ông khoảng 30 tuổi lẽ ra đây là độ tuổi cường tráng sung mãn nhất của nam giới nhưng người đàn ông này thì mặt mũi tái nhợt môi mím chặt có vẻ rất khổ sở mái tóc đen nhánh mất đi vẻ bóng mượt các y sư như vương trọng quang lư thế giang không khỏi giật mình kêu lên thiên nhân ngũ suy không sai đúng là thiên nhân ngũ suy cụ hàn cũng là một người tinh thông y thuật nếu không làm sao có thể trở thành y sư trợ lý của tế thế đường gật đầu vuốt râu nói cái gì gọi là thiên thân ngũ suy Hạ Văn Thanh nhíu mày hỏi, anh ta mới tiếp xúc với Trung Y chưa lâu nên rất lạ lẫm với những thuật ngữ chuyên ngành. Vương Trọng Quang nhìn người trên cáng rồi chậm rãi nói, thiên nhân ngũ suy chính là năm dấu hiệu gồm quần áo bẩn thỉu, tuệ tính heo úa, nách đổ mồ hôi, thân thể hôi hám, ngồi cũng không vui. Điều đó có nghĩa là sao? Hạ Văn Thanh vẫn mù tịt không hiểu gì. Vẻ mặt của Vương Trọng Quang dần trở nên nghiêm nghị nói, thiên nhân ngũ suy vốn là chỉ năm hiện tượng lạ xuất hiện khi người trời sắp hết tuổi thọ. Trong y học, thiên nhân ngũ suy là nói đến bệnh sắp chết. Ông ta lạnh lùng rời mắt khỏi bệnh nhân, nhìn sang hình công huy và cụ hàn, trầm giọng người này đã xuất hiện những dấu hiệu thiên nhân ngũ suy, chắc chắn là chết. Các người còn dám cắn người ta vào đây, các người muốn làm gì? chương 1083, anh ấy muốn làm gì? Cụ Hàn vẫn giữ phong thái bình thản, nhẹ nhàng nói, nếu muốn phô diễn tài năng y thuật, những bệnh thông thường sẽ không đáp ứng được yêu cầu của mọi người. Người này tuy là đã xuất hiện dấu hiệu của thiên nhân ngũ suy, nhưng chỉ cần còn một hơi thở thì chưa chắc đã hết hy vọng sống. Cải tử hoàn sinh, chẳng phải chính là cách tốt nhất để chứng minh tài năng của các vị sao. Ông ấy nhìn ba người đường tuấn, Sơn Hạ Chu Tài và Liễu Đàm Liên, giọng trầm trầm, xin hỏi trong ba người, ai sẽ nhận điều trị? Hầu hết mọi người đều khó xử và cảm thấy lo lắng. Ai lại muốn chữa cho một bệnh nhân đã sắp chết đến nơi? Y thuật cải tử hoàn sinh à, tuệ tính hay biển thước có sống lại cũng chưa chắc làm được. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Đàm Liên hơi biến sắc, cô ấy vừa định đứng lên đã bị Lý Hùng Cường kéo giật lại. Sơn Hạ Chu Tài cũng trao mày, có vẻ đang suy tính và do dự. Cứ để tôi, Đường Tuấn lên tiếng. Không được đâu, người này đã có hiện tượng thiên nhân ngũ suy. Khi sinh mệnh đã tận, đến người trời cũng không thể sống được, y thuật làm sao có thể cứu lại?" Lư Thế Giang trầm giọng nói. Vương Trọng Quang cũng khẽ gật đầu, tỏ ý đồng tình. Lý Hùng Cường nhạo báng, "Anh Đường cũng thật là biết đề cao bản thân, anh thật sự cho rằng mình có năng lực cải tử hoàn sinh à?" Đường Tuấn ngồi bên cạnh cáng thương dường như không nghe thấy lời nói của ai cả. Trước tiên anh bắt mạch cho bệnh nhân, sau đó quan sát sắc mặt cuối cùng mới nói với Hình Công Huy, đem cho tôi một miếng ngọc. Hình Công Huy ngây người, vẻ mặt đăm chiêu không hiểu thế nào. Tuy nhiên, anh ta vẫn cho người đem ngọc đến. Tế Thế Đường làm nhà thuốc lớn nhất nhị ở Hưng Nguyên, đồ vật trang trí khá nhiều món làm từ ngọc thạch. Chẳng mấy chốc đã có người đem đến một con sư tử bằng ngọc. Loại ngọc làm ra con sư tử này có chất ngọc rất tốt, đặt vào tay có cảm giác ấm áp, trơn bóng như lụa, mịn màng đầy sức sống như da thịt thiếu nữ sư tử được chạm khắc sống động như thật vừa nhìn đã biết là vật phẩm rất có giá trị đường tuấn cầm sư tử ngọc trong tay như thể đang chơi đùa ánh mắt anh chăm chú nhìn nó trong đầu dần dần hình dung ra đường nét hoa văn của khối ngọc lý hùng cường định cười nhạo vài câu nhưng nhìn thấy dáng vẻ của đường tuấn ngược lại bỗng thấy do dự hừ một người đã sắp chết tôi không tin anh lại cứu sống được lý hùng cường thầm khinh bỉ phụt 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 nửa phút sau Lúc mọi người dường như không thể chịu được bầu không khí yên lặng đến kỳ cục này nữa thì cuối cùng đường Tuấn cũng bắt đầu. Từng luồng chân khí từ ngón tay của anh tuôn ra hóa thành kiếm khí sắc bén. Trong tay đường Tuấn rơi xuống từng mảng ngọc vụn. Con sư tử ngọc lớn bằng bàn tay dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại ba cây châm bằng ngọc sáng trắng nằm trong tay đường Tuấn. Ba cây ngọc châm này cực kỳ mỏng, nhỏ hơn cả đầu tam xỉa. Anh ấy muốn làm gì? Lúc này, đừng nói Hạ Văn Thanh, ngay cả đám người vương trọng quang cũng thấy rất khó hiểu. Chương 1084 vị thần y đó tên là Biển Thước. Đường Tuấn nghiêm mặt, vận luồng chân khí vô hình trong lòng bàn tay rồi xoa nhẹ lên xương sườn của chàng trai. Hành động này tưởng chừng vô cùng đơn giản nhưng thật ra đã tiêu hao rất nhiều tâm sức của Đường Tuấn. Dù là tốc độ hay lực xoa đều phải được anh kiểm soát trong phạm vi nhỏ nhất. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy được cùng với sự xoa nắn của Đường Tuấn, ba cây châm dường như rung lên bề mặt bóng và trắng sáng cũng dần mở đi. Trong ngọc có linh khí, cho nên người xưa mới thường nói, đeo ngọc nuôi người. Tuy nhiên, thực ra việc này tốn rất nhiều thời gian, phải tính bằng đơn vị chục năm. Hiện tại đường Tuấn đang rút ngắn thời gian vô hạn này. Anh dùng chân khí và thuật châm cứu trong trung y để đưa tất cả linh khí tụ trong ngọc vào người bệnh nhân. Xoa nắn là để tăng tốc độ lưu thông máu. Khi chút linh khí cuối cùng của ba cây ngọc châm đã tiêu biến hoàn toàn, Đường Tuấn mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Giả thần giả quỷ, một tay giàu có của Hưng Nguyên đứng sau lưng Lý Hùng Cường khinh thường nói. Sau khi dứt lời cũng là lúc Đường Tuấn rút ba cây ngọc châm ra rồi đứng dậy. Gần như cùng lúc, bệnh nhân trên cáng bắt đầu mở mắt, đồng tử mờ mịt một lúc rồi dần trở lại bình thường, sắc mặt cũng bắt đầu hồng hào. Cải tử hoàn sinh. Hầu như tất cả mọi người có mặt đều rất sốc, hai tay của Sơn Hạ Chu Tài bất giác run lên dưới ống tay áo rộng. Cụ Hàn sau một lúc sửng sốt, hẳn là người đầu tiên có phản ứng. Ông ấy nhanh chóng đến bên cạnh bệnh nhân đưa tay xem mạch, rồi kêu lên thất thanh, mạch đập bình thường, sức khỏe đã không có gì đáng ngại nữa. Sao, sao lại có thể như vậy? Ông ấy kinh hãi nhìn đường Tuấn đang lau mồ hôi, trên mặt lộ ra vẻ thất thần. Không chỉ có ông ấy, kể cả ma sinh Long Nhật, Liễu Đàm Liên và đám người Vương Trọng Quang cũng đang nhìn đường Tuấn, Bọn họ không tài nào hiểu được vì sao một người đã xuất hiện thiên nhân ngũ suy được chẩn đoán là sắp chết lại có thể sống được. Hơn nữa còn hồi phục nhanh chóng như vậy. Người bệnh bị chứng xác sống, thiên nhân ngũ suy chỉ là dấu hiệu bên ngoài, Sơn Hạ Chu Tài thở dài, chủ động giải thích. Xác sống. Lớp y sư lớn tuổi một chút như Vương Trọng Quang đều cau mày suy tư, cuối cùng cũng nhớ ra chứng xác sống là gì. Cái gọi là xác sống, dùng để chỉ một trạng thái chết giả, bệnh nhưng không phải bệnh Tuy nhiên nếu không được chữa trị kịp thời, người bị chứng sát sống sẽ thật sự mất mạng. Thời cổ đại ở nước Việt Nam đã có một điển tích về một thần y trị được chứng sát sống. Vào thời cổ đại, thái tử của nước quắc sáng sớm đột nhiên qua đời. Tình cờ có một vị thần y đi ngang qua nước quắc. Sau khi biết chuyện, ngài đã chủ động xin cầu kiến quốc phương. Sau cùng ngài đã dùng y thuật cao siêu của mình cứu sống lại thái tử. Ngài còn nói rõ thái tử không phải bị chết, mà là đang mắc một chứng bệnh gọi là bệnh sắc sống. Vị thần y đó tên là biển thước. Những kỹ thuật được đường Tuấn phô diễn lúc này gần như giống hệt những điều được ghi lại trong biển tích. Cũng vì được chính mắt nhìn thấy nên mọi người càng sốc đến không nói nên lời. Nếu nói như vậy, chẳng phải y thuật của đường Tuấn đã có thể sánh ngang với thần y biển thước rồi sao? Không sai, đường Tuấn lướt nhìn Sơn Hạ Chu Tài. Y thuật hiện tại của anh đương nhiên không dám sánh với biển thước bệnh tình của thái tử nước quắc lúc đó có lẽ còn nghiêm trọng hơn bệnh nhân này nhiều. Trường 1085, lần này, ai trong hai vị sẽ chữa? Loại y thuật kỳ diệu này bắt nguồn từ biển thước. Vậy có thể gọi đây là biển thước tái thế rồi. Chúng ta đã được xem xong y thuật của bác sĩ đường rồi, mời đưa bệnh nhân tiếp theo vào. Cả đám người im lặng hồi lâu, cho đến khi giọng nói trầm trầm của Sơn Hạ Chu Tài vang lên mới lần lượt hồi phục tinh thần. Hình công huy và cụ hàn nhìn nhau, vẻ mặt hơi ngượng ngùng. Tế thế đường nổi tiếng khắp nơi, tuy đại hội giao lưu lần này bọn họ không được tham gia, nhưng vẫn có ý muốn so tài. Vì thế cụ hàn mới bày kế, cố tình chọn một người bệnh thiên nhân ngũ suy là để cố ý công kích đám người của đường Tuấn. Bệnh nhân tôi không chữa được, anh cũng không chữa được, dựa vào đâu mà nói y thuật của tôi thấp hơn anh. Đường Tuấn lại vừa tái hiện y thuật của biển thước, khiến hai người họ kinh ngạc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Được, cụ Hàn suy nghĩ một lát rồi trầm giọng đáp. Ông ấy gọi người của tế thế đường, bảo họ đưa bệnh nhân vào. Tiêu Hoàng đâu? Hồi phục một lúc, Đường Tuấn rốt cuộc trông đã thoải mái hơn. Anh liếc nhìn những người trong phòng nhưng không thấy Tiêu Hoàng nên thuận miệng hỏi. Người này là tổng thư ký của cục vệ sinh cũng là người phụ trách đại hội giao lưu lần này, lẽ ra đã phải có mặt. Không hiểu sao đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Lư Thế Giang nói nhỏ, lúc sáng sớm anh ta có gọi đến hiệp hội nói là hiện tại có việc rất quan trọng cần làm nên không thể ra ngoài. Ông ta dừng lại một lát, liếc mắt nhìn đường Tuấn, nói tiếp, nhưng anh ta có nói chúng tôi nhắn lại với cậu một câu. Dặn con cứ cố gắng hết sức, không cần lo lắng về những chuyện khác. Lúc nãy vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng và ý chí chiến đấu của con nên mọi người không nói với cậu. Đường Tuấn cao mày, đại hội giao lưu lần này tuy chỉ là cuộc gặp gỡ riêng của một vài quốc gia, không có sự chỉ đạo của các cơ quan chính phủ nhưng nó vẫn có ý nghĩa rất lớn. Tiêu Hoàng là đại diện mà lại vắng mặt, chuyện có thể khiến anh ta không thể ra ngoài chắc hẳn là không đơn giản. Đường Tuấn cũng không đào sâu thêm vấn đề, Tiêu Hoàng và anh chẳng có chút quan hệ nào, anh chẳng hơi đâu lo dùm người ta. Lúc này, bệnh nhân thứ hai đã được đưa vào, là một thiếu nữ khoảng 17-18 tuổi. Cô ấy ngồi trên xe lăn, được người khác đẩy vào. Thiếu nữ có nét mặt thanh tú, nhưng lại nhợt nhạt thật đáng thương. Người cô ấy gầy rộc, hai mắt ảm đạm, có cảm giác là thiếu dinh dưỡng, tinh thần cũng rất kém. Cô ấy là bệnh nhân thứ hai. Cụ Hàn chủ động đỡ lấy tay cầm xe lăn nói, do một số tai nạn khiến cuộc sống và nội tạng của cô ấy bị tổn thương. Cơ thể vô cùng yếu ớt, hai chân không đứng dậy được. Tế thế đường chúng tôi đã thử hầu hết các liệu pháp của Trung Y như châm cứu, xoa bóp, vân vân, nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện ông ấy nhìn sơn hạ chu tài và liễu đàm liên nói lần này ai trong hai vị sẽ chữa để tôi liễu đàm liên không chút do dự đứng lên đường tuấn tái hiện y thuật của biển thước đã khiến mọi người chấn động vô hình chung cũng ảnh hưởng đến tâm lý của cô ấy nếu lại tiếp tục xem y thuật của sơn hạ chu tài cô ấy sợ tinh thần chiến đấu lại bị hao mòn sẽ không còn lòng tin mà châm kim xuống vì vậy mặc kệ thế nào là kính lão cô quyết lên tiếng trước chấp lấy cơ hội trên tay sơn hạ chu tài Audio điện tử võ tấn bền. chương 1086 cô ấy muốn chứng tỏ bản thân. Liễu đàm liên ngẩn ra, sau đó cười nói, e rằng sẽ không có cơ hội. Nói xong, liễu đàm liên bước đến trước mặt cụ Hàn và cô gái. Cụ Hàn nhìn liễu đàm liên nói, ai cũng nói phương pháp dùng thuốc để điều hòa âm dương và công phu châm cứu bằng kim mỏng của nhà họ liễu là độc nhất vô nhị. Không biết hôm nay có cơ hội được mở rộng tầm mắt không? liễu đàm liên nói chỉ là bệnh vật cần gì dùng đến kim mỏng cụ hàn có vẻ rất tức tối liễu đàm liên nói vậy chẳng khác nào sỉ nhục tế thế đường và ông ấy bất tài ông đừng nói gì nữa để tôi chữa bệnh cho cô ấy liễu đàm liên làm như không nhìn thấy giọng nói quả quyết đường tuấn ở bên cạnh nghe vậy cũng thấy nghi ngờ với y thuật của anh muốn chữa khỏi bệnh cho cô gái này e là cũng phải tốn khá nhiều công sức Cột sống và nội tạng là những bộ phận quan trọng trong cơ thể, khi chạm đến sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể. Vì vậy, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Y thuật của Liễu Đàm Liên còn chưa bằng anh lại dám tự tin nói rằng không cần dùng đến châm cứu kim mỏng bí truyền của nhà họ Liễu. Đây không phải là tự tin, mà là ngông cuồng. Hừ, vẻ mặt của cụ Hàn càng thêm bực dọc, lạnh lùng nói cô gái nhỏ này cũng điên nặng đấy. Vừa nói, cụ Hàn vừa tránh sang một bên. Nụ cười trên khóe môi Lý Hùng Cường càng lúc càng rạng rỡ, lộ ra vẻ lạnh lùng và toan tính. Liễu Đàm Liên lấy ra một cây ngân châm, đồng tử của mọi người đột nhiên co lại. Hầu hết ngân châm chỉ dài từ 12 đến 18 cm, nhưng cây ngân châm trong tay Liễu Đàm Liên lúc này lại dài đến 20 cm. Ánh mặt trời chiếu rọi lên ngân châm sáng loáng, lập lòe trước mắt người khác. Đôi mắt phượng của Liễu Đàm Liên hiện lên vẻ nhiệt thành, hệt như một tín đồ cuồng đạo bước vào thánh địa của giáo phái cô gái ngồi xe lăn giật thoát tim. Cô ấy vốn tưởng rằng một cô gái xinh đẹp như Liễu Đàm Liên, khi chữa bệnh sẽ rất dịu dàng, không ngờ cô ấy lại lấy ra một cây ngân châm dài như vậy, khiến cô gái cũng thấy run rẩy. Cứ tin ở tôi, không đau đâu, Liễu Đàm Liên dịu dàng cười với cô gái. Không thể không nói, nụ cười của mỹ nhân đúng là có năng lực xoa dịu lòng người. Nếu đổi lại là Sơn Hạ Chu Tài nói những lời này, e là rất khó làm người ta tin tưởng. Liễu Đàm Liên thì khác, Cô ấy vừa nói xong vẻ căng thẳng trên mặt cô gái liền giảm đi vài phần. Sơn Hạ Chu tài ở bên này nhìn thấy cây ngân châm trong tay Liễu Đàm Liên thì nhíu mày, vẻ mặt có phần căng thẳng. Liễu Đàm Liên nghiêm mặt giữ ngân châm trong tay, từ từ châm vào đại huyệt trên sống lưng của cô gái. Khi ngân châm đâm vào từng chút, khuôn mặt cô gái bắt đầu có vẻ đau đớn. Lông mày càng lúc càng nhíu chặt, rõ ràng là càng lúc càng đau đớn. Tuy nhiên điều kỳ lạ là sắc mặt của cô gái ngược lại bắt đầu trở nên hồng hào như quả đào. Gương mặt gầy gò cũng từ từ phúng phính như một quả banh ra được bơm phồng lên dần. Liễu đàm liên cũng phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Loại phương thức dẫn khi qua châm này đã làm tiêu hao rất nhiều tinh thần và chân khí của cô ấy. Dù hiện giờ cô ấy đã đạt đến chân khí cảnh hậu kỳ, nhưng có vẻ chưa phát huy hết. Sắp rồi, sắp rồi, liễu đàm liên nghiến răng, gào thét trong lòng chân khí của cô ấy đã sắp cạn, lúc này chỉ còn dựa vào sức mạnh ý chí mà kiên trì. Mái tóc đen như mun của cô ấy bỗng xuất hiện vài sợi bạc. Trong lúc chân khí không còn đủ, Liễu Đàm Liên thình lình vận dụng Tiên Thiên Chân Nguyên, tự làm tổn thương căn cơ của mình. Tiên Thiên Chân Nguyên chính là cội nguồn của võ giả khi đạt đến chân khí cảnh. Nếu nói chân khí là nước suối thì Tiên Thiên Chân Nguyên chính là nguồn. Nếu nguồn nước của dòng suối, tức Tiên Thiên Chân Nguyên bị tổn thương, cũng giống như chặt đứt tiền đồ võ đạo của võ giả. Cô ấy muốn chứng tỏ bản thân, chứng minh y thuật của nhà họ liếu, muốn hồi sinh lại nhà họ liếu. Dù cái giá phải trả là tương lai đầy hứa hẹn trong giới võ đạo của mình, cô ấy cũng không hối tiếc. Nhà họ liếu của cô ấy không phải không còn người. chương 1087, cách xoa bóp Xuân Phong giọng của Sơn Hạ Chu Tài vang rền như tiếng chuông, tu vi dẫn khi qua châm của cô căn bản là không đủ để phát huy hồi hồn châm. Nếu còn tiếp tục đâm xuống, cả hai người đều phải chết. Liễu Đàm Liên cười ảo não, tóc bạc trên đầu mỗi lúc một nhiều thêm, nhưng ánh mắt vẫn rất kiên quyết. Sơn Hạ Chu Tài lạnh lùng liếc nhìn Lý Hùng Cường đang tươi cười, lên giọng răn đe, sao cậu dám đưa hồi hồn châm cho cô ấy. Lý Hùng Cường cười nói, tôi đã để cô ấy lựa chọn dù cô ấy sống hay chết, tôi cũng sẽ giúp cô ấy gầy dựng lại nhà họ liễu. Lần này xem như cô ấy đã được như ý nguyện, võ giả chết vì võ đạo, y giả chết vì y đạo, chẳng phải đây là chuyện vinh quang nhất trong mắt các người sao. Cô ấy nên cảm ơn tôi mới phải, nếu không có tôi giúp đỡ, chỉ dựa vào cô ấy thì dù có cố gắng thêm 50 năm nữa cũng không thể vực dậy nhà họ liễu. Cô ấy không nên chết thế này, Sơn Hạ Chu tài quát. Dù không xem liễu đảm liên ra gì, nhưng hai người đều là bác sĩ trông thấy liễu đàm liên bị lý hùng cường lợi dụng trắng trận như vậy thậm chí phải hy sinh cả mạng sống sơn hạ chu tài bỗng thấy nổi giận đùng đùng thế thì cô ấy phải sống thế nào lý hùng cường châm biếm dùng một mạng của cô ấy đổi lại sự hồi sinh cho nhà họ liễu giao dịch này phải nói là lời to rồi cô ấy còn gì mà không hài lòng nữa sơn hạ chu tài càng nghe càng giận suýt thì không nhịn được muốn giết chết lý hùng cường ngay tại chỗ Đúng lúc này, liễu đàm liên rên lên một tiếng, mái tóc đen đã bạc gần hết nửa, gương mặt trẻ trung sinh đẹp như già đi 10 tuổi. Hồi hồn châm vốn dĩ không gây tổn thương lên người bác sĩ nghiêm trọng như vậy, nhưng vì liễu đàm liên không đủ sức, lại dùng tiên thiên chân nguyên vào dẫn khi qua châm, nên mới tạo ra cảnh tượng trước mắt. Tôi nói đủ rồi. Sơn hạ chu tài quát, trong chớp mắt đã xuất hiện sau lưng liễu đàm liên. Cũng không biết lão ra tay thế nào mà cả người liễu đàm liên lại lùi lại mấy bước ngân châm được ông lão tiếp tục châm một cách kỳ diệu. Sắc mặt của cô gái ngồi xe lăn hồng hào hơn bình thường một chút, trông rất khỏe mạnh. Tuy nhiên, Sơn Hạ Chu Tài hiểu được loại khỏe mạnh này là dùng hết sinh lực của cô gái mà có, khiến cô gái bị giảm thọ rất nhiều. Nếu nói cô gái ngồi xe lăn lẽ ra có thể sống thêm được 20 năm, thì bây giờ có thể là chưa đến một năm. Hai, Sơn Hạ Chu Tài thở dài. Lão rút ngân châm ra, sau đó vẻ mặt đăm chiêu phạch phạch phạch, chân khí trong tay áo của lão tạo ra một làn sóng âm. Hai lòng bàn tay của Sơn Hạ Chu Tài dơ lên nhẹ như lông ngỗng, lại hạ xuống tựa lá rơi. Mỗi bàn tay như có một sức mạnh cực lớn khiến không khí cũng chấn động đến gợn sóng, nhưng khi chạm lên người cô gái lại nhẹ như không. Bàn tay nâng lên rồi hạ xuống phiêu diêu nhẹ nhàng, như thể có một làn gió mát thổi ra từ hai tay của lão. Gió xuân thổi qua mặt đất, cây cối sẽ đâm trồi hai bàn tay của lão lúc này như thể gió xuân và thứ đâm chồi chính là sức sống trong cơ thể cô gái. Cơn đau của cô gái dần tan biến cùng với lòng bàn tay xoa trên lưng cô gái của lão. chương 1088, xin cảm ơn đã chỉ dạy. Tuy anh chưa từng nhìn thấy hồi hồn châm, nhưng từ cách châm của liễu đàm liên và tình trạng sức khỏe của cô gái, anh cũng có thể đoán được vài phần. Hành động vị y đạo hy sinh bản thân của liễu đàm liên trông thì có vẻ rất vĩ đại, nhưng đường tuấn lại cực kỳ khinh bỉ chưa được sự đồng ý của người bệnh đã, thấu chi, sinh lực của bệnh nhân. Hành vi này là trái với y đức, nói đơn giản là một sự ích kỷ. Tuy nhiên, chí hướng của Liễu Đàm Liên thì rất đáng ghi nhận. Cô ấy muốn tự mình vực dậy nhà họ Liễu, điều này có phần tương đồng với Đường Tuấn. Chỉ tiếc, Liễu Đàm Liên Trung Quy vẫn là quá yếu, chỉ có thể trở thành quân tốt thí trong tay Lý Hùng Cường sau khi thấy sơn hạ chu tài dùng cách xoa bóp xuân phong đánh thức sức sống của cô gái điều này khiến cho đường tuấn thêm phần xúc động và kính nể cách xoa bóp xuân phong có thể hồi sinh được sức sống đã mất của cô gái tuy là về sau tuổi thọ của cô gái cũng không được như trước nhưng đã bù đắp được phần lớn hậu di chứng của hồi hồn châm quan trọng hơn là bệnh của cô gái sẽ có thể chữa trị tận gốc cùng lúc đó thức hải của đường tuấn đang có sự thay đổi vốn dĩ ý niệm sát sinh cứ hoành hành trong thức hải của anh, là mối hiểm họa để lại sau khi anh đến thôn Thanh Thủy. Tuy rằng đã có ngọc trụ thần bí và 99 chữ cổ chân áp, Đường Tuấn vẫn phải tốn nhiều tâm lực và sức lực vào đó, dẫn đến thực lực phát huy bị hạn chế. Về lâu về dài, anh sẽ nảy sinh tâm ma, thức hải trực tiếp nổ tung sẽ chết ngay tại chỗ, không cách nào cứu được. Sau khi nhìn thấy Sơn Hạ Chu Tài sử dụng cách xoa bóp Xuân Phong, Đường Tuấn vô cùng xúc động cách xoa bóp xuân phong là một kỹ thuật xoa bóp cao thâm của y học cổ bên trong hàm chứa cả nghệ thuật độc đáo và huyền diệu của võ đạo khi đường tuấn không ngừng lĩnh ngộ được cách xoa bóp này ý niệm giết chóc trong thức hải cũng dần tan biến tâm ma cũng mất đi đường tuấn cảm thấy cả người nhẹ hắng đầu óc trở nên sáng suốt chưa từng có khi sơn hạ chu tài dừng tay lại sự biến đổi trong thức hải của đường tuấn cũng vừa vặn kết thúc theo ngọc trụ thần bí tỏa ra ánh sáng trắng ngà 99 chữ cổ toát ra khí tức linh thiêng, anh cảm thấy tinh thần lực của mình trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người nghĩ ra cách xoa bóp xuân phong chắc chắn là một thiên tài về y đạo lẫn võ đạo mới có thể kết hợp tinh hoa của võ đạo và y đạo vào một cách thức xoa bóp. Ngoài có thể cứu người, trong có thể dưỡng sinh, Đường Tuấn thầm cảm thán. Thầy, Sơn Hạ Chu Tài toàn thân lão đảo, Ma Sinh Long nhật vội vàng chạy đến đỡ lão. Ông lão hơn 90 tuổi sắc mặt ửng hồng, đôi môi khẽ run lòng bàn tay cũng không ngừng run rẩy sơn hạ chu tài đứng dậy viết một đơn thuốc rồi đưa cho cô gái ngồi xe lăn sau khi cô gái cảm ơn không ngớt rồi rời đi lão mới nhìn sang đường tuấn nói không ngờ tinh hoa của y thuật nước yên lại để cho một người nước việt nam như cậu học được thật đáng buồn lão nhận ra đường tuấn đã học được cách xoa bóp xuân phong đường tuấn khom lưng trịnh trọng hành lễ rồi nói xin cảm ơn đã chỉ dạy Y học cổ đại của nước Yên quả nhiên có nét độc đáo riêng, đặc biệt là cách xoa bóp xuân phong này, càng là tinh hoa của tinh hoa. Đường Tuấn thông qua chuyện này, càng thấu hiểu sâu hơn về Trung Y. Sơn Hạ Chu Tài nhìn đường Tuấn hồi lâu, cuối cùng thở dài nói, thôi đành vậy. Ma sinh Long Nhật tuy rằng vẫn còn mù mờ nhưng vẫn sốc vô cùng. Trường 1089, em sai rồi sao? Anh ta đã được nghe Sơn Hạ Chu Tài nói rất nhiều về cách xoa bóp xuân phong sơn hạ chu tài cũng từng chỉ dạy cho anh ta nhưng anh ta mãi vẫn không lĩnh hội được bây giờ sơn hạ chu tài chỉ thực hành một lần đường tuấn đã hiểu thông lẽ nào tên nhóc này thật sự là một thiên tài y đạo sao đi thôi sơn hạ chu tài yếu ớt thở dài đi đâu ạ à? ma sinh long nhật hỏi về nước thôi sắc mặt sơn hạ chu tài chưa từng trông già nua đến thế nhưng thưa thầy đại hội giao lưu vẫn chưa kết thúc Ma Sinh Long Nhật ngẩn ra, nói được một nửa rồi đột nhiên ngừng lại. Anh ta nhìn gương mặt của Sơn Hạ Chu Tài, dường như nghĩ đến điều gì đó rồi đột nhiên tái mặt. Ma Sinh Long Nhật cắn môi, oán hận liếc nhìn Liễu Đàm Liên lúc này đã hồn siêu phách lạc. Cuối cùng im lặng mà đỡ Sơn Hạ Chu Tài rời khỏi hội trường. "Này, tính làm sao đây? Làm sao phân định thắng thua đây?" Hình Công Huy nhìn cụ Hàn cầu cứu. Sơn Hạ Chu Tài ra đi đột ngột, trong một lúc anh ta cũng không thể xác định được ai thắng ai thua. Lý Hùng Cường bỗng nhiên trở nên dữ tợn hét lên, đương nhiên là chúng tôi thắng. Lão già Sơn Hạ kia chỉ cố tình làm ra vẻ thần bí mà thôi. Dù lão ta không ra tay thì Liễu Đàm Liên cũng có thể chữa khỏi cho bệnh nhân đó. À, những tay giàu có đứng phía sau Lý Hùng Cường nói không nên lời, cũng không dám hùa theo. Dù bọn họ không hiểu gì về y thuật, nhưng cũng nhìn ra được vừa rồi Liễu Đàm Liên đã cố quá sức nếu như không phải Sơn Hạ Chu Tài kịp thời ra tay, cả bệnh nhân và liễu Đảm liên đều chết cả. Lý Hùng Cường nói vậy thực sự là không biết xấu hổ, đến họ cũng không thể đồng tình. Ngay cả Kim Đông Thành cũng cau mày, rõ ràng là vô cùng bất mãn với cách nói của Lý Hùng Cường. Còn không mau tuyên bố đi, Lý Hùng Cường gần như rít lên với hình công huy và cụ Hàn. Đại hội giao lưu lần này là nhiệm vụ gia tộc giao cho anh ta. Kết quả sẽ ảnh hưởng đến địa vị của anh ta trong tộc, tuyệt đối không thể để thua. Đủ rồi, trong lúc hình công huy và cụ hàn còn đang lúng túng thì giọng nói trầm ấm của đường Tuấn vang lên. Anh lạnh lùng liếc Lý Hùng Cường, ánh mắt lạnh lẽo khiến người ở sau cũng phải dùng mình. Sau đó anh nói với giọng châm chọc, muốn thể hiện công phu, mặt dày, thì xin mời về nhà mà thể hiện, đừng tự làm xấu mặt trước người khác. Nói xong, cũng không thèm nhìn sắc mặt Lý Hùng Cường khó coi cỡ nào, đường Tuấn quay sang Liễu Đàm Liên. Lúc này, Mái tóc đen óng ả của Liễu Đàm Liên đã bạc gần hết. Tuy rằng sau cùng Sơn Hạ Chu Tài đã kịp thời ngăn cản hồi hồn châm của cô ấy, nhưng loại phương pháp châm cứu độc địa này cộng thêm cô ấy đã vận dụng Tiên Thiên Chân Nguyên của mình nên vẫn làm tổn thương nghiêm trọng đến cơ thể. Sức của cô ấy kham không nổi gánh nặng này. "Có quyết tâm đáng khen, đáng tiếc em không xứng làm bác sĩ." Đường Tuấn lạnh lùng nói. Hành động của Liễu Đàm Liên nhìn có vẻ là vĩ đại, thực chất là vô cùng ích kỷ. Vì đạt mục đích không từ thủ đoạn. Em sai rồi sao? Liễu đàm liên khó nhọc ngẩng đầu lên. Khuôn mặt thanh tú của cô ấy giờ đây đã đầy nếp nhăn và khô cằn, thoạt nhìn như đã già đi mười mấy tuổi. chương 1090, chào đại nhân vu huyết. Đại hội diễn ra hai ngày rồi kết thúc một cách vội vàng. Trong khoảng thời gian đó, tiêu hoàng xuất hiện một lần, nhưng sắc mặt rất tệ, dường như đang gặp phải vấn đề gì đó. Soảng soảng soảng, trong căn biệt thự Lý Hùng Cường liên tục vọng ra tiếng đồ đạc rơi vỡ, có vẻ như người nào đó đang nổi trận lôi đình. Sau khi đập vỡ bình hoa sứ thanh hoa trong tay, Lý Hùng Cường mới bình tĩnh lại một chút. Anh ta nhìn sàn nhà hỗn độn, khuôn mặt vô cùng hung tợn như một con dã thú đang nổi cơn điên. "Liễu Đàm Liên đâu?" Lý Hùng Cường hỏi. Đại hội giao lưu đã kết thúc vào sáng nay, tuy rằng sau đó các bác sĩ trong nước cũng đạt được thành tích không tệ, nhưng đó không phải là kết quả mà Lý Hùng Cường mong đợi hơn nữa bọn họ thắng ít thua nhiều về sau tuy rằng đường tuấn không thi đấu nữa nhưng đám người của hiệp hội y học cổ truyền như lưu thế giang vương trọng quang thiệu quý khương và hạ văn thanh cũng thể hiện trình độ y thuật đáng kinh ngạc họ đã nghiền nát đoàn đại diện của hàn quốc và nước yên kim đông thành nghiêm nghị đứng ở một góc phòng trầm giọng nói tình trạng sức khỏe không tốt lắm tiên thiên chân nguyên bị hao tổn quá nghiêm trọng con đường võ đạo xem như đứt đoạn hơn nữa nói tới đây kim đông thành ngập ngừng hơn nữa cái gì lý hùng cường bực bội hơn nữa sức khỏe cô ấy rất kém sau này có thể không thể dùng dẫn khi qua châm nữa tuổi thọ cũng bị giảm đi nhiều kim đông thành nói với vẻ thương hại lý hùng cường nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra nhưng sau đó buông lời tàn nhẫn nếu đã như vậy cô ấy còn sống để làm gì chết quách đi kim đông thành run rẩy không trả lời còn gì nữa không lý hùng cường hỏi Đại nhân Vu Huyết sắp đến rồi." Kim Đông Thành nói. "Cái gì?" Lý Hùng Cường đứng bật dậy, vẻ mặt kinh hãi nói, "Sao lại đến nhanh như vậy?" Kim Đông Thành giải thích, nghe nói vì không lâu nữa sẽ có đại hội tại Trảm Mã Đài. "Đại hội ở Trảm Mã Đài?" Lý Hùng Cường không khỏi nhíu mày, nhưng nỗi bất an trong lòng cũng giảm đi đôi chút. Anh ta đang cho rằng vị đại nhân đó đến để hỏi tội mình mặt Lý Hùng Cường chợt lộ vẻ hớn hở, tôi nhớ không lầm thì hình như hôm nay lão giả Sơn Hạ kia phải về nước rồi. Một giờ sau, ở sân bay Lai Châu, một người đàn ông trung niên, vẻ ngoài chỉ tầm 40 đang từ đường máy bay bước ra. Ánh mắt ông ta có thần, thân hình cao lớn cường tráng, thuộc thể loại đại thúc rất hấp dẫn những cô gái trẻ. Lúc này, bên cạnh ông ta có vài cô gái tướng mạo xinh đẹp đi theo, liên tục muốn xin số điện thoại nhưng đều bị người đàn ông từ chối audio điện tử võ tấn bền. Chương 1091, cho nên thầy mới bảo cậu ta là thiên tài. Người đàn ông này chính là người sáng lập huyết vệ, nhà họ Lý có thể bình an vượt qua mấy chục năm không gặp bất kỳ nguy hiểm nào không thể không nhắc đến công lao của người này. Dù là tộc trưởng của họ Lý, Lý Tiến Chiết ở trước mặt ông ta cũng phải kính nể vài phần. Nụ cười của Vu Huyết chợt tắt, giọng nói có cảm giác lạnh gáy so với lời nói dịu dàng từ chối những cô gái vừa rồi như là của hai người khác nhau, chuyện giải quyết thế nào rồi? Vẻ mặt Lý Hùng Cường cứng đờ, còn định tìm một cái cớ cho có lệ nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như lưỡi đao của Vu huyết cộng thêm tính khí nổi tiếng của vị đại nhân Vu huyết này, anh ta đành kể lại đại khái những chuyện xảy ra trong đại hội giao lưu trong sự hồi hộp căng thẳng. Lý Hùng Cường nói xong thì ngẩng lên nhìn Vu huyết, vẻ mặt Vu huyết rất bình thản, không tỏ bất kỳ thái độ nào trái tim Lý Hùng Cường trùng xuống, vội vàng giải thích, đại nhân, lần này chủ yếu là do lão già Sơn Hạ Chu Tài và tên nhóc họ đường kia gây rối nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không thua. Vu huyết lạnh lùng liếc nhìn Lý Hùng Cường, ông ta đột nhiên mỉm cười, đẩy Lý Hùng Cường sang một bên rồi tiến về phía trước nói, cụ Sơn Hạ, không ngờ lại gặp được cụ ở đây. Lý Hùng Cường quay lại nhìn thì thấy ma sinh Long Nhật đang dìu Sơn Hạ Chu Tài đi về hướng này trông dáng vẻ của họ chắc là chuẩn bị lên máy bay về nước. Vu huyết bước nhanh đến trước mặt Sơn Hạ Chu Tài, cười chân thành rồi chủ động chia tay ra trước mặt ông lão nói tôi là Vu huyết. Từ lâu đã được nghe tên tuổi của cụ, hôm nay có thể gặp được cụ thật là vui quá. Sơn Hạ Chu Tài nhướng mày cảnh giác, rõ ràng cũng đã từng nghe qua cái tên Vu huyết này. Tuy nhiên thấy Vu huyết cười nói vui vẻ, ông lão cũng đưa tay ra để bắt tay ông ta, sau khi tiến đoàn của sơn hạ chu tài và ma sinh long nhật lên máy bay vu huyết mới trầm mặt đi ra ngoài đám người lý hùng cường và kim đông thành chạy theo sau đại nhân vu huyết cứ để bọn họ đi như vậy sao lý hùng cường không cam lòng nói vu huyết cười lạnh một tiếng nói đi sơn hạ đã chết ma sinh còn trẻ không chịu được cảnh kinh khủng vậy lý hùng cường và kim đông thành không rõ ràng cho lắm vừa rồi dáng vẻ vu huyết và sơn hạ chu tài hận đã gặp nhau trễ căn bản không có bất cứ dấu hiệu động thủ nào. Trên máy bay đi tới nước Yên, Ma Sinh Long Nhật và Sơn Hạ Chu Tài ngồi cùng một chỗ. Trải qua hai ngày tu luyện này, tinh thần của Sơn Hạ Chu Tài tốt lên rất nhiều, lúc này đang giảng cho đệ tử một chút nghi vấn và chỉnh hợp thu được về y đạo trong đại hội giao lưu lần này. "Thầy, y thuật của Đường Tuấn thật sự lợi hại đến vậy sao?" Ma Sinh Long Nhật nhịn không được hỏi. Sắc mặt Sơn Hạ Chu Tài ngưng trọng, gật đầu nói, thiên phú của cậu ta thời này ít gặp, ngày nào còn cậu ta, y đạo nước Việt Nam vẫn còn hưng thịnh ngày đó. Nhưng mà thưa thầy, anh ta còn chưa đến 30 tuổi. Ma sinh Long Nhật rung động, nếu thật như lời thầy nói, đây chẳng phải là nói một mình đường Tuấn có thể ép y đạo của các quốc gia khác gần trăm năm. Cho nên thầy mới bảo cậu ta là thiên tài. Sơn Hạ Chu Tài hít một tiếng. Thầy, vậy người tên Vu Huyết kia là sao vậy? Ma sinh Long Nhật nhớ tới cảnh tượng ở sân bay lúc nãy, hỏi. Sơn Hạ Chu Tài vừa định nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, khóe miệng chảy ra máu, tiếp đó lỗ tai, mũi, mắt cũng chảy ra máu tươi, thất khiếu chảy máu. Trường 1092, Tiểu Lan đã xảy ra chuyện. Thầy đã đánh giá thấp vu huyết, uy lực của thiên nhân quả nhiên lợi hại. Sơn Hạ Chu Tài lộ ra vẻ hối hận, liếc mắt nhìn chầm chầm Ma sinh Long Nhật, nói trước khi bước chân vào thần, không cho phép ra khỏi nước yên một bước lão tự nhận đã rất cẩn thận ngoại trừ bắt tay lúc bắt tay kia hai người không còn bất cứ tiếp xúc gì có lẽ đến lúc sắp chết lão mới tỉnh ngộ ra trong lần bắt tay đó vu huyết đã ra tay rồi chỉ là chân khí ngấm ngầm ẩn giấu lúc này mới bộc phát trực tiếp lấy mạng lão thủ đoạn của thiên nhân thủ đoạn kinh khủng như vậy nói xong hai mắt y thánh nước yên này nhắm lại tắt thở thầy ma sinh long nhật đau khổ hô lên. Một ngày này, y thánh nước yên vĩnh biệt cõi đời, hưởng thọ 93 tuổi. Tất cả giới y đạo nước yên đều khoác đồ trắng, vô số người bệnh từng nhận ân huệ của lão đều khóc giống. Đường Tuấn nhìn tờ báo trong tay, trên tờ báo chính là tin tức Sơn Hạ Chu Tài qua đời. Giới y đạo nước yên chấn động bất an, vô số người nổi tiếng quyền quý nhao nhao tới cửa thương tiếc. Khép tờ báo cầm trong tay lại, Sơn Hạ Chu Tài đột nhiên tử vong, khiến đường Tuấn có chút đau buồn. Dù sao anh học được cách xoa bóp Xuân Phong từ trong tay lão, xem như là nửa người thầy. Anh như chợt nhớ tới điều gì, hỏi liễu đàm liên thế nào rồi. Hạ Văn Thanh cao mày, nói thương thế bộc phát, đột nhiên bùng nổ. Nghe nói nhà họ liễu không ai có ý muốn đưa cô ấy về nước, cuối cùng là Lý Hùng Cường sai người đưa về. Đường Tuấn không có cảm thấy bất ngờ gì cả, cho dù Sơn Hạ Chu Tài đã chết, liễu đàm liên há có thể còn sống được. Đường Tuấn vuốt mi tâm, trong lòng dần bị lạnh ý lấp đầy. Sơn Hạ Chu Tài và Liễu Đàm Liên mặc dù đều bị thương rất nặng, nhưng không đến nỗi chết nhanh như vậy, trong đó tất nhiên có một số chuyện không muốn ai biết. Anh thậm chí nghi ngờ có phải là thiên nhân trong miệng Lý Hùng Cường tới nước Việt Nam rồi không? Ngày mai tôi sẽ lên đường đi tới Trảm Mã Đài, ánh mắt Đường Tuấn nhìn về phía phía Bắc Giang. Bây giờ các thế gia và tông môn ẩn thế, phu môn còn có rất nhiều cường giả trẻ của nghịch luân đều tề tụ ở Trảm Mã Đài, cậu Long càng muốn lấy lực lượng một mình áp đảo vô số thiên kiêu, vì nước Việt Nam đánh ra một mảnh Thái Bình. Cậu Long từng phái người tới giết cậu ta, tuyết hồng thảo đường và vu môn có thủ với cậu ta, trận này tề tụ thiên kiêu, cậu ta dù thế nào đều phải tham gia, nếu không đều cậu ta sẽ bị xem là đối tượng dễ ức hiếp. Không biết bên cụ ngô đó ra sao rồi nữa, đường Tuấn bỗng nhiên thầm nghĩ. Sau khi quay về từ thôn Thanh Thủy, anh lo có người sẽ ra tay với mộ dung lan, mà trước đây anh để Yến Đình Khôi bên cạnh mộ dung lan cũng không thể dựa vào, cho nên đã phái đi thần hải cảnh ngô trí khải này. Mấy ngày nay, anh bận rộn chuyện đại hội giao lưu và chuyện của nhà họ Lý, không rảnh bận tâm, bây giờ nhớ tới, mới phát hiện được chuyện dường như có thay đổi, trong lòng lại xuất hiện dự cảm bất thường. Anh gọi điện thoại cho mộ dung lan, mộ dung lan không nhận. Rồi anh gọi điện thoại đến nhà họ mộ dung, gọi cho ông cụ mộ dung. Tiểu lan đã xảy ra chuyện lúc nghe thấy giọng của đường Tuấn, giọng ông cụ mộ rung run rẩy nói. Chuyện gì đã xảy ra? Đường Tuấn trầm giọng nói. Ông cụ mộ dung cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được lửa giận bị đường Tuấn đè nén trong lời nói, mau chóng nói rõ mọi chuyện. chương 1093 là vu trấn linh động tay. Theo lời ông cụ mộ dung nói, 7-8 ngày trước, một người trẻ tuổi tên vu trấn linh tới nhà họ mộ dung, dẫn Yến Đình khôi đi. Vốn cho là chuyện này cứ chấm dứt như vậy không nghĩ tới nửa ngày trước, cơ thể mộ dung lan đột nhiên bị khó chịu, lúc đó ngô trí khải ở nhà họ mộ dung cũng nhận ra có người để lại thuật bà mo trong người mộ dung lan, cùng mộ dung ra thương lượng một chút, ngô trí khải lập tức dẫn cô ấy tới trảm mã đài, muốn tìm vu chấn linh giải trừ thuật bà mo. Là vu chấn linh động tay, giọng điệu của đường tuấn trầm thấp, sát ý không thể kiềm chế. Ngô trí khải phái ông qua đây nói như thế à? Ông ta nói thuật bà Mo trong người Tiểu Lan là đại khí chính thống, chỉ có huyết mạch Vu Môn chính thống mới có tư cách tu hành. Ông cụ mộ rung dừng một chút, hỏi Đường Tuấn Vu Môn rốt cuộc là thứ gì? Bọn họ tại sao muốn động thủ với Tiểu Lan? Đường Tuấn an ủi ông cụ vài câu, còn Vu Môn và những thứ khác anh không giải thích nhiều. Chờ cúp điện thoại, trong mắt Đường Tuấn hiện ra sát ý ngưng tụ thực chất, tinh thần sụp sôi phun trào, giống như hỗn độn sụp đổ, cảnh tượng tận thế trời đất treo ngược. Chuyện anh không muốn thấy nhất sự cuối cùng cũng xảy ra. Trước đây bởi vì chính mình, nhà họ Trình suýt chút nữa lọt vào thảm cảnh diệt môn. Mà bây giờ, mộ Dung Lan bởi vì mình mà chúng phải thuật bà mo. Vu, chấn, linh. Ba chữ phát ra từ miệng Đường Tuấn, mang theo hơi lạnh thấu xương. Giờ phút này, Đường Tuấn hạ quyết tâm phải giết Vu Chấn Linh. Trảm Mã Đài ở gần Bắc Giang, là một bí cảnh cậu Long phát hiện lúc tuổi còn trẻ. Vốn dĩ âm thầm không danh tiếng, được xem như bị nơi bồi dưỡng thành viên của Nghịch Luân cũng không có bao nhiêu người biết. Nhưng bây giờ thì khác, từ lúc cậu Long mời gọi đệ tử truyền nhân của các thế gia và tông môn ẩn thế, Trảm Mã Đài trở thành tiêu điểm của vô số người. Người đời, thế gia và tông môn ẩn thế, còn có vô môn thần bí. Thiên địa sắp biến đổi, ba nơi này lộ ra vô số thiên tài. Mà đại hội ở Trảm Mã Đài lần này chính là lúc để những truyền nhân thiên tài này tranh phong, ganh đua cao thấp. Ở thế tục ngoại trừ cậu Long ra, còn có những thiên tài khác cũng từ các nơi lao tới trảm mã đài, chứng kiến cuộc thịnh hội này. Ví dụ như mục văn phong của cổ hồng lính, trương tính hòa và tạ phù diệu của núi yên tử, nghe nói còn có hòa thượng câm đột phá thần hải không lâu, dường như tất cả thiên kiêu nước Việt Nam đương thời đều tề tụ. Ai có thể đàn áp quần hùng trong thịnh hội nơi này, đoạt được đệ nhất, chính là vô địch trong cùng thế hệ không thể tranh cãi. Mặt mũi cậu long thật lớn, lần này nghịch luân vì đại hội trảm mã đài, cố ý tung ra bang yên thế, xếp hạng thiên tài xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây. Xếp hạng càng lên trên, thực lực lại càng mạnh, đường Tuấn một mình đi trong rừng sâu, dọc đường còn có rất nhiều võ giả đồng hành. Có một số con đường linh hoạt, chia sẻ một chút tin tức với mọi người. Đường Tuấn ở một bên, yên lặng lắng nghe, mặc dù đường Tuấn rất muốn nhảy ngay lên trảm mã đài đại khai sát giới một trận, nhưng dù sao anh cũng là người mới đến, không quá quen thuộc với những đối thủ này, Bây giờ nhân dịp tìm hiểu một chút về bọn họ cũng được, đến lúc phải đối mặt cũng tự tin thêm được mấy phần. Trường 1094, anh tôi năm nay mới 33 tuổi. trương Bách Hiền, bảng Long Hổ này dựa vào cái gì mà nói là đã chiêu mộ được tất cả thiên tài? Bọn họ xếp hạng đã công bằng chưa, dựa vào căn cứ nào? Đại ca của tôi cũng là võ giả chân khí cảnh trung kỳ, tại sao không xếp anh ấy vào trong bảng Long hồ Bên cạnh có một chàng trai trẻ khoảng 27-28 tuổi, tức giận bất bình nói. Đứng kế bên, đại ca của chàng trai nhướng mày, tuy cảm thấy giọng điệu của em trai mình không ổn lắm, nhưng trong lòng anh ta cũng có nghi vấn như vậy, nên không ngăn cản. Chàng trai đeo mắt kính gọng đen cũng chính là Trương Bách Hiển, cau mày, trầm giọng nói. Muốn vào được bảng Long Hổ, cần thỏa mãn hai điều kiện, một là chưa quá 40 tuổi. Anh tôi năm nay mới 33 tuổi người kia lập tức nói tiếp. Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Bách Hiển lại ngay lập tức khiến cậu ta nghẹn lời. Thứ hai, tu vi võ đạo nhất định phải đạt tới mức đại tông sư chân khí cảnh. Không chỉ có chàng trai trẻ kia, mà cả những người khác khi nghe đến câu này cũng có chút chấn động. Đại tông sư chân khí cảnh chưa qua 40 tuổi mới có cơ hội vào bảng Long Hổ. Có thể thấy được bảng danh sách này hàm chứa bao nhiêu tinh túy. Có thể nói, bất cứ người nào trên bảng Long Hồ cũng là hạt giống thần cảnh trong tương lai. Mà xếp hạng càng cao, gần như đều đã bước chân vào thần hải. "Ca, những tin tức này ngay cả chúng ta cũng không biết, tại sao Trương Bách Hiển này lại biết được chi tiết rõ ràng như vậy?" Một cô gái trẻ đứng bên cạnh đường Tuấn nhỏ giọng hỏi. Cô gái trẻ khoảng 25-26 tuổi, ngoại hình thanh tú, điều bất ngờ là cường độ khí tức trên người cũng đạt tới chân khí cảnh. Tuy vừa đột phá không lâu nên khí tức vẫn còn bất ổn. Nhưng có thể đạt tới chân khí cảnh ở độ tuổi này, cũng coi là một thiên tài. Cùng sánh vai với cô gái là một chàng trai trẻ, cậu ta nhỏ giọng nói: "Nghe nói Trương Bách Hiển có chút quan hệ với cục tình báo nghịch lân, biết được những việc này cũng không có gì lạ." Hai người này là một cặp anh em, nam tên Chu Xuyên, nữ tên Chu Đan Ly. Ở trên đường, Đường Tuấn nhìn thấy một võ giả nội kình đang bắt nạt người bình thường, nên ra tay giáo huấn một chút. Vừa vặn đụng phải hai người bọn họ, Chu Xuyên tính cách sáng sủa, liền mời Đường Tuấn cùng đi đến trảm mã đài. Khí tức của Đường Tuấn hầu như đã ẩn giấu hết vào bên trong, không có chút dao động chân khí nào được phóng ra ngoài. Vì không muốn gây chú ý quá sớm sẽ dẫn đến sự cố, anh còn cố tình làm chút thay đổi nhỏ trên ngoại hình. Với y thuật và võ đạo của Đường Tuấn, có thể tùy ý khống chế xương cốt toàn thân, thông qua việc thay đổi vị trí khớp xương để biến đổi tướng mạo thì cũng không có gì khó khăn. Trương Bách Hiền nói tiếp. Nhưng mà, cho dù đã được xếp vào bảng Long Hổ, cũng có một số người không thể bước lên Trảm Mã Đài. Chỉ có thiên kiêu xếp ở 50 vị trí đầu trên bảng Long Hổ mới có thể bước lên Trảm Mã Đài. Nói xong, anh ta nhìn về phía Chu Xuyên, cười nói: "Cậu chắc là người của bát cực, xếp thứ 48 trên bảng Long Hổ, Chu Xuyên đúng không?" Chu Xuyên gật nhẹ đầu. "Tôi xếp thứ 45, nếu anh và tôi đều lên được Trảm Mã Đài, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác." Trên bảng Long Hổ, người của mấy gia tộc ẩn cư và tông môn quá nhiều, Long Thiếu một mình thế đơn lực bạc, chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, để về sau Long Thiếu không còn nỗi lo nào nữa. Trương Bách Hiền nghiêm nghị nói. Nhất định rồi, Chu Xuyên cũng đồng ý. Trương 1095 là do tôi cân nhắc không Chu Toàn. Chu Xuyên nhìn về phía đường Tuấn đang đứng bên cạnh, nói. Đường huynh đệ, đi qua ngọn núi này chính là trảm mã đài đến lúc đó tôi sẽ đi lên trảm mã đài cậu cùng em gái tôi chờ ở bên ngoài nhé làm phiền cậu thay tôi chăm sóc nó một chút chu đan ly nghe vậy không khỏi bĩu môi bất mãn nói ca anh có nhầm hay không vậy em đã là chân khí cảnh cũng coi như một tiểu tông sư rồi anh ta ngay cả chân khí còn chưa luyện ra được nói em chăm sóc anh ta còn dễ nghe hơn trên đường cùng nhau đi tới đây nếu là không có anh che chở với cái tính thích xen vào chuyện của người khác của anh ta không biết đã bị đánh cho bao nhiêu lần rồi á. Chu Xuyên ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút xấu hổ, lại từ chối cho ý kiến. Trên người đường Tuấn không hề có một chút dao động chân khí nào, thân thể nhìn còn có chút gầy yếu. Nếu không phải Chu Xuyên tận mắt nhìn thấy anh đánh bại một vị võ giả nội kinh, sợ là cũng sẽ xem anh như một người bình thường. Em gái Chu Xuyên đã là chân khí cảnh tông sư, nói đến chăm sóc, đúng là Chu Đan Ly chăm sóc đường Tuấn mới đúng. Ai ngờ Đường Tuấn lại cười nhạt một tiếng, nói. Việc này sợ là không được rồi, chờ chút nữa tôi cũng phải vào trảm mã đài. Một võ giả nội tình nho nhỏ còn chưa đột phá được chân khí cảnh như anh mà lại muốn vào trảm mã đài, đi chịu chết hay gì. Chu Đan Ly có chút tức giật, diễu cợt nói. Được rồi, Đan Ly, Chu Xuyên ấy náy nói với Đường Tuấn. Là do tôi cân nhắc không Chu Toàn. Nói xong, Chu Xuyên không nhắc đến chuyện này nữa về phần Đường Tuấn nói muốn đi vào trảm mã đài chuyện này anh ta không cho là thật chỉ xem như Đường Tuấn sĩ diện không muốn để một cô gái không quen bảo vệ Chu Đan Ly, hứ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác nói thầm chờ tí nữa thì đừng cầu bản tông sư bảo hộ anh Đường Tuấn bất đắc dĩ cười cười mọi người tiếp tục đi về hướng trảm mã đài vù trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến rất nhiều âm thanh tiếng phạn một lát sau một quầng sáng rực rỡ lướt qua đỉnh đầu bọn họ. Là hòa thượng câm của cổ thiếu lâm, anh ta thật sự bước chân vào thần hải rồi. Chu Đan Ly ngửa đầu nhìn bóng người mới lướt qua không trung. Người kia mặc một bộ tăng bào kiểu cổ đã cũ nát, cái đầu bự chọc lóc, chính là hòa thượng câm. Vù, vù. Một lát sau, lại có hai luồng sáng lướt qua bầu trời. Là trương tĩnh hòa của núi Yên Tử và mục văn phong của cổ Hồng Lĩnh. Vẻ mặt trương bách hiền nghiêm nghị, nhìn qua hai bóng người kia, anh ta bất chợt siết chặt nắm tay, cuồng nhiệt nói. Audio điện tử võ tấn bền chương 1096, anh ta có vào được bảng Long Hổ đâu? Trương Tĩnh Hòa, Mục Văn Phong, Hòa Thượng Câm đều đến. Vị hậu thiên đạo thế kia thì sao? Không biết anh ta có đến hay không? Gương mặt xinh đẹp của Chu Đan Ly hơi thay đổi, đột nhiên lại nghĩ vậy. Khoảng thời gian này, thanh danh của vị hậu thiên đạo thể đường tuấn này gần như đã chuyển đi hơn nửa giới võ đạo Việt Nam. Trên hội võ đạo Hà Nam, đường tuấn đã bước vào thần hải, thể hiện ra cảnh giới thiên nhân, áp đảo các đại tông sư thế hệ trẻ như Hồ Yến Anh, Từ Nhật, Thanh Liên. Nghe đồn là đánh thắng cả tống nước hiếu của nghịch lân, chiến tích cực kỳ dũng mãnh. Sắc mặt Trương Bách Hiển cùng Chu Xuyên cùng thay đổi, rõ ràng là cũng nghĩ đến thực lực khủng bố của Đường Tuấn. Hừ, nếu anh ta thật sự dám đến, thì chắc chắn là không thể bước chân ra khỏi trảm mã đài. Trương Bách Hiền lạnh lùng nói, anh ta phế bỏ linh thể bách dược của tạ nam bên tuyết hồng thảo đường, giết trùng nhất, kết mối thù sinh tử với nghịch lân. Loại người tự tìm đường chết đến mức này, cùng một lúc kết thù với cả ba bên, không chết mới là lạ. Chu Xuyên rất tán thành gật đầu, nói, có lẽ anh ta đã thật sự bước chân vào thiên nhân. Nhưng vậy thì sao chứ, Vu Trấn Linh, quỷ tử bên huyền minh quỷ tông, Kiếm Đài Vương Thanh An của kiếm môn, nghe nói bọn họ cũng đạt tới thiên nhân cảnh. Nếu Hậu Thiên Đạo thể thực sự có can đảm xuất hiện, tất nhiên sẽ rơi vào hoàn cảnh bị bọn họ vây đánh. Trương Bách Hiển có chút tức giận nói: Ban đầu còn cho là chỗ này của chúng ta xuất hiện một Hậu Thiên Đạo thể, nói không chừng tương lai sẽ có thể trở thành trợ thủ đắc lực cho Long thiếu, ai mà ngờ anh ta lại là một người ngu cuồng như vậy chứ. May mà Việt Nam ta còn có Long thiếu. Đúng rồi, vị hậu thiên đạo thể này ở trên bảng Long Hổ xếp thứ mấy? Có người quan tâm hỏi. Trương Bách Hiền ung dung cười một tiếng, châm chọc nói. Anh ta có vào được bảng Long Hổ đâu? Tại sao? Cứ cho là thực lực của anh ta không bằng đám người Long Thiếu và Vu Trấn Linh, nhưng dù sao cũng là cường giả đã bước chân vào thần cảnh. Tuyệt đối có thể xếp vào top 10. Nụ cười diếu cợt của Trương Bách Hiền càng sâu, nói. Bởi vì Long Thiếu nói, người chết thì không có tư cách xếp vào bảng long hổ. Một câu nói ra, ý định giết người dày đặc. Cho dù là ai thì cũng có thể nghe ra, Long thiếu đã có lòng muốn giết vị hậu thiên đạo thể kia, nếu không thì đã không đến mức phải nói ra những lời này. Chu Đan Ly nghe vậy, không dám nói thêm câu nào nữa. Mặc dù cô chưa từng gặp vị hậu thiên đạo thể kia, nhưng trong lòng lại cực kỳ sùng bái. Lần này đi theo anh trai chạy đến trảm mã đài, một phần cũng là do muốn được tận mắt nhìn thấy mặt đối phương một lần. Nhưng bây giờ tình cảnh của anh ta gian nan như vậy, thậm chí Long còn hạ lệnh thấy mặt phải giết với anh ta, thì cô lại có hơi không muốn nhìn thấy người này xuất hiện. Đến Trảm Mã Đài, mọi người vừa đi vừa nói, phía trước nhanh chóng xuất hiện một chỗ. Chương 1097, nếu là Long thiếu gây ra thì chẳng có gì lạ. Chỉ thấy ở cuối sơn lâm, phạm vi vài dặm xung quanh đều bị sương mù bao phủ lớp xương mù này như một tấm sa mỏng, giống như chỉ cần thổi nhẹ một cái chúng cũng sẽ tản đi mất. Nhưng bên trong, cho dù gió núi thét gào, sương mù cũng không hề bị tản đi một chút nào, cho dù ánh mặt trời có chiếu xuống, chúng nó cũng chưa từng tiêu tán. Đường Tuấn nhìn về phía sâu trong sương mù, chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng vài cảnh tượng, cực kỳ mờ mịt. Việc này khiến trong lòng anh có chút ngạc nhiên không nói thành lời. Phải biết, võ giả một khi đạt tới chân khí cảnh, thị lực, thính lực hay ngũ giác liền sẽ tăng lên đến cường độ cực kỳ lớn. Chứ đừng nói là đường Tuấn đã đạt tới cảnh giới thần hải, ngay cả một số hình ảnh, cây cối ngoài xa cũng có thể nhìn thấy một cách rất chi tiết rõ ràng. Nhưng bây giờ, tầng xương mù này lại khiến thị giác của anh bị giảm đi một cách nghiêm trọng như vậy. Trong lòng anh có chút dục dịch, tinh thần lực bên trong thức hải tràn ra ngoài, chủ động tiếp xúc xương mù. Dầm dầm, tinh thần lực của đường Tuấn vừa tiếp xúc với xương mù, sương mù đột nhiên cuồn cuộn lên từ chỗ sâu nhất trong màn sương còn truyền đến âm thanh trầm thấp như tiếng sấm rền hơn nữa uy lực siêu mạnh giống như đang từ từ thức tỉnh từ bên trong lớp sương mù giống như oai lực của trời đất khoảng không bên trên sơn lâm vô số những đám mây thô to đang điên cuồng tụ hợp lại với nhau trong tầng mây đã hiện lên những tia điện xảy ra chuyện gì vậy rất nhiều võ giả vốn đang tụ tập ở chỗ này bỗng hoảng sợ kêu to trời đất tàn nhẫn coi vạn vậy rẻ mạt như chó rơm. Đứng trước uy nghi của trời đất, ngay cả võ giả thần hải cảnh cũng lộ ra vẻ cực kỳ nhỏ bé, chứ đừng nói đến việc phần lớn võ giả ở đây, tu vi đều mới chỉ ở chân khí cảnh. Một tia chấp đánh xuống, chỉ sợ là sẽ chết một đống lớn. Đường Tuấn nhìn mây mù đang cuồn cuộn trên không, còn có những sấm chấp dọc ngang, hình như đã nghĩ đến việc gì đó. Trong lòng than nhẹ một tiếng, tinh thần lực không thâm nhập vào sâu trong sương mù nữa, mà trở về thức hải trong khoảnh khắc tinh thần lực của anh được thu hồi lại, mây mù đang cuồn cuộn cũng khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, sấm chớp trên trời cũng tiêu tán, lại trở về dáng vẻ ban đầu. Chuyện này, rốt cuộc là thế nào? Người bên trong thấy vậy, càng không hiểu ra làm sao. Mọi người đừng hốt hoảng, đây là Long Thiếu đang so tài bàn luận võ đạo với rất nhiều thiên kiêu trên trảm mã đài. Tu vi của Long Thiếu đã đạt đến thiên nhân, có thể ảnh hưởng đến hiện tượng tự nhiên trong không trung, không có gì nguy hiểm đâu một người đi ra từ trong đám đông thân thể rung lên giọng nói truyền khắp sân người này không phải là ai khác thế mà lại là trung lâm trung lâm là người phụ trách tạm thời ở chỗ này của nghịch lân phụ trách duy trì trật tự giọng nói của anh ta vang lên tâm tình khẩn trương của đám đông lập tức bình phục lại không ít nhưng bọn họ lại không biết mấy lời này của trung lâm toàn là để an ủi lòng người mà thôi ngay cả anh ta cũng không biết động tĩnh này đến từ chỗ nào nếu là Long Thiếu gây ra, thì chẳng có gì lạ. Trương Bách Hiền nghiêm nghị nói. Long Thiếu đã hiểu thấu đáo thiên nhân, lại có thể dẫn động được hiện tượng tự nhiên, xem ra đại hội trảm mã đài lần này, phần thắng của Long Thiếu rất lớn. Trung Lâm Ngạo Nghễ nói. Đấy là chuyện đương nhiên, lần này Long Thiếu đương nhiên có thể áp đảo tất cả thiên kiêu, vì chúng ta mà càn quét ra một mảnh võ đạo Thái Bình. mươi 1098, thằng nhóc này gặp nạn rồi. Trương Bách Hiển gật nhẹ đầu, sau đó nói với Chu Xuyên. Tôi đi vào trước, Chu Huynh sắp xếp cho em gái mình xong thì cũng vào nhanh cho kịp, không lại bỏ lỡ một màn uy áp đương thời của Long Thiếu. Nói xong, Trương Bách Hiển đi đến trước mặt Trung Lâm. Rõ ràng là hai người đã quen biết nhau, nhỏ giọng trò chuyện vài câu. Trên tay Trung Lâm cầm một tấm lệnh bài, bề mặt đen nhẵn tràn đầy nét cổ xưa, phía trên khắc vẽ đầy hoa văn huyền diệu. Tay Trung Lâm cầm lệnh bài, chỉ vào bên trong lớp sương mù sương mù lập tức tách sang hai bên lộ ra một con đường trương bách hiển cất bước đi lên con đường đó sương mù khép lại bao phủ lấy thân hình anh ta đường tuấn thấy vậy trong lòng cũng khẽ lay động đối với suy đoán của mình lại chắc chắn thêm mấy phần chu xuyên trầm ngâm một lát quay đầu nói với đường tuấn cùng chu đan ly em gái em cùng đường huynh đệ ở đây chờ anh tu vi võ đạo của em cao hơn đường huynh đệ một chút nếu như gặp phải phiền toái gì, em phải ra tay giúp anh ấy giải quyết một chút. Đường huynh, không cần cảm thấy khó xử gì đâu, bây giờ tu vi của anh còn thấp, không có nghĩa là vĩnh viễn vẫn thấp. Dựa vào tư chất của anh, sớm muộn gì cũng sẽ bước vào chân khí cảnh. Tuy Chu Đan Ly rất bất mãn với đường Tuấn, nhưng anh trai đã sắp xếp như vậy, cô cũng không tiện nói thêm điều gì nữa. Chu Xuyên vỗ vỗ bả vai đường Tuấn, sau đó cũng bước vào trong sương mù ngay cả cơ hội nói thêm vài câu đường Tuấn cũng không có. Chu Đan Ly vươn vai một cái, nói với đường Tuấn. Tiếp theo anh phải nghe lời tôi đó, đừng chạy loạn khắp nơi gây chuyện. Tuy tu vi của tôi đúng là chân khí cảnh tông sư, nhưng chỗ này có rất nhiều người tu vi cao hơn tôi. Nếu thật sự chọc tới bọn họ, tôi cũng không bảo vệ nổi anh đâu, biết chưa? Ai ngờ cô vừa dứt lời, đường Tuấn đã lập tức đi thẳng về phía trước, không để ý đến Chu Đan ly một tí nào anh anh muốn làm gì chu đan ly sững sờ nhìn thấy phương hướng mà đường tuấn đang đi tới cô vội vàng giữ chặt anh lại nói kia là trung lâm người phụ trách của nghịch lân tu vi anh ta đã đạt tới chân khí cảnh hậu kỳ so với anh trai tôi thì còn lợi hại hơn nhiều anh muốn làm gì đó đường tuấn cười nhẹ một tiếng nói trung lâm à tôi với anh ta quen biết cũng khá lâu rồi đấy nói xong đường tuấn nhẹ nhàng tránh thoát khỏi bàn tay chu đan ly Chu Đan Ly lộ ra vẻ kinh ngạc, một cái nắm tay vừa rồi, cô đã dùng tới sức mạnh của chân khí cảnh, võ giả bình thường chắc chắn không thể tránh thoát được. Anh ta che giấu thực lực, trong đầu Chu Đan Ly hiện ra ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó, lòng cô lại tức giận. Coi như che giấu thực lực thì sao chứ? Dám trêu chọc Trung Lâm, anh ta vẫn chỉ có một con đường chết. Một tên nhãi còn chưa đến chân khí cảnh, lại bảo là quen biết với vị chân khí cảnh đại tông sư của Nghịch Lân đã lâu nói ra ai mà tin được chứ vị trí của trung lâm vừa đúng là lối vào trảm mã đài anh ta quản lý lệnh bài quyết định ai có thể đi vào hầu như tất cả ánh mắt mọi người ở đây đều đặt lên người anh ta thời điểm đường tuấn đi về hướng trung lâm chân mày anh ta hơi nhíu lại khí tức dục dịch chờ phát động chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào còn những người khác thì dùng ánh mắt hài hước nhìn đường tuấn mấy ngày nay không phải là không có người ra tay với trung lâm muốn cướp lệnh bài trên tay anh ta nhưng tu vi của Trung Lâm còn lù lù ở đó, trừ khi có mấy đại tông sư chân khí cảnh cùng phối hợp với nhau, hoặc võ giả thần hải cảnh ra tay, nếu không, ai có thể dám nói chắc là sẽ thắng được Trung Lâm. Thằng nhóc này gặp nạn rồi, người trong sân đều nảy ra ý nghĩ như vậy, muốn xem thử Trung Lâm sẽ dạy dỗ đường Tuấn như thế nào. Trường 1099 xếp hàng thứ mấy trên bảng Long Hổ. Sau vụ thôn Thanh Thủy, đường Tuấn gần như đã trở thành sát nhân đồ tể trong giấc mộng của Trung Lâm. Tàn sát sạch người trong một thôn, chém giết sáu vị đại thần cảnh của Nghịch Lân, nửa đêm tỉnh mộng, Đường Tuấn thường xuyên trở thành nguồn cơn khi Trung Lâm nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Mà bây giờ, gương mặt kia, gần ngay trước mắt. Khí tức Trung Lâm tán loạn, cơ thể không ngừng run rẩy, giống như đang nhìn thấy ác quỷ. Còn những người khác, bởi vì đưa lưng về phía Đường Tuấn, căn bản là không biết đã xảy ra chuyện gì, có vài người người thậm chí còn hô lên. Trung Lâm, anh không được thiên vị chứ? hôm qua đệ tử của tôi chỉ nói có một câu, đã bị anh đánh gãy một chân. Hôm nay thằng nhãi này dám mạo phạm anh như vậy, nếu anh không đánh nó thừa sống thiếu chết, chúng tôi không để yên cho anh đâu. Trung Lâm nghe vậy, chỉ hận không thể đánh người vừa nói chuyện đến gần chết luôn. Đồ đệ của chú mày có thể so sánh với vị sát tinh trước mắt này à? Người ta chính là thần cảnh thiên nhân đấy, là sự tồn tại sánh vai cùng với Long Thiếu, Vu Trấn Linh đấy. Tôi muốn đi vào đối với những lời vừa rồi đường tuấn mắt điếc tai ngơ chỉ hờ hững nói với trung lâm trung lâm gần như không chút do dự lệnh bài trong tay chỉ về phía sương mù con đường xuất hiện đám người thấy vậy thì trợn mắt há mồm từ bao giờ mà trung lâm lại dễ nói chuyện như vậy chứ đường tuấn đầu cũng chẳng buồn quay lại lập tức nhấc chân bước vào đợi đến khi bóng dáng đường tuấn biến mất trong màn xương trung lâm mới nặng nề thở hắt ra quần áo trên người đã ướt đẫm Giống như vừa bước chân qua một cửa ải sinh tử. Trung Lâm, chuyện này anh nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời rõ ràng, nếu không, cho dù anh xuất thân từ Nghịch Lân, chúng tôi cũng không bỏ qua đâu. Sau một lát im lặng, cuối cùng cũng có người đánh vỡ sự yên tĩnh, bước ra từ trong đám người, giận dữ nói với Trung Lâm. Bởi vì quy tắc là do Nghịch Lân quyết định, chỉ cho phép những người đứng ở top 50 trên bảng Long Hổ tiến vào Trảm Mã Đài, cho nên rất nhiều người đều bị ép phải ở lại bên ngoài nhưng bây giờ, đường Tuấn tiến vào, đã đánh vỡ quy tắc này. Một thằng nhãi không có tên trên bảng Long Hổ mà có thể bước vào trảm mã đài, lại còn là dưới sự đồng ý của Trung Lâm. 99 người có tên trên bảng Long Hổ, người ở đây cơ bản đều biết rõ. Nhưng đường Tuấn, rõ ràng không phải là người mà bọn họ đã biết. Trung Lâm, rốt cuộc thì người kia là ai? Xếp hàng thứ mấy trên bảng Long Hổ? Có người thúc giục hỏi. Trung Lâm lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, dần dần bình tĩnh lại, đối mặt với đám người chất vấn, anh ta cười lạnh một tiếng, nói. Người vừa đi vào đúng là không có tên trên bảng Long Hổ. Vậy mà anh còn dám để nó đi vào, xem chúng tôi là không khí hết à. Anh ta là hậu thiên đạo thể, Trung Lâm hờ hững nói một câu, lập tức chặn cứng họng những người đang định nói chuyện. Cái gì, mấy người thất thanh nói, chương 1100 quả nhiên là trận pháp. Tôi nói, người vừa mới đi vào là Hậu Thiên Đạo thể Đường Tuấn. Trung Lâm cười lạnh nói: "Hứa lão thất, không phải vừa rồi ông nói là muốn đánh anh ta thừa sống thiếu chết à? Tôi không làm được đâu, đại khái là ông có thể đứng đây chờ anh ta, chờ anh ta ra rồi đánh cho một trận gần chết." "Thế nào?" Cái này, cái này, mồ hôi lạnh trên đầu Hứa lão thất đổ xuống như mưa. Ông ta không biết Hậu Thiên Đạo thể, nhưng câu nói này phát ra từ miệng Trung Lâm, ông ta không thể không tin. Chu Đan Ly như bị sét đánh, đầu giống như bị đập mạnh một cú, đứng sững sờ tại chỗ. Tên kia thế mà lại là thần tượng của cô, hậu thiên đạo thể Đường Tuấn. Một bên khác, Đường Tuấn thân đi trên con đường ẩn trong sương mù. Khoảnh khắc anh bước chân lên con đường này, cảnh vật chung quanh cũng có thay đổi cực lớn, lớp sương mù kia đã tạo thành những bậc thang. Có khoảng chừng trên dưới trăm bậc, thông đến nơi anh chưa biết. Đường Tuấn không vội, đứng im tại chỗ, quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Xuyên thấu qua lớp sương mù mỏng manh, đường Tuấn dường như có thể nhìn thấy chung quanh toàn là núi đá đen tuyền che kín, trên núi đá vẽ khắc rất nhiều hoa văn. Hoa văn phản xạ ra chút ánh sáng lấp lánh, không quá chói mắt, lại giống như đã tạo thành một bàn tay vô hình, gom hết xương mù chung quanh, khống chế chúng ở trong một phạm vi nhất định. Những hoa văn này có cùng nguồn gốc với hoa văn trên tấm lệnh bài trong tay Trung Lâm, chỉ là độ phức tạp thì cao hơn rất nhiều quả nhiên là trận pháp, có trận pháp mức này che chở, cách ly với thế giới bên ngoài, tự hình thành một mảnh đất, khó trách được xưng là bí cảnh. Đường Tuấn nói nhỏ, trận pháp trước mặt nhìn như có phạm vi bao phủ khoảng 500 m xung quanh, nhưng trên thực tế lại lớn hơn rất nhiều lần, bên trong có dấu càn khôn. Nói là trận pháp, không bằng nói là pháp trận, trận pháp mượn xu thế địa lý của sông núi tự nhiên, còn pháp trận thì lại mượn nguyên khí trời đất cho mình dùng. Hai bên tranh lệch không chỉ một bậc, Đường Tuấn đã từng đến dược y cốc, từng nghe nói bên trong dược y cốc ẩn giấu một tòa đại trận, là gốc rễ của cốc, có thể chống cự được nguy cơ sinh tử tồn vong. Đáng tiếc, lúc ấy anh không có cơ duyên được nhìn thấy. Chẳng qua, việc này cũng không ảnh hưởng đến nhận biết của anh. Đường Tuấn đã từng xem qua rất nhiều sách cổ của các hệ thống tu đạo, giáo phái, trong đó có một vài ghi chép liên quan tới pháp trận. Muốn tạo dựng pháp trận, ít nhất phải đi đến được bậc cửa thiên nhân, có thể giao cảm cùng trời đất. Chỉ có võ giả ở đẳng cấp này mới có thể ký khí ước với thiên địa, thông qua pháp trận, biểu lộ những gì bản thân hiểu được ra ngoài, biến sức mạnh trời đất thành lực lượng cho bản thân mình dùng. Bây giờ Đường Tuấn cũng đã đi đến ngưỡng cửa thiên nhân, câu thông được nguyên khí biển cả, loại pháp trận có phạm vi hơn 500m như cái ở trước mắt, anh muốn dựng lên cũng phải cố hết sức, cũng phải hao tốn vào đấy thời gian mấy năm cùng rất nhiều tinh lực. Chứ đừng nói chỉ đến bên trong pháp trận còn ẩn giấu không gian, độ khó phải tăng lên vô số lần. Pháp trận, không gian, rốt cuộc thì những thứ này được lưu truyền từ thời đại nào chứ? Nhìn những hoa văn mang theo hơi thở cổ xưa, cực kỳ cổ xưa này, chỉ sợ đây là sản phẩm ít nhất cũng phải cả ngàn năm trước. Đường Tuấn vừa đi về phía trước, vừa thì thào nói. Chẳng qua, cho dù là pháp trận hay bên trong ẩn giấu không gian, đều không phải là thứ mà có thể cứ tùy tiện nghĩ là thông suốt được. Cứ cho Đường Tuấn là thiên tài đi nữa, cũng không thể cái gì cũng thật sự tinh thông trừ khi anh là thánh sống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1100.